Hải Dương cầu sinh, vô hạn thăng cấp tiến hóa, chương 461, chém giết khổng tước, chiến tranh sớm, đánh chết nó cũng sẽ không tin tưởng, có một ngày nó hội thê thảm như vậy, hơn nữa còn là bị người ta tóm lấy đầu lưỡi từ trên trời kéo xuống đến, thử hỏi còn có ai so với chính mình càng khổ cực, oanh, cuối cùng, ta khổng tước bị dịp xuyên cứ thế mà kéo đến hải quy đảo bãi biển chỗ, cái kia thân thể khổng lồ gần như bao trùm toàn bộ bãi biển, thân thể nhiều chỗ bị thương tổn, khiến vô cùng thê thảm, riêng là đầu lưỡi mặc dù không có bị dịp xuyên cho kéo xuống đến, nhưng là loại kia khó nói lên lời thống khổ, vẫn là khiến liền âm thanh đều không phát ra được. Tà khổng tức hai mắt lạnh lùng nhìn chầm chầm dịp xuyên, cái này liền định lại lần nữa ra tay cùng dịp xuyên liều mạng, lại nghe được tiếng xào sạc âm thanh vang lên, lại là vô số rễ cây xuất hiện, đối với tà khổng tức thân thể cũng là một trận đập, cuối cùng càng đem nó cho chăm chú địa cấm cố, đồng thời co vào lên. Tiểu Phi Long bọn người lúc này mới xông lại, nhìn lấy trọng thương tà khổng tước, không khỏi cười hắc hắc lấy nói ra, đại ca, cái này cấp độ SSS không trung sinh vật có phải hay không có chút kém a, à? dễ dàng như vậy liền đem nó cho chơi chết, không, là ta chiến lực mạnh lên. Diệp Xuyên lắc đầu, trắng tiểu Phi Long liếc một chút, không phải vậy, ngươi gặp qua có cái nào một cái cấp độ SSS sinh vật năng đem chúng ta tuyệt đối phòng ngự cho đánh nát a? À? Hơn nữa còn đem rùa biến làm cho nện vào bên trong biển sâu, nó chiến đấu lực nghiêm chỉnh mà nói đã siêu việt cấp độ SSS sinh vật biển, chỉ là nó bây giờ còn chưa có trưởng thành đến thành niên thể đỉnh phong, không phải vậy liền xem như chúng ta liên thủ đều khó đối phó nó, nói cũng thế. Tiểu Phi Long suy nghĩ một chút, có vẻ như thật là có chuyện như vậy, vậy chúng ta xử trí như thế nào nó? Triệu Phi Vũ hỏi tiếp, hệ thống, có thể sử dụng khế ước danh ngạch thu phục hắn a? Diệp Xuyên trực tiếp hỏi, không thể, trừ phi đã là vào kính cường giả, bằng không tuyệt đối không thế. Hệ thống lập tức hồi đáp, nếu như chờ lấy liễu Diệp hoặc là lưu soái vào kính, còn không biết phải tới lúc nào. Diệp Xuyên gật đầu, vậy chỉ có thể tạm thời chơi chết nó, không phải vậy cả ngày nuôi cũng là chuyện phiền toái. Nói, nhìn lấy một mực tại lạnh lùng nhìn mình chầm chầm ta khổng tước, không khỏi từ tốn nói, anh em, không phải ta không muốn lưu lại ngươi, thật sự là ngươi chiến lực quá mức khủng bố, giữ lấy ngươi thì là kẻ gây họa, được làm vua thua làm giặc, hết thảy đều chỉ có thể trách ngươi chạy tới chủ động treo chọc chúng ta, nói, trường đao xuất thủ, tại thụ vương cái kia vô số rễ cây đưa nó thân hình cố định trụ trong nháy mắt, trường đao trảm tại nó trước đó thụ thương địa phương, rốt cục đưa nó rời đi cái này thế giới, trong nháy mắt đó, hệ thống thanh âm theo tới mà đến, chúc mừng ký chủ đánh vết tà khổng tước, khen thưởng ký chủ ám khí, khổng tước linh mỗi lần chiến đấu có lại chỉ có thể sử dụng một lần, có thế trong nháy mắt khiến địch nhân độc phát, xem đối phương mạnh yếu ảnh hưởng giải độc thời gian dài ngắn, oát, dịp xuyên thần sắc nhất động, quả thực không nghĩ tới hệ thống thế mà còn cho chính mình khen thưởng, rốt cuộc lúc trước đánh giết cái kia cụ phong điêu vương thời điểm, hệ thống đã đã cho đánh giết cấp độ SSS không trung sinh vật khen thưởng, kết quả lần này còn khen thưởng chính mình một kiện ám khí, phải biết cái này khổng tức linh, liền xem như chính mình bắt độc bất xâm thân thể tại bị đánh trúng trong nháy mắt cũng sẽ có một dây độc phát đồng thời quá trình giải độc đây đối với những sinh vật kia mà nói quả thực thì cùng cá heo số mệnh chi sừng một dạng có lẽ tại đối mặt cấp độ sss sinh vật chỉ cần đến phía trên một chi khổng tước linh liền có thể làm cho đối phương chơi xong a à, suy nghĩ một chút thì vui vẻ thứ bảy lúc này đi tới cười tủm tỉm nói ra cao đoan nguyên liệu nấu ăn liền cần trong thời gian ngắn nhất xử lý tốt xuyên ca cái này cấp độ SSS sinh vật vận động lâu như vậy, thân thể huyết dịch tràn đầy toàn thân, vị đạo tuyệt đối là đỉnh cấp, ta hiện tại liền bắt đầu xử lý. Diệp Xuyên đánh cái búng tay, trực tiếp đem sân khấu giao cho thứ bảy, lại gọi tới thứ sáu giúp đỡ. Một đoàn người lúc này mới trở lại biệt thự, một ngày thời gian, rất nhanh liền đi qua, ta khổng tước chất thịt, vẫn tương đối ngon, giữa trưa chỉ là vô cùng đơn giản ăn dùng khổng tước thịt xào chế rau xào thịt, đến tận buổi tối mới chính thức mở ra tà khổng tước tiệc. Lại để cho cả đám no bụng một trận có lộc ăn Thẳng đến đêm khuya, kết thúc một ngày sinh hoạt Dịp xuyên nằm ở trên giường, mới rốt cục cảm nhận được cực hạn tỉnh mịch Trước khi ngủ lại mở ra công cộng nói chuyện phiếm phòng nhìn một chút Các huynh đệ, không biết có phải hay không là nước ngoài hải đảo chủ đã hoàn thành tập kết Bọn họ dự định sớm mở ra chiến tranh Đây là ý gì? Sớm mở ra chiến tranh Nhiều quốc liên minh chẳng lẽ không có can thiệp A à? Nhiều quốc liên minh khả năng cảm thấy sớm một ngày chậm một ngày cũng không đáng kể A. À. Chiến tranh mở ra thời gian bình tĩnh tại ngày mai 12 giờ trưa, mọi người còn không có đuổi tới, nhất định muốn mau chóng chạy đến A. À. Hiện tại địch ta cách xa vẫn là rất lớn, xem ra hôm nay ta là không thể ngủ, lập tức khởi hành, hết tốc độ tiến về phía trước. Dịp xuyên cũng là nhướng mày, cũng không nghĩ tới nước ngoài hải đảo chủ nhóm đều là một đám không có chút nào tinh thần võ sĩ đạo trang bức vốn còn nghĩ cho tham chiến nước ngoài hải đảo chủ lưu lại một đường sinh cơ hiện tại xem ra lần chiến đấu này là thật đối tại hải dương thế giới một cái đại thanh tẩy nước ngoài hải đảo chủ cho rằng có thể hủy đi cửu châu hải đảo chủ đem hải dương thế giới tẩy bài hoàn toàn thành vì bọn họ nước ngoài hải đảo chủ thế giới bọn họ lần này xem như tính sai ngay sau đó diệp xuyên lập tức sử dụng một cái hải đảo tên lửa đẩy khiến hải quy đảo tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới như thế tới nói hoàn toàn có thể theo kịp ngày mai chiến đấu. Sáng sớm hôm sau, Diệp Xuyên Nương theo lấy hệ thống nhắc nhở âm thanh tỉnh lại, không khỏi duỗi người một cái, lập tức mở miệng nói, ký tên, ký tên thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tiến hóa giá trị 2 điểm, hải đảo ổn định trang bị hai hệ thống thanh âm theo tới mà đến. Tiểu Phi Long bọn họ cũng sớm đã rời giường, nhìn lấy nhanh chóng tiến lên hải quy đảo, Bluber mức hoa quả không khỏi hô, ca, ca. Ngươi cũng nhìn đến những cái kia hải đảo chủ nhóm nói chuyện a, à, đúng vậy a." À. Diệp Xuyên gật đầu nói, "Những cái kia nước ngoài hải đảo chủ, thế mà liền nhiều quốc liên minh chế định quy cũ đều không nghe, vậy chúng ta nhất định muốn lấy thời gian nhanh nhất chạy tới, đoàn diệt nước ngoài hải đảo chủ, đây là một trận liên quan đến ta Cửu Châu Vinh Diệu chiến đấu, nước ngoài hải đảo chủ ý đồ bởi vì chuyện này đoàn diệt chúng ta Cửu Châu hải đảo chủ, bọn họ bàn tính nhất định thất bại." Triệu Phi vũ hít sâu một hơi, không khỏi lạnh lùng nói ra chúng ta muốn để những cái kia nước ngoài hải đảo chủ cùng với nhiều quốc liên minh biết ta cửu châu là không thể chiến thắng nhiều quốc liên minh diệp xuyên cười lạnh không khỏi trầm giọng nói ra lần này không vẹn vẹn chỉ là tham chiến nước ngoài hải đảo chủ còn có nhiều quốc liên minh đều phải tại hải dương thế giới biến mất a à. tiểu phi long kinh ngạc nhìn lấy diệp xuyên đại ca ngươi không phải là muốn diệp đi nhiều quốc liên minh do chúng ta cửu châu một lần nữa thành lập hải dương thế giới ngoại hải trật tự. Diệp Xuyên nghiêm túc nói ra, đã nhiều quốc liên minh che chở nước ngoài hải đảo chủ, nước ngoài hải đảo chủ còn phách lối như vậy, như vậy tất cả mọi thứ thì đều cần phải một lần nữa tẩy bài, từ cửu châu thành lập chánh thức công bằng, công chính, công khai trật tự mới, chương 462, theo trong tuyệt vọng chờ đợi hy vọng, rộng lớn vô biên ngoại hải, tại một hòn đảo nhỏ hai bên các ba hải lý, tụ tập vô số chiến hạm hàng mẫu, chính là ước chiến cửu châu hải đảo chủ cùng nước ngoài hải đảo chủ. Cuối cùng, cửu châu hải đảo chủ tổng cộng tụ tập hơn 1,500 tàu chiến hạm, mà nước ngoài hải đảo chủ lại có hơn 4.000 tàu chiến hạm, song phương đều đang đợi lấy 12 giờ đến, triệu thiết phong biểu lộ ngưng trọng, mắt thấy còn có 15 phút liền đến 12 điểm, lập tức cùng mấy vị cửu châu chiến tranh người tổ chức thương nghị, khiến tất cả chiến hạm tùy thời chuẩn bị tốt chiến đấu chỉ cần 12 điểm tiếng chuông một khi vang lên, không cần quản hắn, lập tức tiến công, mà mấy vị người tổ chức, lúc này biểu lộ vẫn như cũ 10 phần ngưng trọng, có chút không quá yên tâm nhìn về phía triệu thiết phong, tổng chỉ huy, chúng ta thật có thể thắng lợi A, đối phương chiến đấu lực, thế nhưng là ba chúng ta lần A, vừa mới bắt đầu chiến đấu có thể sẽ so sánh khó khăn một số, nhưng là chỉ muốn đối phương có thể kịp thời xuất hiện, vậy chúng ta tất nhiên sẽ chuyển bại thành thắng. Triệu Thiết Phong hết sức nghiêm túc nói ra, điểm này, ta có thể khẳng định, ngươi nói là ai vậy? Một tên trung niên nữ tử, nhìn không được mở miệng hỏi, rất nhiều nhân khẩu bên trong, cái kia lại lần nữa tay khu đi tới lão đại. Triệu Thiết Phong nghiêm túc nói ra, ta đã từng có một chiếc siêu cấp chiến hạm, chiến đấu lực 10 phần cường hãn, kết quả tại trước mặt nó chỉ có thể coi là cái đệ đệ, chỉ cần hắn có thể kịp thời chạy đến, vậy chúng ta chiến tranh, chỉ thắng không thua. Triệu Thiết Phong mười phần khẳng định hồi đáp, như thế để mấy vị người tổ chức hơi nghi hoặc một chút, dù sao đối phương chiến hạm so với chính mình một phương này nhiều hơn 2.000 chiếc, còn có một chi cấp độ SSS sinh vật chưa từng xuất hiện, thì coi như bọn họ lại cường đại, còn có thể một người đơn đấu hơn ngàn tàu chiến hạm A, mấy người đều cho rằng Triệu Thiết Phong có chút khuếch đại từ, sự do người làm, trận chiến đấu này chỉ có thể nhìn mọi người chính mình, rất nhanh, 12 giờ chuông tiếng vang lên, từng tiếng tiếng vang truyền đến, song phương chiến hạm cơ hồ đem tên lửa, trọng thương pháo, cùng với các loại xa gần phòng pháo toàn bộ sử dụng, thì liền mặt biển cũng bắt đầu chấn động kịch liệt lên, không ngừng có tên lửa giữa không trung đụng vào nhau phát sinh nổ tung, ngay tại trên hải đảo hư không, từng đạo từng đạo công kích giống như ban ngày pháo hoa đồng dạng, thanh âm đủ để truyền đi đến 10 hải lý xa, có chút cá lọc lưới theo song phương hỏa lực phong tỏa bên trong lao ra, không ngừng mà rơi vào các phương trên chiến hạm từ vừa mới bắt đầu chỉ có linh tinh mấy khỏa tên lửa oanh kích, đến sau cùng 10 khỏa, mấy chục khỏa tên lửa, đạn pháo không ngừng hướng phá phòng ngự lưới, song phương chiến hạm vốn là lẫn nhau bị tổn thương, nhưng là nương theo lấy chiến tranh tiến vào gây cấn giai đoạn, hết thảy thì đều lộ ra chật vật, đáng giận. Triệu thiết phong sắc mặt cũng biến thành dị thường khó coi, vốn là phe mình chiến hạm thì không chiếm ưu thế, hiện tại nương theo lấy chiến tranh xâm nhập, cửu châu đã có gần trăm tàu chiến hạm hủy hoại chỉ trong chốc lát cứ việc nước ngoài hải đảo chủ chiến hạm tổn thất đồng dạng thảm trọng, nhưng là bởi vì cơ số so sánh lớn thì lộ ra không phải nghiêm trọng như vậy. Trước cuộc dạng này chiến tranh, cũng chỉ là chiến hạm ở giữa lẫn nhau đối banh, so là vũ khí mạnh yếu, chiến hạm trình độ chắc chắn, người nào trước chìm vào trong biển người nào thì thua, mà dịp xuyên cái bóng, cho tới bây giờ vẫn không có xuất hiện. Cái này khiến Triệu Thiết Phong không khỏi có chút hoài nghi, dịp xuyên chẳng lẽ thì thật không có ý định xuất thủ, giúp cửu châu một tay. Triệu Thiết Sơn, ở vào Cửu Châu, lúc này sắc mặt đồng dạng khó coi. Hắn đã thông qua quân đội camera nhìn đến trên chiến trường một màn này, thực song phương chiến hạm, hàng mẫu thực lực đều không kém bao nhiêu, chỉ là đối phương số lượng thật sự là chiếm cứ quá lớn ưu thế. Riêng là bây giờ còn có một chi cấp độ SSS lục địa sinh vật còn tại nhìn chằm chằm. Nếu như không có kỳ tích phát sinh, như vậy kết quả cuối cùng cũng là cửu châu phương diện hơn 1,500 tàu chiến hạm, toàn quân bị diệt đại thống lĩnh. Nữ tử lúc này đứng ở một bên, sắc mặt 10 phần ngưng trọng báo cáo, quân đội 300 tàu chiến hạm đã tập kết hoàn tất, đi qua còn cần 3 giờ, nhưng là chỉ là trăm tàu chiến hạm, tham dự chiến đấu cũng bất quá là hạt cát trong sa mạc, cuối cùng cũng đào thoát không bị diệt mất vận mệnh, vậy chúng ta thì mặc kệ. Triệu Thiết Sơn hỏi ngược lại, đây là ta cửu châu Vinh Diệu, coi như biết rõ toàn quân bị diệt, chúng ta cũng nghĩa vô phản cố, cửu châu, có thể lấy thất bại, nhưng là không thể sợ, đúng. Nữ tử lập tức động thân, quát lớn, chiến đấu đã qua nửa giờ, cửu châu hạm đội đạn dược cơ hồ hao hết, mà nước ngoài hạm đội ở phía trước 2.000 tàu chiến hạm công kích kết thúc về sau, phía sau 2.000 tàu chiến hạm công kích lại vừa mới bắt đầu, đây đối với cửu châu mà nói, cơ hồ cho người một loại cảm giác tuyệt vọng cảm giác, đạn dược biến mất, tiếp xuống tới chiến đấu chẳng phải là chỉ có bị động bị đánh phần, có chút tại phía sau cùng hải đảo chủ đã có lùi bước dự định, tuy nhiên Cửu Châu Vinh Diệu trọng yếu, nhưng mệnh chẳng phải là càng trọng yếu hơn, mạng đều không, còn cần gì Cửu Châu Vinh Diệu, điều này cũng làm cho nước ngoài Hải Đảo chủ từng cái cười lạnh, cái này cái gọi là Cửu Châu, thật đúng là không chịu đánh a, à. chỉ có ngần ấy nhi bản sự, thế mà còn cả ngày kêu gào, tân thủ khu thế mà còn muốn làm Cửu Châu đại khu cùng nước ngoài đại khu, thật sự cho rằng Cửu Châu có thể cùng chúng ta so sánh, chắc chắn chờ lần này kết thúc về sau liền xem như hệ thống cũng sẽ một lần nữa phân phối, tân thủ khu không còn làm hai cái đại khu A, các huynh đệ, cho ta tước hắn, nương theo lấy mấy cái tên chủ sự người ra lệnh một tiếng, hai nghìn tàu chiến hạm, hàng mẫu tên lửa có tới hơn 10.000 khỏa, ào ào hướng về cửu châu hải đảo chủ oanh kích mà đến, hiện tại những cái kia có lòng lùi bước hải đảo chủ dù cho muốn rút đi, cũng đã không có khả năng, trong nháy mắt đó, tất cả hải đảo chủ trong lòng đều tràn ngập tuyệt vọng, theo không nghĩ tới có một ngày chính mình hội khoảng cách tử vong gần như vậy triệu thiết phong hai mắt không hề nháy nhìn lấy đầy trời tên lửa nguyên bản căng thẳng trái tim kia đột nhiên trầm tĩnh lại hắn trong đuổi hải dương thế giới mấy chục năm có lẽ qua hôm nay hoàn toàn có thể nghỉ ngơi thật tốt a à, cũng không biết phi vũ bọn họ có hay không chạy đến có thể hay không vì cửu châu hải đảo chủ nhóm báo thù bằng không hải dương thế giới coi như thật muốn một lần nữa tẩy bài quanh ngay tại hơn mười ngàn khỏa tên lửa bay về phía không trung sắp hướng xuống anh kích cửu châu phương diện chiến hạm thời điểm, một khỏa to lớn vô cùng tên lửa lại là từ đằng xa mà đến, trực tiếp đối lên bên trong mấy khỏa tên lửa sau nổ tung ra, cái kia uy lực kinh cũng giống như sinh ra phản ứng dây chuyền đồng dạng, khiến tất cả tên lửa bắt đầu ở không trung nổ tung, thanh âm đinh tai nhức óc, sóng xung kích không ngừng từ trên cao anh đến, làm cho song phương chiến hạm không ngừng lui về phía sau lấy, thì liền phía dưới hải đảo đều trực tiếp bị sang thành bình địa, dần dần bị nước biển bao phủ lại tất cả hải đảo chủ, tất cả đều kinh ngạc đến ngay người. Đây rốt cuộc là một khỏa cái gì tên lửa, thế mà lại có khủng bố như vậy uy lực, trực tiếp diệt đi hơn 10.000 khỏa tên lửa, tới. Diệp xuyên đến. Triệu thiết phong cùng hỉ, lập tức xông ra đài chỉ huy nhìn về phía nơi xa, ta cửu châu hải đảo chủ, có cứu, chương 463, cứu cực chiến hạm đăng tràn, chấn kinh toàn trường, chỉ thấy một chiếc to lớn vô cùng chiến hạm màu đen, chính từ đằng xa nhanh chóng mà đến, cái kia khỏa tên lửa cũng là theo trên chiến hạm bắn ra tới Tất cả cửu châu hải đảo chủ đều vì vậy mà được cứu vớt Nhìn lấy chiếc thuyền lớn kia, ào ào hướng về hai bên nhường ra một lối đi Ta thiên, lớn như vậy một chiếc thuyền Cho dù là tại toàn bộ hải dương thế giới đều vô cùng hiếm thấy A à. Đây là chúng ta cửu châu hải đảo chủ A à. Ta làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe nói A à. Lấy một khỏa tên lửa ngăn cản hơn 10.000 khỏa tên lửa Thì hỏi còn có ai? Chẳng lẽ là mấy tháng trước mới từ Tân Thủ khu đi tới vị kia lão đại? Hắn thế mà đã phát triển đến loại trình độ này, theo không nghĩ tới chính mình hội khoảng cách tử vong gần như thế, bất quá sống sót sau tai nạn cũng cho ta nghĩ rõ ràng rất nhiều thứ, đáng giận, làm sao lại đột nhiên xuất hiện như thế một chiếc to lớn chiến hạm. Nước ngoài hải đảo chủ, lúc này đồng dạng có chút tức hỗn hển căn bản không thể tin được tại bọn họ sắp thắng lợi thời điểm sẽ xuất hiện như thế một chiếc thế lực bá chủ quấy bọn họ chuyện tốt. Đây chẳng qua là một chiếc lớn hơn một chút chiến hạm mà thôi. Chúng ta chẳng những có hơn 2.000 tàu chiến hạm có thể toàn lực khai hỏa, còn có cái kia cấp độ SSS sinh vật, cần sợ hắn. Phía Tây Hải đảo chủ người tổ chức kinh thường vừa cười vừa nói, chuyện này, hoàn toàn không cần xoắn suýt, mấy cái luân phiên công kích xuống tới, hoàn toàn có thể cho nó chơi xong. Vậy thì chờ nó gần một chút, trực tiếp phát động công kích. Cầm đầu hải đảo chủ, lập tức hạ đạt chỉ lệnh, hải quy đảo, thì theo một chỗ khác nhanh chóng mà đến, blueber mức hoa quả chuyên môn vì thế mở trực tiếp, hấp dẫn vô số dân mạng, thậm chí là hải đảo chủ nhóm quan sát, các bảo bảo, ta cùng ca ca cùng đi đối kháng nước ngoài hải đảo chủ, bọn họ tập kết hơn 4.000 tàu chiến hạm hàng mẫu, thực lực viễn siêu chúng ta cửu châu, nghe nói còn điều động cấp độ SSS sinh vật trợ trận, quả thực là muốn hoàn toàn giết chết chúng ta cửu châu hải đảo chủ ta blueber mức hoa quả cũng không làm cho nên chúng ta tới mấy câu nói dẫn tới tất cả hải đảo chủ cửu châu đám dân mạng hưng phấn không thôi cười ha ha lấy cho blueber mức hoa quả soạt lấy lễ vật nữ thần tốt lắm ta liền biết các ngươi không biết đối lần chiến đấu này bỏ mặt chiếc kia to lớn chiến hạm là các ngươi sao tốt khóc a à, không thổi không hát Chiếc chiến hạm này thế mà có thể sử dụng một khỏa tên lửa diệt đi địch nhân hơn 10.000 khỏa tên lửa, chỉ bằng điểm này ta thì có lòng tin. Việc quan hệ ta cửu châu vinh diệu, khác ta liền không nói, trước soạt mấy cái hoa tử trò chuyện tỏ tâm ý, nữ thần ta yêu ngươi, thật sự là quá lợi hại a à? đã từng sẽ chỉ đáng yêu giả ngây thơ nữ thần lại có thể bộc phát ra cường đại như vậy năng lượng, nữ thần của chúng ta tuyệt đối là cửu châu đệ nhất tích cực năng lượng dẫn chương trình, không có cái thứ hai hoa tử soạt cái không ngừng dù cho bluber mức hoa quả điện thoại bộ xử lý cường đại dị thường tại thời khắc này đều có loại muốn tê liệt xu thế toàn bộ phòng trực tiếp ngắn ngủi vài phút tràn vào mấy trăm triệu dân mạng quả thực sau so, bluber mức hoa quả tại hải dương thế giới trực tiếp buổi diễn đầu tiên còn muốn náo nhiệt tiểu phi long triệu phi vũ cùng lưu soái tại cứu cực trên chiến hạm nhanh chóng vượt qua cửu châu nhóm chiến hạm giống như một pho tượng chiến thần giống như hướng về nước ngoài hải đảo chủ mà đi mà phía trước nhất cùng cửu châu hải đảo chủ giao quá mức chiến hạm cũng tự động tránh ra một cái thông đạo khiến cứu cực chiến hạm lại trực tiếp tiến vào nhóm chiến hạm bên trong dự định đối cứu cực chiến hạm tiến hành hợp vây chỉ cần đem nó làm tê liệt chiếc này cứu cực chiến hạm đều sẽ trở thành nước ngoài hải đảo chủ chiến lợi phẩm chỉ là để mọi người hơi nghi hoặc một chút vì cái gì cứu cực chiến hạm không lại chủ động tiến hành công kích ngược lại tự nguyện tiến vào đối phương vòng vây chỉ có triệu thiết phong cười lấy lắc đầu bọn gia hỏa này cứu cực chiến hạm phòng ngự mạnh bao nhiêu, tại chỗ mấy chục ngàn người có lẽ chỉ có hắn biết, đây cũng là cứu cực chiến hạm dám xâm nhập hang hổ một trong những nguyên nhân. Nước ngoài hải đảo chủ, lúc này đã sớm kinh thường cười rộ lên, không biết chiếc này thế lực bá chủ quan chỉ huy là ai, cái này mẹ nó cũng quá kinh thường, lại dám xông vào trại địch, thật sự cho rằng cái đầu lớn thì thiên hạ vô địch. Truyền lệnh xuống, cho ta hung hăng đánh, trong nháy mắt đó, hơn 2.000 tàu chiến hạm hỏa lực cùng nhau nhắm ngay cứu cực chiến hạm, nương theo lấy từng tiếng tiếng vang, tên lửa, đại bác, súng máy các loại nhóm vũ khí bắt đầu không cần tiền giống như hướng về cứu cực chiến hạm đánh tới. Bọn họ có thể kết luận, ngắn như vậy trong khoảng cách chiếc này thế lực bá chủ căn bản không kịp sử dụng gần phòng pháo, hoàn toàn cũng chỉ là bị động bị đánh cục diện, chỉ là làm bọn họ không nghĩ tới là cứu cực chiến hạm tất cả phòng ngự căn bản là lười nhác sử dụng người ta thì đứng ở đằng kia để ngươi đánh. Mắt thấy chỉnh chiếc thế lực bá chủ đã bị hỏa lực chỗ vây quanh, nước ngoài hải đảo chủ nhóm cười không ngậm miệng được, cửu châu hải đảo chủ nhóm lại toàn bộ khẩn trương lên. Không hiểu chiếc này to lớn chiến hạm vì sao lại chạy tới bị đánh, chẳng lẽ là vì hao phí đối phương hỏa lực, cho mọi người tranh thủ lui lại thời gian, ngắn ngủi 3 phút, gần vạn khỏa tên lửa, mấy chục ngàn khỏa đại bác, mấy trăm ngàn viên đạn đã đánh vào cứu cực chiến trên thân hạm chỉ là nương theo lấy banh kích hỏa lực biến mất, cứu cực chiến hạm vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại đợi ở nơi đó, trừ trên thân hạm xuất hiện mấy phần bị công kích dấu vết bên ngoài, căn bản thì không có chịu đến phá hư, cái này sao có thể? Nước ngoài hải đảo chủ các cao tầng từng cái há to mồm, quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt trưởng quan chúng ta căn bản không khả năng cùng bọn hắn cứng đối cứng chiếc này thế lực bá chủ căn bản không sợ pháo hỏa công kích cách không được người ta dám xâm nhập chúng ta trại địch chỉ bằng nó phòng ngự không phải là chúng ta có thể làm gì được thật sự là thật đáng sợ hải dương thế giới làm sao lại đột nhiên xuất hiện một chiếc khủng bố như vậy chiến hạm trước đó có thể chưa từng nghe nói qua quan chỉ huy ta mãnh liệt yêu cầu lập tức thả ra cái kia cấp độ SSS lục địa sinh vật, tại nó còn chưa phát động công kích trước đó. Oanh, vừa dứt lời, cứu cực chiến hạm đã bắt đầu phát động công kích, có điều hắn mục tiêu cũng không phải là cái này hơn 2.000 chiếc chiến lực 10 phần chiến hạm, mà chính là những cái kia đã sớm hao hết hỏa lực chiến hạm. Trong lúc nhất thời cái kia dày đặc ngọn lửa không ngừng phát ra đinh tai nhất ốc quanh minh, mấy ngàn khỏa tên lửa trong nháy mắt bạo phát, trong khoảnh khắc khiến những chiến hạm kia tất cả hệ thống toàn bộ tê liệt vốn là những thứ này nước ngoài hải đảo chủ thì chấn kinh vạn phần, giờ phút này trơ mắt nhìn lấy chính mình chiến hạm chơi xong, cả đám đều có chút khó có thể tin. Rốt cuộc cửu châu hải đảo chủ hơn 1,500 tàu chiến hạm đã hành quân lặng lẽ, thành đợi làm thịt cừu non, hiện tại thế mà bởi vì như thế một chiếc thế lực bá chủ thì chuyển bại thành thắng, sự kiện này nếu như truyền đi, chẳng phải là sẽ để cho đông đảo nước ngoài hải đảo chủ trở thành trò cười. Hiện tại, bọn họ đem chỗ có hy vọng đều áp tại cái kia cấp độ SSS lục địa sinh vật trên thân, tuy nhiên so ra kém nhiều quốc liên minh lúc trước đối kháng quỷ thủ chương ngư khủng bố như vậy, nhưng nếu là cấp độ SSS sinh vật biển, tin tưởng diệt đi một chiếc thế lực bá chủ, vẫn là dễ như trở bàn tay, chỉ là tầng cao nhất quan chỉ huy, giờ phút này vẫn như cũ có chút xoắn suýt. Cấp độ SSS lục địa sinh vật chính là bọn họ đòn sát thủ, hiện tại thật sự tất yếu phải thả ra nó sao? Chương 464, Nam nhân này, làm sao sẽ mạnh như vậy, Vũ ca, chúng ta đem còn lại một nửa nước ngoài chiến hạm cũng cho rơi đài. Lúc này, Tiểu Phi Long đã khống chế không nổi nội tâm Hồng Hoang chi lực, theo không nghĩ tới, chính mình có một ngày hội lái cứu cực chiến hạm, cứu cửu Châu một bộ phận Hải đảo chủ tại trong nước sôi lửa bỏng, thậm chí có thể làm nước ngoài Hải đảo chủ nhóm trợn mắt khóc mồm, bọn họ hiện tại có lẽ đã sợ tè ra quần a, ra tay đi. Triệu Phi Vũ gật đầu trực tiếp mệnh lệnh du hồn nhóm. Những cái kia du hồn lập tức bắt đầu thao tác, trong lúc nhất thời cũng bố hỏa lực lại một lần hướng về một bộ phận khác nước ngoài chiến hạm anh kích mà đi. Cái này hơn 2.000 chiếc nước ngoài chiến hạm cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, tại cứu cực chiến hạm xuất thủ trong nháy mắt đó, xa gần phòng pháo đồng thời oanh ra, ngăn cản hỏa lực tập kích. Trong lúc nhất thời, hơn 2.000 tàu chiến hạm đối kháng một chiếc thế lực bá chủ hình ảnh xuất hiện, quả thực khiến cho mọi người giật mình không thôi. Rốt cuộc không có người tin tưởng, một màn này liền xem như trong mộng đều khó có khả năng xuất hiện, hơn 2.000 tàu chiến hạm thế mà bị một chiếc thế lực bá chủ cho an bài rõ rõ ràng ràng, cái này thật sự là, phía trên đá quý màu xanh lục. Tiểu Phi Long lúc này cười hắc hắc, nương theo lấy hắn một tiếng phân phó, mấy cái du hồn không sợ hỏa lực, mang theo đá quý màu xanh lục lắp đặt tại pháo la phía trước, nương theo lấy lê giờ bắn ra, tia sáng xanh lá mãnh liệt bắn mà ra, trực tiếp đánh vào mười mấy tàu chiến hạm, cùng với hai chiếc hàng mẫu phía trên. Bọn họ căn bản không có làm rõ ràng chuyện gì xảy ra, liền nghe đến chi chi dằn dặt âm thanh vang lên. Cái này mới kinh khủng phát hiện bọn họ chiến hạm thế mà bắt đầu giải thể. Hơn nữa còn xuất hiện mấy chỗ mười phần chỉnh tề cắt chém mặt, giống như là bị cái gì đồ vật trong nháy mắt mở ra toàn bộ thân hạm một dạng, một màn kia. Tất cả cửu châu hải đảo chủ đều nhìn đến, từng cái hưng phấn đều nhanh muốn tè ra quần. Không phải đâu, cái này mẹ nó là lê dơ vẫn là cái gì vũ khí này cũng quá ngưu bức trong nháy mắt đem mười mấy tàu chiến hạm giải thể ta cửu châu có khủng bố như thế tồn tại thật sự là ta cửu châu may mắn chơi hắn nha những thứ này nước ngoài hải đảo chủ thế mà còn đang suy nghĩ lấy việc đi ta cửu châu hải đảo chủ đem hải dương thế giới một lần nữa tẩy bài chỉ sợ lần này là bọn họ bị một lần nữa tẩy bài thống khoái thật lâu không có thống khoái như vậy ha ha Tất cả mọi người đang giật mình tại cứu cực chiến hạm vũ khí, mà cứu cực chiến hạm lê dơ trùng sáng cũng đang không ngừng địa xuất thủ, ngắn ngủi một phút đồng hồ liền đã có mấy trăm tàu chiến hạm, hàng mẫu bị giải thể, chậm chạp hướng về trong biển lặng xuống, thả cấp độ SSS lục địa sinh vật, giết bọn hắn. Cái này một chút, người tổ chức rốt cuộc không giữ được bình tĩnh, lập tức trống to cùng đi, trong nháy mắt đó, toàn bộ mặt biển bắt đầu lão đảo lên, ở giữa nhất một mực không hề động qua tay siêu cấp hàng mẫu, đột nhiên bắt đầu kịch liệt đung đưa, đến mức chỉnh chiếc hàng mẫu trực tiếp từ giữa đó bị xé nứt, một đầu có tới dài hơn 30 thước, cao hơn 10 mét màu đen lão hổ hiện thân, ngửa mặt lên trời gào thét, khiến tại chỗ tất cả người đều sắc mặt đại biến, diệt đi chiếc kia thế lực bá chủ. Cao tầng hướng về hắc hổ rống to một tiếng, hắc hổ nhất thời quay đầu hướng về cứu cực chiến hạm nhìn qua, chỉ là một giây sau, lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía một chỗ khác, ngay sau đó hướng về bên ngoài bắt đầu chạy. Cái này khiến tất cả nước ngoài hải đảo chủ đều nghi hoặc vạn phần. Rốt cuộc đầu này hắc hổ cùng người tổ chức là có hiệp nghị, các loại hiệp trợ nước ngoài hải đảo chủ diệt đi cửu châu hải đảo chủ về sau, sẽ đem chỗ này tàn bảo chi địa nhường cho nó, mà lại cho phép nó bên ngoài hải sinh sống. Điều kiện như vậy, nó không muốn cũng là thôi, thế mà chạy. Mà tại blueber mức hoa quả phòng trực tiếp bên trong, Tất cả mọi người thấy rõ cái này màu đen đại hổ chính ở trên mặt nước hướng về Hải Quy đảo đánh tới, không khỏi hít sâu một hơi, "Ta đi, cái này màu đen đại hổ làm sao hướng nữ thần chỗ này chạy tới, nữ thần bên này chẳng lẽ còn có thể ngăn cản được nó công kích?" Ta ngược lại là nghe nói qua, cái này màu đen đại hổ chính là cấp độ SSS lục địa sinh vật, bên ngoài biển tuyệt đối là xưng vương xưng bá tồn tại, thế mà lại đứng bên ngoài quốc hải đảo chủ trận doanh, thật sự là để người khó có thể tin. Nữ thần không muốn trực tiếp, nhanh chạy a, à. cái này màu đen đại hổ thật sự là thật đáng sợ, nữ thần chẳng lẽ còn có thực lực ngăn cản được cái này cấp độ SSS lục địa sinh vật. Không thể nào, đây chính là trên biển bá chủ, ca ca, để rùa biến cùng nó đấu sao? Blueber mất hoa quả lúc này quay người hỏi hướng Diệp Xuyên, Diệp Xuyên lắc đầu, tay cầm trường thương, từ tốn nói, ta dễ như trở bàn tay thì có thể đối phó nó, nói, khẽ quát một tiếng, hướng thẳng đến phía trước phóng đi lại cũng theo trên mặt biển bắt đầu chạy, tốc độ kia không thể so với Hắc hổ chậm nhiều ít, mắt thấy Hắc hổ ngửa mặt lên trời gào thét, hướng thẳng đến chính mình nhào lên, Diệp Xuyên trực tiếp thi triển tuyệt đối trọng lực, cấm kỵ chi thương bạo dài mười mấy mét, nhảy lên thật cao, đối với Hắc hổ đầu hung hăng đập xuống, oanh, một tiếng vang thật lớn, truyền khắp phương viên trong vòng hơn 10 dặm, cái kia lực lượng kinh khủng trực tiếp đem Hắc hổ oanh lui về phía sau, thân thể hung hăng nện ở trong biển rộng khiến trên mặt biển nhấc lên một nói to lớn cột nước đủ mấy trăm mét cao dịp xuyên cũng không thấy lui về phía sau mấy chục mét một cái bổ nhào sau vững vàng rơi trên mặt đất yên tĩnh mà nhìn xem mặt biển ở trong mắt tất cả mọi người dịp xuyên cứ như vậy đứng tại trên mặt biển tay cầm trường thương còn như là chiến thần càng làm tại chỗ tất cả người sắc mặt đại biến thậm chí có hải đảo chủ đối với mình gương mặt hung hăng phiến mấy cái bàn tay ta không phải mắt mùa a à, tên nhân loại này lại có thể đối cứng cấp độ SSS lục địa sinh vật, thật không thể tin, thật không thể tin, nghe nói liền xem như vào kính cường giả đều không phải là cấp độ SSS sinh vật đối thủ, chẳng lẽ hắn chiến đấu lực so vào kính cường giả còn muốn cường đại nhiều, đây thật là vị kia lại lần nữa tay khu đi ra tân thủ hải đảo chủ a, gần nửa năm thời gian, liền đã đạt tới một mình đối kháng cấp độ SSS sinh vật trình độ, đây quả thực đã được cho yêu nghiệt a, nhất định là cái kia hắc hổ chủ quan, đúng nhất định là bằng không căn bản không có thể giải thích hắn vì cái gì mạnh như vậy có thể hay không đừng dài người khác chí khí diệt uy phong mình thừa nhận chúng ta cửu châu hải đảo chủ cường đại rất khó a à. mà cái kia mấy vị nước ngoài hải đảo chủ cao tầng lúc này cũng giống là giống như gặp quỷ một vị cao tầng nhịn không được trầm giọng hỏi phúc đây thật là cấp độ SSS lục địa sinh vật a à. vì sao lại bị một cái nhân loại một thương đánh bay ra ngoài ta cũng không rõ ràng bất quá nó thật là cấp độ SSS lục địa sinh vật. Người tổ chức cấp siết chặt quyền đầu nói ra, nhất định là nơi nào ra vấn đề, trống, đang nói, liền nghe lại là gầm lên giận dữ theo trong biển truyền ra, ngay sau đó một cột nước phóng lên tận trời, hắc hổ đứng cột nước phía trên, giống như một vị thẩm phán người ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm dịp xuyên, từng tiếng nổ hống làm cả mặt biển cũng bắt đầu sôi trào lên, ngay sau đó nghe răng bày miệng lại một lần hướng về dịp xuyên phát động công kích. Cái này khiến cho mọi người đều chấn động trong lòng, rất rõ ràng, đây mới là cái này cấp độ SSS sinh vật thực lực chân chính, Diệp Xuyên, sợ là muốn nguy hiểm, chương 465, đây thật là cấp độ SSS sinh vật, mắt thấy hắc hổ khoảng cách Diệp Xuyên chỉ còn lại có vài trăm mét, Diệp Xuyên vung tay lên, khổng tước linh mãnh liệt bắn mà ra, đối với một cái SSS lục địa sinh vật, nó khủng bố thì liền chính nó đều lòng dạ biết rõ, nhìn lấy Diệp Xuyên phóng tới khổng tước linh, xem ra cũng chỉ là một cái dài hơn 20 cm khổng tước lông vũ, căn bản cũng không có để ở trong lòng, cái kia to lớn móng vuốt trực tiếp đem chụp về phía một bên, chưa từng nghĩ khổng tước linh lại trực tiếp bắn tại cái kia to lớn móng vuốt phía trên, trong nháy mắt đột phát, khiến hắc hổ trái chân trước cấp tốc biến thành xanh biếc, ngay sau đó hướng về toàn bộ thân thể lan tràn, chiến đấu lực trong nháy mắt yếu bớt không dưới 7 thành, Diệp Xuyên thần sắc nhất động, không nghĩ tới cái này khổng tước linh uy lực thế mà như thế khủng bố cứ việc chỉ là ngắn ngủi 2-3 giây, hắc hổ liền bắt đầu khôi phục, nhưng Diệp Xuyên đã chiếm cứ tiên cơ, cấm kỵ chi thương lại là khủng bố nhất kích hung hăng đánh phía hắc hổ, đáng thương hắc hổ vừa kịp phản ứng đang định lại lần nữa bạo phát thực lực, trường thương đã đến, đối với thân thể nó chính là một thương, lại lần nữa đem hắc hổ anh đánh đi ra, hắc hổ trước ngực càng là xuất hiện một cái không lớn không nhỏ huyết động, chính chậm chạp chảy ra ngoài lấy máu tươi, tất cả mọi người sửng sốt. Nếu như nói vừa mới chỉ là hắc hổ chủ quan, như vậy lần này, nam nhân này coi như thật là dùng thực lực đánh lui hắc hổ. Nước ngoài hải đảo chủ người tổ chức xong quyền nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi, căn bản không thể tin được trước mắt sự thật. Cái này hắc hổ tuy nhiên so ra kém đã từng cái kia quỷ thủ Chương Ngư, nhưng chiến đấu lực đồng dạng không thể kinh thường, làm sao có khả năng liền một cái nhân loại đều đánh không lại? Ta Cửu Châu hải đảo chủ đã có thể tuyên cáo thắng lợi cười hiếp mắt nhìn lấy chiến thần đồng dạng dịp xuyên, triệu thiết phong thắp khuôn mặt là ý cười, một người đơn đấu cấp độ SSS sinh vật, chẳng lẽ hắn đã nhập hóa, thoải mái, thật sự là thoải mái, để ta nhìn thấy đặc sắc như vậy tuyệt luân chiến đấu, ta cửu châu hải đảo chủ còn có cường đại như vậy, ta cửu châu, không vẻn vẹn chỉ là tại Lam Tinh cường đại, tại hải dương thế giới đồng dạng không có thế ngang hàng, đây chính là ta cửu châu người. Phía Tây Hải đảo chủ vọng tưởng suy yếu ta cửu châu Hải đảo chủ thực lực, thực hiện phía tây xưng bá bố cục, thật sự là đang nằm mơ. Bất kể nói thế nào, vị này lão đại lấy sức một mình giải quyết phía tây hải đảo chủ, tuyệt đối sẽ thành vì một cái truyền thuyết. Phòng trực tiếp bên trong, mặc kệ là Lam Tinh vẫn là hải dương thế giới dân mạng, nhìn lấy một màn này, có người thậm chí đã chảy xuống kích động nước mắt, hoa tử soạt cái không ngừng, toàn bộ phòng trực tiếp nhân số cũng đã tăng lên đến gần một tỷ. Đạt tới blueber mức hoa quả trực tiếp kiếp sống lại một cái đỉnh phong, hắc hổ rất tức giận phi thường tức giận. Nó hiện tại thực đều đối với thực lực mình cảm giác được hoài nghi, rốt cuộc một lần bị một cái nhân loại đánh cũng thì thôi, kết quả trực tiếp bị đánh hai lần, hiện tại trên thân thể còn xuất hiện một cái lỗ máu, như thế tiếp tục đi xuống, chính mình còn thế nào bảo trì cấp độ SSS sinh vật uy nghiêm, một khắc này, hắc hổ giận theo trong lòng lên, nỗi lòng ác độc, trực tiếp ngửa mặt lên trời gào to lấy, khiến trong nước biển từng cây cột nước phóng lên tận trời nhanh chóng xoay tròn lấy hướng về không trung phóng đi, gần như cùng bầu trời bên trong đám mây nối liền cùng một chỗ, để Diệp Xuyên trong lòng đột nhiên nhớ tới một câu thơ, tứ hải chi thủy đều là lập, chính thiên chi vân rủ xuống. Tuy nhiên hắc hổ làm cấp độ SSS sinh vật chiến đấu lực không thể nói đặc biệt cường hãn, nhưng là trang bức ngược lại thật sự là có một tay, nhìn lấy thời điểm cũng không còn sớm, Diệp Xuyên trực tiếp gọi một tiếng cá heo, cá heo ở trong nước chuyển vài vòng, ngay sau đó giống như rời dây cung mũi tên đồng dạng hung hăng hướng về hắc hổ thân thể đâm vào hắc hổ trong miệng không ngừng phát ra tiếng trống giận dữ ngay sau đó nhanh chóng hướng về dịp xuyên chạy đi sau lưng từng cây to lớn cột nước càng là còn như như vòi rồng đụng vào nhau hình thành một nói to lớn cột nước đối với dịp xuyên hung hăng đánh tới một hổ nhất thủy trong nháy mắt đó chỗ bạo phát đi ra uy lực cho mọi người một loại hắc hổ lại được cái cảm giác Phía tây hải đảo chủ người tổ chức càng là một quyền đánh vào cửa khoang phía trên, ha ha cười lớn nói, ta liền biết, làm cấp độ SSS lục địa sinh vật, làm sao có khả năng chỉ có ngần ấy nhi bản sự, nó quả nhiên không có thi triển ra thực lực chân chính. Phốt, một giây sau, cá heo số mệnh chi sừng theo trong biển mãnh liệt bắn mà ra, trực tiếp bó tại hắc hổ đại cước phía trên, đau hắc hổ hú lên quá dị, toàn bộ thân thể cọ một tiếng nhảy dựng lên mười mấy mét, cái kia khủng bố cột nước cũng trong nháy mắt tiêu tán trở xuống đến trong biển rộng, hắc hổ càng là cảm giác toàn thân bắt đầu tê liệt, tại khoảng cách Diệp Xuyên còn có gần trăm mét thời điểm mất đi tri giác, sử dụng quán tính đem chính mình đưa đến Diệp Xuyên trước mặt, trong nháy mắt đó, tất cả mọi người lại là sững sờ, một trận thao tác mảnh như hổ, sau cùng biến thành khờ khạo, cái này thật rất khiến người ta hoài nghi, gia hỏa này đến cùng phải hay không cấp độ SSS sinh vật, đây là tới đánh nhau A. À? cái này mẹ nó không phải liền là đến khôi hài a à, mà diệp xuyên cũng không có do dự nữa trực tiếp thật cao nhảy lên trường thương bạo dài trong nháy mắt đem tất cả lực lượng toàn bộ tập trung ở mũi thương nhi phía trên trực tiếp hung hăng đánh vào hắc hổ trên thân cứ việc hắc hổ phòng ngự 10 phần cường hãn nhưng vừa mới thụ thương lại thêm lần này vết thương cùng vừa mới thương thế xuyên qua cùng một chỗ tại thân thể nó phía trên hình thành một cái động lớn cấp độ sss sinh vật nội đang nhất thời bị chọn bay ra ngoài cái kia to lớn thân thể cũng bị Diệp Xuyên hét lớn một tiếng, đánh bay đến Hải Quy đảo phía trên, không nói trước khác, dù sao cũng là cấp độ SSS sinh vật, thân thể phía trên khắp nơi đều là bảo bối, cũng không thể cứ như vậy bị lãng phí. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường phía trên lặng ngắt như tờ, mặc kệ là Cửu Châu Hải đảo chủ vẫn là nước ngoài Hải đảo chủ, vào thời khắc ấy đều bị Diệp Xuyên cường đại chấn nhiếp ở, riêng là phía Tây Hải đảo chủ người tổ chức, giờ phút này tựa như là trong mộng một dạng. Rõ ràng chiến cục đã định, Cửu Châu Hải đảo chủ cũng là đoàn diệt kết cục, đến lúc đó phía Tây Hải đảo chủ liền có thể vĩnh viễn bên ngoài biển áp Cửu Châu Hải đảo chủ một đầu, nhưng là bây giờ, tốc chiến tốc thắng, mau chóng kết thúc chiến đấu. Diệp Xuyên duỗi người một cái, một bên trên mặt biển chậm rãi hướng về Hải Quy đảo đi đến, một bên từ tốn nói, "Liễu Diệp Vi Vi cùng blueber mức hoa quả hì hì cười một tiếng, lập tức thao tác đánh ra ba con thoi đất đối đất ngay sau đó phát xạ một khỏa siêu cấp tên lửa, khiến những cái kia đất đúng làm quấy nhiễu đánh, trợ giúp siêu cấp tên lửa dẫn đường, cuối cùng rơi vào cái kia hơn 2.000 chiếc còn có dư lực nhất chiến chiến hạm, hàng mẫu bên trong, từ đó hoàn thành cuối cùng chiến đấu. Trong lúc nhất thời, tất cả xa gần phòng pháo toàn bộ oanh kích lên, không ngừng ngăn cản đất đối đất, chỉ là những cái kia đầu đạn giữa không trung nổ tung, trực tiếp ngăn chặn tất cả xa gần phòng pháo ngăn cản là siêu cấp tên lửa hình thành một đầu chân không khu vực, cuối cùng hiệp trợ siêu cấp tên lửa đi tới chiến hạm ở giữa, quanh, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, siêu cấp tên lửa nổ tung, trực tiếp bộc phát ra kinh khủng nhất quy lực, trong lúc nhất thời phương viên một cây số phạm vi bên trong chiến hạm, hàng mẫu trực tiếp bị phá vỡ thành cạn bã, ngay sau đó cái kia cổ sóng xung kích đi tứ tán, phía tây tất cả chiến hạm, hàng mẫu cơ hồ đều hoặc nhiều hoặc ít chịu đến tổn thương, mà nổ tung chỗ tạo thành ngập trời sóng lớn, lại giống như ngày tận thế đồng dạng, hướng về cửu châu nhóm chiến hạm oanh tới. Chương 466, nhiều quốc liên minh, thế mà rất mạnh, không tốt, sóng lớn tập kích đến. Lúc này, nhìn lấy cao hơn trăm mét sóng lớn đánh thẳng tới, cửu châu hải đảo chủ nhóm sắc mặt đại biến, vừa mới chuyển nguy thành an, thoát ly hiểm cảnh, mọi người còn chưa kịp cao hứng một hồi đây, thì lại ra cái này việc sự tình. Đây là ông trời đều không muốn để cho chúng ta cửu châu hải đảo chủ sống sót A phòng trực tiếp bên trong đám dân mạng đồng dạng một mặt mộng bức cái này tính là cái gì tình huống là nữ thần các nàng hủy diệt phía tây hải đảo chủ ngay sau đó đem chúng ta cửu châu hải đảo chủ ngộ thương cái này tính là gì nếu như cửu châu hải đảo chủ cũng đoàn diệt cái kia lần chiến đấu này còn có ý nghĩa gì ông trời a à, người có thể thêm một chút tâm a à, tuyệt đối không nên để cửu châu hải đảo chủ lại xảy ra chuyện ai ta cũng không dám nhìn mà liền tại tất cả mọi người khó có thể tin trong nháy mắt rùa biến lại đột nhiên đi tới cửu châu nhóm chiến hạm phía trước, huyền phù thuật về sau, trực tiếp thi triển tuyệt đối trọng lực, trong lúc nhất thời cái kia lực lượng kinh khủng hung hăng hướng về mặt biển đánh tới, trực tiếp hình thành một đạo sóng lớn, cùng đánh thẳng tới sóng lớn đụng vào nhau, phát ra tiếng vang gần như truyền đi đến 10 hải lý, cũng chính là hai cổ sóng lớn đập vào, rốt cục khiến đầu sóng biến mất, cứ việc mặt biển vẫn như cũ 10 phần kịch liệt chập trùng không bằng phẳng, nhưng loại kia sóng lớn mang đến trùng kích, đã sớm biến mất tất cả cửu châu hải đảo chủ cũng không đủ sức co quắp ngồi dưới đất, vừa mới hết thảy còn giống như là trong mộng một dạng, trọn vẹn đi qua mười mấy giây, mới rốt cuộc khó có thể tin hỏi, chúng ta thắng, rất nhanh, toàn bộ cửu châu nhóm chiến hạm đều phát ra từng đạo từng đạo đinh tai nhức óc tiếng hoang hô, đến chúc mừng lấy lần chiến đấu này thắng lợi, tất cả cửu châu hải đảo chủ, đều là tự phát đi tới nơi này, người sống mặt, cây sống da, hấp bánh bao tranh giành cũng là một hơi, bọn họ cũng không hy vọng cửu châu hải đảo chủ từ đó tại phía tây hải đảo chủ trước mặt không ngẩng đầu được lên chỗ coi là cửu châu vinh diệu bọn họ đến ông lấy hẳn phải chết quyết tâm tới kết quả chẳng những chuyển bại thành thắng hơn nữa còn nhìn đến đặc sắc như vậy một trận chiến đấu cũng thực làm cho người hưng phấn không thôi cửu châu hải đảo chủ chắc chắn quật khởi nương theo lấy chiến đấu kết thúc cứu cực chiến hạm biến mất triệu thiết phong cùng mấy vị cửu châu hải đảo chủ người tổ chức leo lên hải quy đảo tới liền đối với Diệp Xuyên cùng nhau cút không người, Diệp đảo chủ, đa tạ ngươi đối với chúng ta cửu châu làm ra hết thảy, ta xin đại biểu cửu châu tất cả hải đảo chủ, hướng ngài ngõ ý cảm ơn, ta cũng là cửu châu người, cũng là cửu châu hải đảo chủ một viên, mặc dù mọi người ngày bình thường lẫn nhau ở giữa cũng có nội đấu, nhưng là đối mặt cửu châu hải đảo chủ địch nhân chung, chúng ta chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn, Diệp Xuyên hơi hơi khoát tay nói, cái này, cũng tương tự liên quan đến lấy ta cửu châu vinh diệu, ta làm ra đây hết thảy, thì chỉ là nghĩ để Tây mới biết, ta cửu châu, mặc kệ ở đâu cái lĩnh vực, đều không phải là ai cũng có thể khi dễ, đúng. Triệu Thiết Phong nheo cặp mắt lại, không khỏi lạnh lùng nói ra, phía Tây hải đảo chủ vọng muốn thông qua lần chiến đấu này suy yếu cửu châu hải đảo chủ, thu hoạch được đối hải dương thế giới ngoại hải một lần nữa tẩy bài cơ hội, quả thực cũng là nói chuyện viễn vông, dịp đảo chủ. Thực cái này tàn bảo chi địa, Cửu Châu Phương diện là ta phát hiện. Lúc này, một vị hải đảo chủ đứng ra nói ra, vì ngỏ ý cảm ơn, ta dự định đem chỗ này tàng bảo chi địa đưa cho ngài, còn mời ngài vui vẻ nhận, cái này không cần. Diệp Xuyên lại lần nữa khoát tay nói, nếu như ngươi có lòng, thì cùng lần này tham dự chiến đấu tất cả Cửu Châu hải đảo chủ cùng một chỗ mở ra, bình đẳng phân phối đi, ta lời nói, mang đi một bộ phận phía tây hải đảo chủ chiến hạm liền tốt, cái này vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Hải đảo chủ khẽ giật mình, ngay sau đó đối với Diệp Xuyên lại lần nữa cút không người, triệu tổng chỉ huy, ngươi biết nhiều quốc liên minh ở nơi nào sao? Diệp Xuyên gật đầu, chuyển qua hỏi hướng triệu thiết phong, triệu thiết phong sững sờ một chút, vội vàng trả lời, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, nhiều quốc liên minh là từ 73 quốc gia 10 năm trước mạnh nhất hải đảo chủ tạo thành, bọn họ tự hồ là khai mở một cái mới chiều không gian bình thường hội cho chúng ta những thứ này hải đảo chủ phát ra mệnh lệnh loại hình, nhưng là bọn họ cụ thể ở nơi nào, chúng ta không được rõ lắm, không biết ngài đây là, cảm giác có chút quy củ cái kia hủy bỏ một chút. Diệp Xuyên không chút khách khí nói ra, nhiều quốc liên minh quá mức che chở phía tây hải đảo chủ, lại xem nhẹ cửu châu hải đảo chủ, ta ngược lại là muốn đi hỏi một chút, bọn họ dựa vào cái gì, nhìn lên trước mặt người trẻ tuổi. Triệu Thiết Phong có chút khó có thể tin thật là nhiều quốc liên minh quá mức khủng bố, tuy nhiên bọn họ thế lực duy nhất tại cùng ngoại hải, nhưng bọn hắn đã tương đương với ngoại hải thực lực trần nhà. Tuy nhiên Diệp Xuyên thật rất mạnh, nhưng Triệu Thiết Phong đồng thời không cho rằng hắn có thế cùng nhiều quốc liên minh khiêu chiến. Hít sâu một hơi, Triệu Thiết Phong không khỏi nghiêm túc nói ra, nhiều quốc liên minh thực lực sự khủng bố, coi như ta ở trên biển khổ tâm kinh doanh hơn 10 năm, cũng không kịp bọn họ một phần ta cảm thấy việc này vẫn là phải bàn bạc kỹ hơn hại, lúc trước nhiều quốc liên minh phái ra hơn 300 tàu chiến hạm vây công quỷ thủ chương ngư, bị quỷ thủ chương ngư cơ hồ đoàn diệt, bọn họ liền cái rắm cũng không dám thả, cái kia quỷ thủ chương ngư sau cùng còn không phải bị chúng ta cho xử lý, tiểu phi long không thèm để ý chút nào nói ra, thì coi như bọn họ rất mạnh, lại có thể mạnh bao nhiêu, đó là bởi vì, bọn họ đối với quỷ thủ chương ngư dự tính, cũng chỉ là 300 điều chiến hạm mà thôi, nếu như bọn họ nghĩ ba nghìn tàu chiến hạm bọn họ cũng có thể lấy ra. Triệu Thiết Phong lắc đầu, cười khổ nói, bọn họ muốn lấy được quỷ thủ chương ngư thứ 12 cái xúc tu, là vì bảo tàng, nhưng là 300 tàu chiến hạm bị hủy, bọn họ cho rằng tìm kiếm được bảo tàng cũng không có ý nghĩa thực tế, cho nên liền từ bỏ mà thôi. Các ngươi còn thật sự cho rằng nhiều quốc liên minh chỉ có ngần ấy nhi thực lực, thật giả. Tiểu Phi Long hơi kinh ngạc thầm nói, cho nên ta mới khuyên các ngươi bàn bạc kỹ hơn. Triệu Thiết Phong hết sức nghiêm túc nói ra, Diệp đảo chủ, ta biết ngươi thực lực bây giờ rất mạnh, mạnh phi thường, nhưng nhiều quốc liên minh xác thực không phải ăn chay, mà lại trong bọn họ, tự hồ cũng tồn tại nhập hóa cấp khác cường giả, cho nên, đa tạ nhắc nhở, ta biết. Diệp Xuyên gật đầu, nhưng vẫn là hết sức kiên quyết nói ra, như vậy Triệu Tổng chỉ huy, ngươi biết bọn họ vị trí đại khái là ở nơi nào sao, ta chỉ biết là ở vào ngoại hải cùng cấm kỵ chi hải chỗ kết hợp. Triệu Thiết Phong thầm thở dài, vẫn là chỉ điểm, nghe nói bọn họ dự định khống chế toàn bộ cấm kỵ chi hải, cho nên gần một năm mới đưa tổng bộ đem đến chỗ ấy, đến mức cụ thể ở chỗ nào, ta chỉ biết là là nằm ở chúng ta giờ phút này vị trí Tây Nam phương hướng, đa tạ. Diệp Xuyên gật đầu, chúng ta cũng nên rời đi, sau này còn gặp lại, sau này còn gặp lại. Triệu Thiết Phong mấy người cũng không cần phải nhiều lời nữa, lập tức phía dưới hải quy đảo, từ Diệp Xuyên vung tay lên, đem 1.000 tàu chiến hạm thu nhập hệ thống thùng vật phẩm, lúc này mới nhanh chóng hướng về Tây Nam phương hướng mà đi. Cùng lúc đó, hệ thống thanh âm cũng truyền tới, kiểm trắc đến ký chủ đã đại biểu Cửu Châu, trấn áp phía Tây Hải đảo chủ, ẩn tàng nhiệm vụ đã hoàn thành, thu hoạch được kinh hỷ đại lễ bao, phải chăng mở ra, dịp xuyên khóe miệng hơi vểnh, lập tức mở miệng nói, mở ra, chương 467, cứu cực chiến hạm thăng cấp, cấm kỵ thuyền kinh hỷ đại lễ bao đang trong quá trình mở ra chúc mừng ký chủ thu hoạch được tiến hóa giá trị lễ bao một tư nguyên lễ bao một thần kỳ loại cây chuyên trúc dịch dinh dưỡng năm tuyệt đối phòng ngự năm siêu cấp tên lửa sáu trang một ở hệ thống thanh âm theo tới mà đến dịp xuyên hài lòng gật gật đầu cái kia nói hay không hiện tại ẩn tàng nhiệm vụ chỗ thu hoạch được khen thưởng cũng so trước đó nhiều một ít càng siêu cấp tên lửa chính mình gần nhất thường xuyên được đến như thế ngược lại là phi thường có lợi cho cùng nhiều quốc liên minh tác chiến hiện tại xem ra cái này nhiều quốc liên minh giống như là ngoại hải lớn nhất đại bốt chỉ có giải quyết nhiều quốc liên minh ngoại hải mới xem như chánh thức giải quyết chỉ là để dịp xuyên cảm thấy kinh ngạc là nhiều quốc liên minh thế mà còn vọng tưởng xưng bá toàn bộ cấm kỵ chi hải thật sự là không biết nhiều quốc liên minh rốt cuộc mạnh cỡ nào bất quá đây hết thảy đều chỉ có thể chờ đợi đến tìm tới nhiều quốc liên minh mới có thể biết được hệ thống cứu cực chiến hạm còn có thể lại tiếp tục đi lên trên cấp A. Dũi người một cái, Diệp Xuyên lập tức hỏi, lại thêm 100 tàu chiến hạm, có thể thăng cấp làm hình thái cuối cùng, cấm kỵ thuyền. Hệ thống cũng lập tức cho ra đáp án, quả nhiên lại hướng lên còn có không gian phát triển. Diệp Xuyên nhất thời cười, không chút do dự nói ra, nói như vậy, ta bây giờ có được 3 chiếc cứu cực chiến hạm, 2 chiếc siêu cấp chiến hạm, trừ có thể dùng 300 tàu chiến hạm được đến 3 chiếc cấm kỵ thuyền bên ngoài, còn có thể dùng còn lại 700 tàu chiến hạm đem cái này hai chiếc siêu cấp chiến hạm cũng chế tạo thành cấm kỵ thuyền, như thế ta chẳng phải là thì có 5 chiếc cấm kỵ thuyền, trên lý luận là như vậy. Hệ thống lập tức giải thích nói, nhưng ngươi vẫn như cũ chỉ có chiếc kia gia trì lam cương tinh thạch cứu cực chiến hạm mạnh nhất, đó là tự nhiên, rốt cuộc du hồn cũng là ở này chiếc cứu cực trên chiến hạm. Diệp xuyên gật đầu, ngay sau đó không chút do dự mở miệng nói, vậy liền không nói, tranh thủ thời gian thăng cấp đi, thăng cấp dung hợp cải tạo bên trong, xin sao. Hệ thống lập tức mở miệng nói, tuy nhiên ở vào phong ấn cái bình cùng hệ thống trong hòm ai tắm, nhưng là nương theo lấy hệ thống câu nói này, ba tàu chiến hạm cũng bắt đầu phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, rất nhanh, năm chiếc ba cây số dài, hơn 700 mét rộng, trọng tải tại một triệu tấn cấm kỵ thuyền xuất hiện, chợt nhìn đều đem dịp xuyên cho giật mình rốt cuộc cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy chiến hạm, trừ mênh mông hùng vĩ, Diệp Xuyên đã nghĩ không ra hắn bất luận cái gì từ ngữ để hình dung. Ngay sau đó, Diệp Xuyên lập tức vung tay lên, đem một mực tại sử dụng chiếc kia cấm kỵ thuyền phóng tới trên mặt biển, chợt vừa xuất hiện, triệu phi vũ bọn người đồng dạng sắc mặt đại biến, ào ào chạy đến biển vừa nhìn chiếc này thế lực bá chủ, cho dù là rùa biến tại trước mặt nó đều thành đệ đệ. Tiểu Phi Long càng là khó khăn nuốt ngụm nước bọt, đại ca, cái này mẹ nó so cứu cực chiến hạm đều lớn gấp đôi nhiều A, à. đây cũng quá dọa người A, à. đây là cứu cực chiến hạm trung cực phiên bản, cấm kỵ thuyền. Diệp Xuyên cười tủng tỉm nói ra, ba cây số dài, 700 mét rộng, ngư bức, thật mẹ hắn ngư bức. Tiểu Phi Long lắc đầu, trực tiếp đối với Diệp Xuyên giơ ngón tay cái lên, lên thuyền. Diệp Xuyên cười ha ha một tiếng, bảy người lập tức nhảy lên cấm kỵ thuyền, du hồn còn là trước đó du hồn, chỉ là trên chiến hạm vũ khí đã một lần nữa đổi mới một lần, không nhưng bất kỳ vũ khí nào đường kính so trước đó lớn gấp đôi, mà lại vũ khí cũng càng là nhiều gấp đôi, xem ra vô cùng nice. Ta cao nhôm thuốc nổ thiếu một mười ngàn tấn, tại đối cứu cực chiến hạm tiến hành thăng cấp cải tạo thời điểm, trực tiếp đem vốn có vũ khí đạn dược cũng cho thăng cấp. Diệp Xuyên vừa cười vừa nói, may mắn siêu cấp hạch tinh đồng dạng có thế mang đến động lớn gấp đôi cấm kỵ thuyền, không phải vậy chúng ta còn phải cần một lần nữa tìm kiếm động lực nguyên vậy liền phiền phức, theo cái này đầu đi đến đầu kia đều phải cần khoảng 45 phút. Triệu Phi Vũ nghiêm túc nói ra, lớn như vậy chiến hạm, chiến đấu lực đoán chừng đã cường hãn đến có thể đối kháng cấp độ SSS sinh vật biển A, cái này ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Diệp Xuyên lắc đầu, ngược lại phía trước tiến trên đường, khẳng định còn có thể gặp phải một số mang cấp sinh vật, đến thời điểm chúng ta trực tiếp thí nghiệm một chút liền biết, sinh hoạt tại khổng lồ như vậy trên chiến hạm, thực cùng sinh hoạt trên đất bằng đã không có gì khác biệt, mà lại loại này trọng tải chiến hạm, chạy tại hải dương thế giới cũng căn bản cảm giác không thấy sóc nảy, cho dù là say sóng người cũng chắc chắn sẽ không có cái gì cảm giác. Liễu Diệp Vi Vi cười hì hì nói ra, đại ca, đây quả thực là ngươi tại hải dương thế giới phía trên vĩ đại nhất kiệt tác, vĩ đại nhất kiệt tác chưa nói tới, bất quá ta vẫn là rất tự tin toàn bộ hải dương thế giới, tuy nhiên cứu cực chiến hạm có cái hai ba chiếc, nhưng là chúng ta cấm kỵ thuyền tuyệt đối là độc nhất vô nhị diệp xuyên cười tủng tỉm nói ra chế tạo khủng bố như vậy chiến hạm có lẽ bọn họ còn không có dạng này kỹ thuật a thoải mái mấy người không khỏi cười lên ha hả không nói cái khác liền xem như trước đó cứu cực chiến hạm tên lửa tại nó trên thân cũng sẽ không lưu phía dưới bất cứ dấu vết gì huống chi là hiện tại cấm kỵ thuyền vốn là mọi người đối với công kích nhiều quốc liên minh còn có một chút cố kỵ bất quá bây giờ có khủng bố như vậy tồn tại vậy chỉ có thể nói một câu nhiều quốc liên minh lại như thế nào lại lấy ra 10.000 tấn cao nhôm thuốc nổ tiến hành hắn vũ khí đạn dược chế tạo bổ sung diệp xuyên lúc này mới thu hồi cấm kỵ thuyền trước mắt còn thừa lại hơn 200 tàu chiến hạm không có sử dụng diệp xuyên suy tính một chút trực tiếp đem những chiến hạm này lại chế tạo hai chiếc cứu cực chiến hạm mặc dù không có động lực nguyên nhưng ai biết về sau có thể hay không được đến siêu cấp hạch tinh đâu Liên hệ Trương Hải Hà, cho nàng mấy chục tỷ dùng đến tiếp tục thu mua cao nhôm thuốc nổ. Diệp Xuyên không khỏi nhìn về phía rùa biến bọn họ. Trước mắt, mình đã nắm giữ 28.4.500 điểm tiến hóa giá trị, có thể giúp bọn họ lại tiến hành một lần thăng cấp. Ngay sau đó, Diệp Xuyên lập tức đưa chúng nó 5 cái triệu tập lại. Ngay sau đó đem 60.000 điểm tiến hóa giá trị thêm tại rùa biến trên thân. Sau đó mở ra rùa biến mặt bảng hải đảo chủ, Diệp Xuyên, loại hình, rùa biến, đẳng cấp, cấp 21, 0, 70.000, kỹ năng, đạn nước, cao cấp, ngược dòng thuật, cao cấp, tuyệt đối trọng lực, 40.000 tấn, tuyệt đối móng vuốt, trung cấp, thiên phú, sống lâu, nhanh chóng khép lại, bò sát, lơ lửng, 500cm 130mm, cực tốc, trừ biến thăng cấp đến cấp 21, trừ hắn kỹ năng thiên phú có chút gia tăng, lại thêm ra một cái cực tốc thiên phú, bất quá cực tốc là xây dựng ở lơ lửng trên cơ sở, thi triển huyền phù thuật đồng thời có thể thi triển ra cực tốc, rùa biến tốc độ có thể đạt tới 1.000 hải lý, giờ, chẳng qua trước mắt huyền phù thuật chỉ có thể duy trì 30 phút, như vậy rùa biến cực tốc tạm thời cũng chỉ có thể duy trì đến xa nhất 500 hải lý, bất quá ngay cả như vậy, cái này thiên phú cũng là thẳng ngưu bức, dịp xuyên hài lòng gật gật đầu, lại đem 40.000 tiếng hóa giá trị thêm đến cá heo trên thân, cá heo bắt đầu chậm chạp tăng trưởng, Diệp Xuyên lập tức mở ra cá heo tin tức mặt bản, tên, cá heo, đẳng cấp, cấp 21, tiến hóa giá trị, không, 60.000, kỹ năng, sóng âm quái nhiễu, cao cấp, tuyệt đối va chạm, cao cấp, cùng đồng tử truyền vật, một min, số mệnh chi sừng, gây mê thời gian, 15S, thiên phú, lặng sâu, 1.000m, chú thích, tuyệt đối va chạm, cá heo lấy đầu tiến hành công kích, trung cấp va chạm tương đương với 20 tấn lực đập vào cường độ, sóng âm quái nhiễu, có thể đối 1.000m phạm vi bên trong hết thảy tồn tại tiến hành âm thanh đợt công kích quấy nhiễu đối phương hành động, hoặc 19 cấp lên tới cấp 20 thời điểm, kỹ năng thiên phú đều còn có điều biến hóa, làm sao đến cấp 21, biến hóa gì đều không. Diệp Xuyên gãi gãi đầu, không khỏi mở miệng hỏi, ta nói hệ thống, ta đồn làm sao một chút biến hóa đều không có, có phải hay không là ngươi ra bút, chương 468, triệu thiết phong khuyên can, hệ thống cũng không có giải thích, mà chính là trực tiếp tới khen thưởng, cá heo thăng cấp hoàn thành, chúc mừng ký chủ khế ước thú thăng cấp đến cấp 20, thu hoạch được thăng cấp lễ bao, phải chăng mở ra, Diệp Xuyên không còn gì để nói, chỉ là đã người ta không muốn giải thích, Diệp Xuyên cũng không tiện hỏi lại, trực tiếp gật đầu nói, mở ra, thăng cấp lễ bao đang trong quá trình mở ra, xin sao. chúc mừng ký chủ thu hoạch được trưởng thành giá trị 4.000 điểm, Trio 20L, thời gian hiệu lực tính siêu cấp phòng ngự 2, siêu cấp sóng xung kích 2, đặc thù loại cây chuyên chút dịp dinh dưỡng 10, thế mà còn được đến Rio, có phải hay không ướp lạnh một chút càng tốt hơn uống. Sau cùng, Diệp Xuyên lại lấy ra 150.000 điểm tiến hóa giá trị, phân biệt thêm tại ba tiểu tử trên thân, sau đó mở ra ba tiểu tử tin tức mặt bản, tên, chim hải Âu mày đen, đẳng cấp, cấp 21, thành thục kỳ, tiến hóa giá trị, không, 60.000, kỹ năng, lao xuống móng vuốt, có thể nắm lên nặng 4 tấn vật, liệt diễm mũi tên, 20 chi, mang người ngút trời, thiên phú lặn xuống nước, bắt cá, bay lượn, đi xa, con mẹ nó, lần này liền xem như liệt diễm mũi tên đều không có tăng nhiều, cái này mẹ nó cũng quá hố người a. À. Chim hải âu mày đen thăng cấp hoàn thành, chúc mừng ký chủ sủng vật thăng cấp đến cấp 20, thu hoạch được thăng cấp lễ bao, phải chăng mở ra. Chim hải âu mày đen thăng cấp hoàn thành, chúc mừng ký chủ sủng vật thăng cấp đến cấp 20, thu hoạch được thăng cấp lễ bao, phải chăng mở ra. Mà hệ thống vẫn như cũ là không giải thích, lại lần nữa phát ra khen thưởng mở ra hỏi thăm, Diệp Xuyên cũng chỉ có thể gật đầu, toàn bộ mở ra, chúc mừng ký chủ thu hoạch được trưởng thành giá trị 4.000 điểm, tấm ván gỗ 398, hòn đá 311, siêu cấp tên lửa 6 trang 1, chúc mừng ký chủ thu hoạch được trưởng thành giá trị 4.000 điểm, mảnh kim loại 423, pha lê 378, thời gian hiệu lực tính phòng ngự 2, chúc mừng ký chủ thu hoạch được trưởng thành giá trị 4.000 điểm nhựa plastic 438, tấm ván gỗ 354, siêu cấp sóng xung kích 1, lần này không có có may mắn mù hộp, bất quá siêu cấp sóng xung kích lại một lần đến ba cái, Diệp Xuyên không khỏi thở dài, ngay sau đó mở miệng nói, ta nói hệ thống, lần này ba tiểu tử cùng ta đồng năng lực đều không có đạt được tăng cường, chuyện này ta tạm thời thì nhẫn, bất quá siêu cấp sóng xung kích quyền sử dụng hạn, có phải hay không cũng phải cho ta tương ứng nới lỏng điểm có thể cùng lần trước giống như một lần liên tục sử dụng hai lần hoặc là ba lần, hệ thống không có mở miệng, giống như đứng máy, Diệp Xuyên cũng lại lần nữa kiên nhẫn nói ra, bằng không thì cũng quá không công bằng A, giúp ký chủ mở ra một lần siêu cấp sóng xung kích liên tục quyền sử dụng hạn. Hệ thống không biết có phải hay không là phục Diệp Xuyên, trực tiếp trả lời, cái này còn tạm được. Diệp Xuyên lúc này mới vừa lòng thỏa ý, tiếp đó, thì xem ngày mai hải quy đảo hội diễn hóa thành bộ dáng gì chạng vạn tối, vì chúc mừng lần này trấn áp nước ngoài hải đảo chủ, dương nước ta uy, thứ bảy lại lần nữa thiêu một bàn lớn thức ăn ngon, một đoàn người ngồi cùng một chỗ, trò chuyện nhân sinh, nói lý tưởng, thì liền bộ thị cử viên cùng thủ vương, ba tiểu tử đều lên bàn, hưng phấn sau khi, dịp xuyên còn cho thủ vương một chi đặc thù loại cây chuyên chúc dịch dinh dưỡng, quả thực khiến thủ vương hưng phấn không được, rút cuộc đặc thù loại cây chuyên chúc dịch dinh dưỡng nhưng muốn so với bình thường dịch dinh dưỡng năng lượng nhiều chí ít hai hơn gấp 10 lần, mà lại đối với bọn hắn những thứ này mang cấp thực vật tác dụng phi thường lớn, coi như chỉ là như thế một chi, cũng khiến thủ vương lần trước bị dịp xuyên bọn họ trọng thương thương thế được đến gần như hoàn toàn cải thiện. Cả đám hòa thuận vui vẻ, đều đến tối gần 10 giờ, triệu phi vũ chung điện thoại di động vang lên, lại là triệu thiết sơn đánh tới, như thế để triệu phi vũ sắc mặt hơi hơi biến một chút, rốt cuộc lão phụ thân trăm công nghìn việc, Bên ngoài một mực tuân theo cấp trên cấp dưới quan hệ, một mực không có cùng chính mình liên lạc qua, hiện tại thế mà tự thân cho mình gọi điện thoại tới, điều này cũng làm cho Triệu Phi Vũ cảm giác có phải hay không có cái gì chuyện trọng yếu, lập tức tiếp thông điện thoại, "Cha, nghe Thiết Phong nói, các ngươi dự định đi đầu nhiều quốc liên minh." Triệu Thiết Sơn trực tiếp đi vào chính đề hỏi, "Đúng, nhiều quốc liên minh năm gần đây một mực che chở phía Tây Hải đảo chủ, chèn ép chúng ta Cửu Châu Hải đảo chủ." Triệu Phi Vũ nghiêm túc nói ra, chúng ta, hồ nháo. Lời còn chưa dứt, đã bị Triệu Thiết Sơn đánh gãy, ngươi cũng đã biết nhiều quốc liên minh có nhiều khủng bố, còn có người cảm thấy nhiều quốc liên minh liền cấp độ SSS quỷ thủ Chương Ngư đều đánh không lại, người ta cái kia là khinh thường lại đi đánh biết hay không? Nếu như nhiều quốc liên minh cũng chỉ có như thế một điểm nội tình, ngươi cho rằng bọn họ còn có cái gì dũng khí dự định chinh phục toàn bộ cấm kỵ chi hải? Ta. Tiểu Phi Long khẽ giật mình, cảm giác nằm thẳng cũng trúng đạn, bọn họ chẳng những có nhập hóa cường giả, cũng có siêu cấp ép sinh vật biển. Triệu Thiết Sơn lạnh giọng nói ra, bọn họ có một cái banh sát kế hoạch, là dự định tiêu diệt cấm kỵ chi hải một nửa cấp độ SSS sinh vật biển, cái này bên trong thì bao quát đầu kia quỷ thủ chư ngư, cái kia 300 tàu chiến hạm thực coi là đối cấm kỵ chi hải cấp độ SSS sinh vật biển một cái thăm dò thôi. Phi Vũ, ta biết các ngươi trước mắt thực lực rất mạnh, dù cho đối mặt mấy ngàn tàu chiến hạm hàng mẫu đều như đi bộ nhàn nhã, nhưng là nhiều quốc liên minh, thật không giống các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, chúng ta hội hành sự cẩn thận, nghĩ lại cho kỹ." Triệu Phi vũ hít sâu một hơi, lập tức thấp giọng hồi đáp, "Dư thừa lời nói ta cũng không muốn nhiều lời, theo ngươi ký sự bắt đầu, ta thì đem ngươi trở thành cửu châu mạnh nhất binh vương bồi dưỡng, là muốn cho ngươi tiếp ngươi nhị thúc ban." Triệu Thiết Sơn thở dài, hiển nhiên Ngươi thực lực bây giờ có lẽ đã vượt qua ngươi nhị thúc, nhưng hải dương thế giới nước rất sâu, không phải là các ngươi những thứ này mới ra đời tân thủ hải đảo chủ có thế chảy qua đi. Bá phụ, ngài yên tâm, chúng ta có chừng mực. Lúc này, Diệp Xuyên ở một bên bổ sung một câu. Diệp Xuyên đúng không? Ta rất thưởng thức ngươi. Triệu Thiết Sơn trầm mặt mấy giây, ngay sau đó từ đáy lòng tán thưởng nói: Ngạch đa tạ. Diệp Xuyên ngược lại là khẽ giật mình, không khỏi cười. Triệu Thiết Sơn đột nhiên điện tới, cũng để cho tất cả mọi người coi trọng hơn chuyện này. Diệp Xuyên cũng dự định suy nghĩ thật kỹ một chút, rốt cuộc nương theo lấy đối nhiều quốc liên minh xâm nhập giải. Mọi người cũng xác thực cảm giác cái tổ chức này không giống như là tưởng tượng đơn giản như vậy. Lúc này, nằm ở trên giường, Diệp Xuyên cũng là thói quen nhìn xem công cộng nói chuyện phím phòng tin tức. Hôm nay thật sự là kích thích A, à, vị kia lại lần nữa tay khu đi ra lão đại, quả nhiên khủng bố như vậy mấy ngàn tàu chiến hạm đều bị bọn họ làm cho tê liệt nghe nói quân đội lão đại công tử đều là vị kia tân thủ lão đại tiểu huynh đệ siêu cấp võng hồng blueber mức hoa quả đều phải gọi hắn một tiếng đại ca thử hỏi còn có ai bất quá bọn hắn dự định đi giải quyết nhiều quốc liên minh kế hoạch này đều không phải là như vậy sáng suốt quả thực cũng là phù du lây đại thụ ta đi ngươi nghe ai nói lại nói nhiều quốc liên minh thật rất ngưu bức a à, đâu chỉ ngưu bức quả thực ngưu bức lớn mà lại đối phương đã biết chuyện này, còn phái ra một vị lâu năm hải đảo chủ. Nhìn lấy những tin tức này, Diệp Xuyên không khỏi cười lấy lắc đầu, nhiều quốc liên minh thế mà đã biết chuyện này, hơn nữa còn phái ra hải đảo chủ đến chặn đánh chính mình. Bất quá ở chỗ này, Diệp Xuyên cũng đột nhiên nhớ tới một người, lệ thuộc vào hải dương tình báo hiệp hội cái kia hải đảo chủ, hắn khẳng định biết nhiều quốc liên minh nội tình A, chương 469, nhiều quốc liên minh đến đây, vì thuận tiện, lần trước đã từng thêm hắn hảo hữu, tìm tới cái kia gia hỏa, Diệp Xuyên trực tiếp hỏi, anh em, ngươi biết nhiều quốc liên minh nội tình A, đối phương dây hồi, nhiều quốc liên minh là ngoại hải bá chủ, thực lực phi thường khủng bố, muốn điều tra hắn chỉ sợ cần chút lúc đó ở giữa, mà lại bản giá không ít, ra giá đi. Diệp Xuyên gọn gàng làm nói ra, 10L cấp S nước ngọt. Đối phương lập tức mở miệng nói, cái giá này quả thật có chút nhi cao. Diệp Xuyên phát cái bất đắc dĩ biểu lộ, 8LA, 8L tại ta trong giới hạn chịu đựng, làm có thể đoàn diệt phía tây nước ngoài hải đảo chủ siêu cấp đại lão, 10L cấp S nước ngọt đều cầm không ra sao. Đối phương phát cái buông tay biểu lộ, cái này khiến Diệp Xuyên khẽ giật mình, chính mình thế nhưng là chưa từng có để lộ qua chính mình thân phận, mà lại liền xem như chiến đấu cũng chỉ có blooper mức hoa quả phi thường cao điệu, tiểu tử này thế mà biết mình thân phận, quả nhiên không hổ là hải dương tình báo hiệp hội người, lập tức lập tức đem 5 L cấp S nước ngọc giao cho đối phương, đây là tiền đặt cọc, còn lại các loại sự tình giải quyết lại cho ngươi, chậm nhất 24 giờ. Đối phương nói xong, thì không có tin tức, Diệp Xuyên cũng tạm thời xem như yên lòng, trực tiếp ngủ đi, kiểm trách đến ký chủ còn chưa ký tên, phải chăng ký tên, sáng sớm hôm sau, hệ thống thanh âm chi tiết mà đến, ký tên. Diệp Xuyên nói, chậm rãi đứng dậy ký tên thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tiến hóa giá trị 2.000 điểm, tiến hóa giá trị lễ bao một hệ thống lập tức mở miệng nói, đi ra phòng ngủ, nhìn lấy hải quy đảo biến hóa, dịp xuyên không khỏi khẽ giật mình, vốn chỉ là trưởng thành đến 21.000 mét vuông hải quy đảo, hiện tại xem ra đã có 30.000 30 mét vuông lớn như vậy, mà lại cái kia 10.000 10 mét vuông rừng cây xanh ung tươi tốt, tại thủ vương chiếu cố cho so trước kia diễn hóa sau bất kỳ lần nào rừng cây đều muốn nhìn đến thuận mắt núi nhỏ đều nhanh có thể xưng là núi lớn, vắt ngang tại biệt thự đằng sau, có thể xưng là hải quy đảo phía trên tối cao tồn tại. Không tệ, hải quy đảo đã càng ngày càng có chánh thức hải đảo bộ dáng, thoải mái, cả đám cũng đã phát hiện hải đảo biến hóa, ăn qua điểm tâm, Blueber mức hoa quả cùng liễu diệp vi vi nắm tay, cười hì hì nói ra, ca ca, chúng ta dự định tiến vào rừng cây hái chút lệ chi nấm, hiện tại trong rừng cây hẳn là sẽ không không an toàn a. À? Đó là tự nhiên. Diệp Xuyên nhún vai, tại Thụ Vương vào ở rừng cây về sau, rừng cây liền sẽ không lại phát sinh biến hóa, hiện ở bên trong vương giả vẫn như cũ là Thụ Vương, tại nó quản hạt phía dưới, nếu như còn chưa đủ an toàn, vậy nó cái này Thụ Vương cũng nên bị đào thải, ngay sau đó, tiểu phi long mấy người cũng theo tiến vào rừng cây tham quan đi, Diệp Xuyên thì vây quanh hải đảo đi một vòng, diện tích một chút mở rộng đến 000 mét vuông, quả thực khiến hải quy đảo lớn không ít, Diệp Xuyên cũng cảm giác hết sức vui mừng theo mấy cái 100 mét vuông đảo nhỏ dần dần mở rộng đến 30.000 30 mét vuông, trong này chịu đựng khổ chỉ có tự mình biết, may mà đây hết thảy đều là đáng giá, thật không nhút nhát, hơn 2 giờ về sau, dịp xuyên hồi biệt thự, siêu cấp radar lại đột nhiên bắt đầu gấp rút vang lên, đã thấy 1.000 hải lý chỗ, chính có một cái to lớn tồn tại hướng về hải quy đảo mà đến, tự hồ là một đầu cá voi, tiểu phi long bọn người lúc này cũng lại gần, không khỏi nghi hoặc hỏi, cái này mẹ nó có chút kích thích a. À? bên ngoài biển thế mà còn có người dám tìm chúng ta sự tình, vậy cũng chỉ có thể nói rõ một chút, đầu này cá voi lệ thuộc vào nhiều quốc liên minh. Diệp Xuyên trầm giọng nói ra, các ngươi nhìn qua công cộng nói chuyện phím phòng tin tức A, ngươi nói là nhiều quốc liên minh đã phái ra hải đảo chủ nhằm vào chúng ta sự tình. Triệu Phi Vũ lập tức trầm giọng hỏi, ngươi hoài nghi đầu này cá voi cùng nhiều quốc liên minh hải đảo chủ có quan hệ, chỉ sợ là dạng này. Diệp Xuyên trầm giọng nói, Ta rùa thực lực bây giờ đang ở cấp độ SSS sinh vật biển bên trong cũng là rất cường hãng tồn tại. Đoán chừng đồng dạng sinh vật biển cũng không có khả năng nhàn rỗi không chuyện gì treo chọc chúng ta. Luôn không khả năng là chỉ siêu cấp S sinh vật biển A. Không có nhìn tiểu đánh dấu A. Người ta là cấp độ SSS lớn cá voi. Cái kia không có chuyện. Trực tiếp chơi chết nó. Tiểu phi long le lưỡi. Không khỏi cười lên ha hả. Tới gần giữa trưa. Cá heo cảnh báo âm thanh truyền đến. Diệp Xuyên thi triển cùng đồng tử truyền vật nhìn một chút, quả nhiên là một đầu có tới dài trăm thước cá voi, chỉ là đầu này cá voi toàn thân bị màu xám xương vỏ ngoài bao quanh, chợt nhìn đi lên giống như một đầu khô lâu, ở phía trên còn đứng lấy một cái mái tóc dài màu trắng lão giả, tự cho là rất đẹp trai đem tay vắt chéo sau lưng, gió lớn thổi ánh mắt đều nheo lại, Diệp Xuyên bọn người lúc này cũng đã đi tới bên bờ, nhìn lấy đầu kia lớn cá voi vội vàng xông đến, lại không có chút nào ngừng tự động. Hung hăng vọt tới Hải Quy đảo, rùa biến cũng không phải ăn chay, trực tiếp một cái tuyệt đối trọng lực, hung hăng hướng về lớn cá voi oanh đi lên, cứ việc lớn cá voi khí thế hung hung, nhưng là một kích này vẫn là đem lớn cá voi cho oanh lui lại mà đi, trên lưng nó lão giả trong nháy mắt hướng về không trung mà đi, trong tay xuất hiện một thanh trường thương, đối với rùa biến đầu hung hăng đập xuống, một cái đạn nước quanh ra, lão giả trường thương đánh vào đạn nước phía trên, ngay sau đó toàn bộ thân thể đột nhiên xoay chuyển đem đạn nước nện biến mất đồng thời, thân thể vững vàng trở xuống đến cá voi trên lưng, lão già này, tới thì động thủ, chẳng lẽ liền không có cái lời dạo đầu. Tiểu Phi Long nhỏ giọng thầm thì lấy, trực tiếp trống to, "Lão tiên sinh, chúng ta cũng không có trêu chọc ngươi, không cần thiết tới liền theo chúng ta động thủ đi, lão phu chính là nhiều quốc liên minh sứ giả, Trần Tam Cân." Lão giả vuốt râu, cười tủm tỉm nói ra, "Các ngươi lần này chính là tiến về ta nhiều quốc liên minh" muốn đối với ta nhiều quốc liên minh bất lợi ta làm làm đại biểu muốn khuyên can các vị ta vẫn cho là nhiều quốc liên minh chỉ có người phương tây nguyên lai cũng có cửu châu người tiểu phi long kinh ngạc nhìn lấy lão giả trơ mắt nhìn lấy nhiều quốc liên minh khi dễ cửu châu người cái này đều là cửu châu người đồng bào muốn không phải kháng nghị ngược lại là nối giáo cho giặc nhiều quốc liên minh có chính chúng ta cân nhắc a à. lão giả cười lấy lắc đầu ngươi còn có mặt mũi cười Tiểu Phi Long thở dài, giặt bán nước không đáng sợ, đáng sợ là giặt bán nước thế mà còn muốn cùng người giảng đạo lý, ta thật muốn hỏi một câu, ngươi vẫn là cửu châu người A, ngươi lương tâm bị chó ăn A, ngươi. Trần Tam Cân sắc mặt phát lạnh, ngươi cái này mồm còn hôi sữa, làm sao biết ta nhiều quốc liên minh khó xử, làm lão tiền bối, ta chỉ có thể cùng ngươi nói một câu, ăn cướp rồi ngươi. Tiểu Phi Long hừ lạnh nói, lão phu hảo tâm khuyên các ngươi, các ngươi thế mà nói lời ác độc, vậy cũng đừng trách lão phu thủ đoạn độc ác. Trần Tam cân sắc mặt trầm xuống, Trường Thương trong tay phát ra nhấp nhô tranh kêu, thẳng tắp hướng về Hải Quy đảo phía trên Tiểu Phi Long công tới. Tiểu Phi Long thì bình tĩnh như vậy nhìn lấy hắn, không có di động mảy may. ầm, Trường Thương đánh vào vòng phòng hộ phía trên, quả thực đem Trần Tam cân cho kinh hãi một chút, trong nháy mắt đó toàn bộ thân thể đều hơi kém đụng vào, hai chân bỗng nhiên đạp một cái trực tiếp đứng tại vòng phòng hộ đỉnh đầu, lạnh lùng nói ra, trách không được không có sợ hãi, nguyên lai like có tầng này vỏ bọc che chở các ngươi, nói chuyển một cái trường thương, làm trường thương giống như xoay tròn con quay, đối với vòng phòng hộ chui lên, chương 470, cái này, cũng là nhập hóa chi cảnh khủng bố, hắn là cái ngu ngốc sao. Nhìn lấy ra sức khoan trần tam cân, mấy người đều có chút mộng bức, hắn chính là một vị vào kính cao thủ. Diệp Xuyên trực tiếp mở miệng nói, không biết có phải hay không là tại nhiều quốc liên minh đợi thời gian quá lâu xem ra có chút ngốc manh nói xương cá voi lại là lại lần nữa đánh tới trong miệng nó có thể không ngừng phun ra không khí sống trong nháy mắt đó uy lực lại có thể cùng rùa biến đạn nước cùng so sánh chỉ là nó công kích đối mặt vòng phòng hộ vẫn như cũ không có một chút tác dụng nào mà lại dịp xuyên cũng dự định trước đối gia hỏa này động thủ khổng tước linh trực tiếp hung hăng hướng về xương cá voi bắn tới chỉ là xương cá voi xương cốt vượt qua dự kiến cứng rắn, khổng tức linh chỉ có phía trước mũi nhọn tiến vào trong xương cốt, độc dịch căn bản không có xâm nhập bên trong. Điều này cũng làm cho xương cá voi chỉ cảm thấy bức trước đau đớn, vẫn chưa độc phát thân vong, không khỏi mở ra miệng to như chậu máu kêu một tiếng, toàn bộ thân thể bỗng nhiên về sau hất lên, dài hơn 20 mét cái đuôi lớn nhất thời hung hăng hướng về hải quy đảo quốc tới. Cái này gần như làm nó dùng ra tất cả lực lượng, cho dù là vững như bàn thạch rùa biến cũng bất giác bị quất hướng một bên bằng dời mà đi. Diệp xuyên nhướng mày, gia hỏa này phòng ngự xác thực không phải bình thường mạnh, liền vòng phòng hộ đều có thể oanh cái lỗ thủng khổng tước linh, thế mà chỉ là đâm vào nó da thịt, ta cần đem trọn cái khổng tước linh đều đập tiếng thân thể nó bên trong, nói thân thể nhoán một cái, cả người trực tiếp ngút trời mà lên, ngay sau đó cấm kỵ chi thương bạo dài, đối với xương cá voi đầu hung hăng đập lên. Xương cá voi một đôi mắt quán độc nhìn chầm chầm Diệp Xuyên, liên tiếp 10 cái không khí sóng ầm vang mà ra, gần như phong tỏa Diệp Xuyên tất cả đường ra. Diệp Xuyên không khỏi khóe miệng hơi vĩnh, trường thương đối với bên trong một nơi nhẹ nhàng một đập, ngay sau đó toàn bộ thân thể đi thẳng tới xương cá voi một bên, trường thương trực tiếp tăng vọt mấy chục mét, hung hăng đập vào khổng tước linh phía trên, ầm, trống, khổng tước linh toàn bộ bị đập tiếng xương cá voi thân thể bên trong, cái kia tiếng kêu thảm thiết, gần như trực tiếp truyền đi mấy trăm hải lý, ngay tại khoang trần tam cân đồng dạng sắc mặt biến hóa, có chút khó có thể tin nhìn lấy xương cá voi, không khỏi gầm lên giận dữ, hướng thẳng đến dịp xuyên công tới. Xương cá voi thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đổi xanh, loại kia bị kịch độc cuốn thân thống khổ, làm nó gần như không thể thở nổi. Đây cũng là nó những năm gần đây lần thứ nhất cảm nhận được cái này chờ đau đớn, tiếng kêu thảm thiết một mực bên tai không dứt, chết đi, Trần Tam Cân quát to một tiếng, trường thương đối với vừa vừa nhảy lên Diệp Xuyên đánh tới. Trần Tam Cân tuy nhiên vào kính, nhưng một mực không có bị Diệp Xuyên để vào mắt, lúc này thấy hắn công tới, cũng chỉ là phân ra một bộ phận dư lực đem hắn đánh bay ra ngoài, ngay sau đó tuyệt đối trọng lực thi triển mà ra, cả người trút xuống phía dưới, dài mấy chục thước cấm kỵ chi thương trực tiếp đâm xuyên nó xương cốt, hung hăng đánh vào nó trong đầu, để nhất cấp độ SSS sinh vật biển, như vậy trầm luân, không trong nháy mắt đó bị đánh bay ra ngoài trần tam cân phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết triệu phi vũ mấy người cũng cảm giác khó có thể tin phải biết đây chính là cấp độ ss sinh vật biển một cái liền có thể còn bạo toàn bộ tân thủ khu tàn phá bừa bãi ngoại hải tồn tại thế mà bị dịp xuyên dễ dàng cho đánh chết cái kia thực lực kinh khủng thật sự là khiến người ta không thể tin được nhập hóa quả nhiên khủng bố trần tam cân hóa đau thương thành lực lượng thân thể giữa không trung xoay tròn cấp tốc cuối cùng bình ổn rơi vào vòng phòng hộ phía trên, hai mắt huyết hồng nhìn chầm chầm Diệp Xuyên, ngươi cái này hỗn đảng, dám giết ta xương cá voi, ta đi, ngươi lời nói này, ngươi là tới giết chúng ta, chẳng lẽ chúng ta đứng đấy để ngươi giết, không thể phản kháng. Diệp Xuyên cười nhạo một tiếng, đây là cái đạo lý gì, như có đảm lượng, liền đi ra vòng phòng hộ, ngươi ta quyết nhất tự chiến. Trần Tam Cân nắm chặt trường thương, mặt âm trầm quát nói, Diệp Xuyên đồng thời không do dự, thân thể nhoáng một cái đi tới vòng phòng hộ phía trên, nhìn chầm chầm Trần Tam Cân nói ra, làm cửu châu người, giúp đỡ nhiều quốc liên minh công kích chúng ta cửu châu người, nếu như không là ta tại thời khắc mấu chốt đuổi tới, toàn bộ cửu châu hơn 1,500 tàu chiến hạm, hơn trăm ngàn người chẳng phải là đều muốn bị phía Tây hải đảo chủ giết hại hầu như không còn, đó là bởi vì, ngươi không hiểu nhiều quốc liên minh bố trí. Trần Tam Cân nghiến răng nghiến lợi nói ra. Nếu như nhiều quốc liên minh bố trí là lấy hy sinh cửu châu hơn trăm ngàn người làm đại giá, vậy ta tất nhiên không đồng ý. Diệp Xuyên lắc đầu, ta nghĩ, ta cửu châu tất cả mọi người, đều sẽ không đồng ý, chỉ tiếc, các ngươi không có tư cách quyết định có đồng ý hay không. Trần Tam Cân chợt quát một tiếng, thân thể đột nhiên biến mất, cái kia lực lượng kinh khủng trong nháy mắt tựa hồ theo bốn phương tám hướng đánh tới, giống như thủy triều gần như đem Diệp Xuyên bao phủ, Diệp Xuyên cười lạnh, đã Trần Tam Cân không có ý định nhiều lời, hắn cũng đã cho Trần Tam Cân phán tử hình, ngay sau đó khẽ lắc đầu, cấm kỵ chi thương đột nhiên quét qua, ngay sau đó quay người đối với nơi nào đó hung hăng điểm bên trên đi, đinh, trong nháy mắt, mũi thương hung hăng đánh vào trường thương phía trên, quả thực là ngừng lại Trần Tam Cân ngay tại ầm vang mà xuống thế công, nương theo lấy cái kia một chút chỗ bột phát ra sóng khí, Trần Tam Cân lại lần nữa bị đánh bay, chỉ là lần này Diệp Xuyên không tiếp tục lưu thủ tại Trần Tam Cân bay rớt ra ngoài trong nháy mắt đã đi tới Trần Tam Cân phía trên, vung lên cấm kỵ chi thương, từ trên xuống dưới đối với Trần Tam Cân hung hăng đập lên, Trần Tam Cân đồng tử co rụt lại, cầm thương đón đỡ, cấm kỵ chi thương đánh vào trường thương phía trên, trực tiếp đem trường thương oanh thành hai đoạn, tiếp tục thẳng tiến không lùi nện xuống đến, chính bên trong Trần Tam Cân lồng ngực, cuối cùng bị oanh tại vòng phòng hộ phía trên, thì liền vòng phòng hộ đều xuất hiện kịch liệt lắc lư, phốt, một nguồn máu tươi phun ra, trần tam cân hô hấp đều biến đến dồn dập lên khó có thể tin nhìn lấy dịp xuyên trách không được không có sợ hãi người đúng là nhập hóa cường giả hắn căn bản là vô pháp tưởng tượng một cái mới vừa tiến vào hải dương thế giới còn chưa tới nửa năm tân thủ hải đảo chủ thế mà đã theo một người bình thường đạt tới nhập hóa chi cảnh hoàn thành hắn hải đảo chủ trăm năm đều kết thúc không thành nhiệm vụ quả thực đáng sợ dù cho ta là một người bình thường nhìn lấy nhiều quốc liên minh chèn ép ta cửu châu ta cũng sẽ nghĩa vô phản cố đi bảo trì cửu châu mà không phải giống như ngươi trở thành nhiều quốc liên minh chó săn diệp xuyên từ tốn nói trần tam cân ngươi cho rằng ngươi phối họ trần sao ngươi nhìn lấy diệp xuyên cái kia trêu tức biểu lộ trần tam cân thân thể rung lên khó có thể tin nhìn lấy diệp xuyên đại ca chớ cùng hắn nói nhảm trực tiếp tiễn hắn lên đường đến tiểu phi long cười hắc hắc lấy nói ra cửu châu phản đồ thôi chết không có gì đáng tiếc xem ở ngươi còn coi là cửu châu người phần phía trên, cho ngươi một chút thời gian nói di ngôn đi. Diệp Xuyên lắc lư trường thương, từ tốn nói, nhiều quốc liên minh bên trong có một tấm bản đồ bảo tàng, tại cấm kỵ chi hải nơi nào đó bảo tàng bên trong, cất giấu cấm kỵ chi thương một bộ phận khác. Trần Tam Cân suy yếu nói ra, ngươi tốt nhất có thế tại đột phá vào nước trước đó tìm tới, bằng không cái này cây trường thương, không chịu nổi ngươi nhập thủy cảnh giới huy động. Chương 471, nhiều quốc liên minh, Nguyên lai like thật rất mạnh. Dịp xuyên hai mắt nhíu lại. Trước đó Chu Triết trước khi chết cũng đã từng nói cấm kỵ chi thương đồng thời không hoàn chỉnh. Không nghĩ tới lão gia hỏa này trước khi chết nói cũng là chuyện này. Nhưng là Chu Triết biết cấm kỵ chi thương một bộ phận khác ở nơi nào. Nói cách khác Chu Triết biết tàn bảo chi địa. Có thể lão gia hỏa này lại nói nhiều quốc liên minh bên trong còn có một tấm bản đồ bảo tàng. Luôn không khả năng cùng chi trước 12 đường đi tàn bảo đồ một dạng. Có rất nhiều trương A. Chu Triết là lập tức chết ngay người sắp chết, lời cũng thiện, nhưng là hắn. Diệp Xuyên không khỏi trầm giọng nói, cho nên, cái này tấm bản đồ bảo tàng là ta phát hiện, đưa cho minh chủ, nhưng là còn không có đi tầm bảo, mà lại hắn nơi đó còn có mấy cái trương cấm kỵ chi hải, thậm chí là sinh mệnh cấm khu bên trong tàng bảo đồ. Trần Tam Cân suy yếu nói ra, ta có thể giúp ngươi đem tất cả tàng bảo đồ đều lấy ra, nói cho cùng, ngươi cũng là muốn cho chúng ta lưu ngươi một cái mạng thôi. Tiểu Phi Long tức giận nói ra, các ngươi minh chủ chỗ ấy có tàn bảo đồ, chẳng lẽ chúng ta chính mình không giành được A, à, còn phải để ngươi cái này lão già nát rượu đi lấy. Hắn tàn bảo đồ đều tại một cái trong hòm sắt, tại bất đắc dĩ tình huống dưới, hồi khởi động tự hủy trình tự, các ngươi căn bản không khả năng cầm tới. Trần Tam Cân mười phần nghiêm túc nói ra, chỉ có ta, có thế tại thừa dịp không phòng bị thời điểm lấy tới, ta đối với các ngươi thật rất hữu dụng, các ngươi lớn nhất tốt suy nghĩ thật kỹ một chút hiện tại ta liền xem như hành tẩu tàn bảo đồ, giá trị chí ít 10.000 tỷ, đại ca. Gặp Diệp Xuyên không nói chuyện, Tiểu Phi Long không khỏi thấp giọng hỏi hướng Diệp Xuyên, Diệp Xuyên lại là cười lấy lắc đầu, chậm rãi hướng về Trần Tam Cân đi đến, ngươi cảm thấy, ta sẽ bị một kẻ hấp hối sắp chết uy hiếp a, à, ngươi. Trần Tam Cân sắc mặt biến đổi lớn, một người. Nếu như để đó chí ít 10.000 tỷ không ngừng bảo tàng không muốn đều muốn giết ngươi, cái kia chính là thật muốn giết ngươi. Trần Tam Cân nắm nắm quyền đầu, đánh giá chung quanh, bỗng nhiên đạp một cái vòng phòng hộ, hướng thẳng đến trong nước mà đi, hắn đối với nước bỏ công sức cũng có nhất định giải, có lẽ tại dưới nước, còn có lực đánh một trận, ai u, chỉ là tại Trần Tam Cân vào nước trong nháy mắt đó, một cái vừa nhọn vừa dài gốc hung hăng đâm vào hắn trên mông, loại kia khó nói lên lời đau đớn, khiến kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt hướng về không trung mà đi, chỉ là còn chưa bắt đầu rơi đi xuống, thân thể cũng cảm giác được cực hạn tê liệt, thân thể thật giống như không phải mình đồng dạng. Một khắc này, tự hồ hết thảy đều đã không phải hắn, không cách nào di động, không cách nào nói chuyện, thì liền chớp mắt đều thành hy vọng xa vời. Cá heo lại một mực lạnh lùng theo dõi hắn, tại hắn rơi vào trong nước trong tích tắc, số mệnh chi sừng lại lần nữa ra tay, trực tiếp đâm xuyên trái tim của hắn, bỗng nhiên hướng một bên vung đi, bị đi ngang qua cá mập nhóm cho chia ăn, hòa tào cái này mẹ nó cũng quá thảm nhìn lấy trần tam cân thảm trạng, tiểu phi long bọn người quả thực có chút im lặng, để nhất vào kính cường giả, đã từng nhiều quốc liên minh bên trong lão đại, cuối cùng thế mà lại là bị một đám cá mập cho ăn, liền xương cốt đều không thừa, đại ca, tốt lắm. Bất quá, tiểu phi long chuyển qua đối với dịp xuyên dơ ngón tay cái lên, chúng ta cũng là không cần phải bị bất luận kẻ nào uy hiếp, tàn bảo đồ lại thế nào, chúng ta dùng lực cố gắng một chút, chẳng lẽ còn không giải quyết được, đi một bước nhìn một bước, có thể được đến nói rõ nhưng bảo tàng này đều là mình, không chiếm được cũng là cùng chúng ta vô duyên. Diệp Xuyên hơi hơi nhún vai, từ tốn nói, bất kể như thế nào, cũng không thể để bất luận kẻ nào uy hiếp nói, chỉ là đáng tiếc, hắn siêu cấp tấm phẳng không có mang ra, không phải vậy chúng ta còn có thể tiểu kiếm lời một bút, đúng đúng đúng. Trong lúc nhất thời, cả đám đều cười lên ha hả, giữa trưa ăn cơm xong, Diệp Xuyên ngay tại trên bờ cát phơi nắng, Tình báo viên truyền đến tin tức, anh em đều đã dò xét ra rõ ràng, nói cho Tần Xuyên một cái phai nén, đồ vật đều ở bên trong, chính ngươi từ từ xem chính là tốt." Diệp Xuyên nói, lập tức đem còn lại 5L cấp S nước ngọc giao dịch cho đối phương, các ngươi hiệu suất còn thực là không tồi, liền nhiều quốc liên minh ngưu bức như vậy tồn tại đều có thể được đến cặn kẻ như vậy tư liệu, xem ra sau này chúng ta cơ hội hợp tác vẫn là thật nhiều, đó là đương nhiên chúng ta hải dương tình báo hiệp hội có thể điều tra đến bất kỳ vật gì, chỉ cần ngươi có thế giao nổi tiền. Đối phương không khỏi ha ha cười lớn nói, cái kia điều tra thiên không chi thành, cần gì trả thù lao? Diệp Xuyên lập tức hỏi, thiên không chi thành. Đối với cái tên này, đối phương tự hồ có chút kinh ngạc, ngay sau đó trả lời, chúng ta chỗ lấy gọi là hải dương tình báo hiệp hội, cái kia chính là chỉ có thể điều tra hải dương thế giới đồ vật. Đến tại thiên không chi thành loại kia cấm kỵ đồng dạng tồn tại, chúng ta không có quyền hạn điều tra, cũng không dám điều tra, thiên không chi thành, so sinh mệnh cấm khu còn kinh khủng hơn. Câu nói này, ngược lại là gây nên dịp xuyên hứng thú, như thế theo ngươi nói A, à, thiên không chi thành bên trong liền xem như một gốc phổ thông cây, thực lực đều tại siêu cấp độ S. Đối phương nói xong câu đó, liền cùng dịp xuyên đoạn liên hệ, cái này khiến dịp xuyên một mặt mộng bức biết thiên không chi thành so sánh ngưu bức nhưng lại không biết ngưu bức như vậy một gốc phổ phổ thông thông cây đều có thể phát huy ra siêu cấp độ s thực lực người bề trên kia lại cái kia khủng bố cỡ nào siêu s phía trên là cấm kỵ cấp bậc sao bất quá dịp xuyên chỉ là suy nghĩ một chút liền không có lại đi để ý tới chuyện này dù sao mình chỗ lấy chú ý thiên không chi thành cũng chỉ là bởi vì thần kỳ cây cùng thiên không chi thành có quan hệ mình bây giờ liền cấm kỵ chi hải còn không có hiểu rõ đây lại làm sao có khả năng đi treo chọc thiên không chi thành. Ngay sau đó, Diệp Xuyên lập tức mở ra phai nén, yên tĩnh xem ra, nói là nhiều quốc liên minh, cảm giác cùng mấy trăm năm trước Lam Tinh phía trên tiểu thương không sai biệt lắm, đều là đại cấp ép nhỏ cấp, dưới cùng cấp lại có 2.000 hải đảo chủ, tổng cộng 10.000 tàu chiến hạm, phía trên thì là 200 tinh anh hải đảo chủ, tổng cộng 1.000 chiếc siêu cấp hàng mẫu, lại hướng lên trưởng lão cấp hải đảo chủ 20 vị, tổng cộng 100 chiếc vô địch chiến hạm, sau đó là cái kia 10 vị lúc trước tổ kiến nhiều quốc liên minh 10 vị lâu năm hải đảo chủ, mỗi một vị đều cầm giữ có một đầu cấp độ SSS mang cấp sinh vật, lại mỗi một vị hải đảo chủ đều là nhập cảnh thực lực, Trần Tam Cân đứng hàng cái này 10 vị lâu năm hải đảo chủ chi mạc, bất quá có thực lực như thế, cũng thập phần cường đại, sau cùng vị này liên minh minh chủ, sơ bộ điều tra là tại nhập hóa đỉnh phong, tức sắp bắt đầu vào nước, dưới tay thì là một cái siêu cấp độ S sinh vật biển, tuyệt đối có thể được xưng là hải dương thế giới ngoại hải thậm chí là cấm kỵ chi hải đệ nhất cao thủ mụ mụ không hổ là nhiều quốc liên minh thực lực thật đúng là vượt quá tưởng tượng a à. diệp xuyên không khỏi kinh ngạc lẩm bẩm chính như triệu thiết sơn chỗ nói chúng ta muốn đối phó bọn gia hỏa này quả thật có chút nhi không biết lượng sức cảm giác rốt cuộc không nói cái khác nếu như cái này còn lại chính vị lâu năm hải đảo chủ cho dù là đi ra một nửa liền đầy đủ chính mình uống một bình cứ việc chính mình là nhập hóa tu vi, nhưng là dù là có hai người ngăn chặn chính mình, còn lại hải đảo chủ đều có thể đoàn diệt người khác. Cái này, hải đảo thăng cấp hoàn thành, chúc mừng ký chủ hải đảo thăng cấp đến cấp 21, thu hoạch được thăng cấp lễ bao, phải chăng mở ra, ngay tại lúc này, hệ thống thanh âm theo tới mà đến, chương 472, tập thể vào kính, Diệp Xuyên cũng không có lại nói chuyện này, trực tiếp mở miệng nói, mở ra, đang trong quá trình mở ra chúc mừng ký chủ thu hoạch được tiến hóa giá trị 4.000 điểm, tuyệt đối phòng ngự 5, hải đảo ổn định trang bị 2, siêu cấp sóng xung kích 1, hải đảo tên lửa đẩy 2, tiến hóa giá trị lễ bao 2, cơ sở vật tư lễ bao 2, hệ thống thanh âm theo tới mà đến, lại tới một cái siêu cấp sóng xung kích, làm như vậy lời nói, trước mắt chính mình hết thảy thì có 4 cái siêu cấp sóng xung kích, ngược lại hệ thống đã cho mình liên tục quyền sử dụng, như thế đi nhiều quốc liên minh trực tiếp tới phía trên bốn lần siêu cấp sóng xung kích cái kia trừ trưởng lão cấp hải đảo chủ cùng minh chủ hắn tất cả mọi thứ đều sẽ bị phá hủy thậm chí ngay cả cấm kỵ thuyền đều không cần sử dụng bất quá trong này khó khăn nhất đánh còn muốn đến những cái kia trưởng lão cấp hải đảo chủ cùng với minh chủ mà lại hiện tại biện pháp duy nhất cũng là để triệu phi vũ mấy người bọn hắn mau chóng vào kính đã bọn họ vào kính đã không như chính mình giống như cần muốn tìm cái gì đồ vật thì chỉ còn chờ tích lũy sức mạnh nhiều liền có thể trực tiếp nhập cảnh, cái kia chính mình sao không tại tiến vào nhiều quốc liên minh chiều không gian trước đó, để bọn hắn đều tăng lên tới vào kính. Trong khoảng thời gian này, được đến cấp độ SSS sinh vật nội đang thế nhưng là đều không có sử dụng tới, mà lại góp nhặt cấp S nước ngọt cũng không ít, đủ để cho bọn họ thành công vào kính A. Nghĩ đến, Diệp Xuyên lập tức đem mấy người toàn bộ gọi qua, ngay sau đó mỗi người một khỏa cấp độ SSS sinh vật nội đang, 5L cấp S nước ngọt, Đồng thời đem nhiều quốc liên minh tư liệu cùng mấy người nói một lần, "Đại ca, ngươi ý tứ là để chúng ta bây giờ thì vào kính." Tiểu Phi Long nhất thời mở miệng hỏi, "Không sai, mà lại việc này không nên chậm trễ." Diệp Xuyên Trùng điệp gật gật đầu, "Các ngươi đều đã rất nhanh liền có thể vào gương, cũng chỉ là thiếu hụt một chút năng lượng mà thôi, ta hiện tại đẩy ngươi nhóm một thanh, tin tưởng các ngươi nhất định không biết khiến ta thất vọng, đúng không?" "Đúng đúng đúng, đúng chắc chắn sẽ không." bluber mức hoa quả liên tục gật đầu cười hì hì nói ra vào kính a ta đều còn không có chân chính ý nghĩa phía trên đánh qua mấy lần trận chiến thế mà liền đã vào kính thật sự là khiến người ta có chút bất ngờ đây hì hì chờ ngươi vào kính thì có trận chiến đánh Diệp xuyên tức giận nói ra ngươi gân cốt cũng là cái kia hoạt động một chút không phải vậy luôn không sống động thậm chí hội rỉ ở ngạch bluber mức hoa quả không khỏi le lưỡi không có ý tứ nói cái gì đúng, chúng ta không phải không biện pháp sử dụng cấp độ SSS sinh vật nội đan A. Triệu Phi Vũ đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, không sai, nhưng đó là trước đó, các ngươi hiện tại đã đến vào kính ở mép, có thể mượn nhờ cái này đột phá. Diệp Xuyên nhún vai nói, như thế, cũng không sợ cấp độ SSS nội đan hội đối với các ngươi tạo thành thương tổn loại hình. Ngay sau đó, sáu người đem nội đan cùng cấp S nước ngọc mang về đến gian phòng của mình, bắt đầu bế quan. Diệp Xuyên thì thô sơ giản lược địa đánh giá tính một chút, đại khái phía trên còn có 5 ngày thời gian, thì có thể đi vào đến nhiều quốc liên minh chiều không gian lối vào, cũng là không rõ ràng trước lúc này, nhiều quốc liên minh vẫn sẽ hay không điều động nhân thủ chạy tới chặn đánh chính mình A, à, rất nhanh, màn đêm buông xuống, không có mấy người bàn ăn, ngược lại là lộ ra có mấy phần quạng cua ẻ, Tần Xuyên chỉ là đơn giản ăn khối cấp SSSS bò bít tết, uống chén lệ chi nấm canh, thì xem phim giết thời gian, đến tận buổi tối sắp ngủ cảm giác mới nhìn mắt công cộng nói chuyện phiếm phòng tin tức chúng ta ngoại hải trước mắt phía tây hải đảo chủ bị tiêu diệt chí ít một phần ba chỉnh thể thực lực cần phải cùng chúng ta cửu châu hải đảo chủ ngang hàng đây là một chuyện tốt a à. không dám nói là công việc tốt còn là chuyện xấu chúng ta cửu châu hải đảo chủ muốn thành lập trật tự mới chỉ sợ đồng thời không đơn giản không phải nói vị kia tân thủ lão đại dự định diệt đi nhiều quốc liên minh sao nếu như nhiều quốc liên minh bị diệt mất Vậy chúng ta cửu châu hải đảo chủ có thể hay không tại hắn chỉ huy phía dưới thành lập trật tự mới, tránh thức công bằng trật tự, anh em, ngươi không có bệnh A, à, ngươi còn thật sự cho rằng hắn có thể diệt đi nhiều quốc liên minh. Rất rõ ràng cũng là nằm mơ mà thôi. Cơ bản cũng là sau khi ăn xong trà còn lại đề tài nói chuyện, cũng không thấy được gì hữu dụng tin tức. Bất quá những thứ này hải đảo chủ thật đúng là có chút xem thường chính mình A, à, các loại vũ ca mấy người bọn hắn thành công thực cũng thì tương đương với nhiều quốc liên minh đã bị diệt đi a à, mặc kệ ngủ kiểm tra đến ký chủ còn chưa ký tên phải chăng ký tên buổi sáng 6 giờ hệ thống thanh âm như đồng hồ báo thức giống như đánh thức diệp xuyên bất quá tạm thời trong lúc rảnh rỗi cũng là cũng không có ý định rời giường nói ký tên về sau thì lại ngủ dậy hồi cảm giác mông lung thẳng đến buổi sáng hơn 10 giờ diệp xuyên mới xem như tỉnh lại không khỏi duỗi người một cái gặp ký ra lại là cái may mắn mù hộp Diệp Xuyên lập tức mở ra mù hộp, được đến một cái gấp đôi tăng phúc, quả thực khiến Diệp Xuyên tiểu nhỏ vui vẻ một chút, bất quá Diệp Xuyên trước mắt tạm thời cũng không tính sử dụng gấp đôi tăng phúc, tính toán đợi tiến vào nhiều quốc liên minh về sau lại nói, nếu quả thật có thể làm được nhiều quốc liên minh, cái kia đến thời điểm được đến đồ vật khẳng định là lượng lớn, một chút biến thành gấp đôi, há không phải liền là cho mình một cái to lớn kinh hỷ, suy nghĩ một chút thì vui vẻ, thời gian cực nhanh, đảo mắt đã qua ba ngày một mực ngồi xếp bằng triệu phi vũ, lúc này đột nhiên mở hai mắt ra, ngay sau đó thân hình lóe lên, hướng về bên ngoài biệt thự chạy tới, cuối cùng đi tới trên bờ biển, đối với phía trước cũng là rống to một tiếng, cái kia lực lượng kinh khủng trực tiếp hóa thành một đạo âm ba, thẳng tắp hướng về phía trước oanh kích mà đi, sóng biển đều bị cứ thế mà làm hai nửa, trọn vẹn lao ra gần một hải lý mới rốt cục chậm rãi yên tĩnh xuống, hô, phun ra trong lòng cái này ngụm trọc khí, Triệu Phi Vũ rốt cục thở vào một hơi, nhìn lấy chính mình hai tay, khó có thể tin lẩm bẩm, đây chính là vào kính lực lượng sao, cảm giác thế nào? Diệp Xuyên lúc này cười tủng tỉm lại gần hỏi, thoải mái, vô cùng thoải mái. Triệu Phi Vũ không khỏi kích động nói ra, ta còn là lần đầu tiên cảm nhận được cường đại như vậy lực lượng, trong lúc nhất thời đều cảm thấy cái này không phải là nhân loại có được lực lượng, đặt ở Lam Tinh phía trên, tuyệt địa là khủng bố sát khí, cho nên, Chúng ta nhất định là muốn tại Hải Dương thế giới sinh tồn. Diệp Xuyên cười ha ha một tiếng, thói quen Hải Dương thế giới chém chém giết giết, nếu như lại chạy đến Lam Tinh đi lên qua bình bình đạm đạm thời gian, chỉ sợ cái này đối với chúng ta mà nói đều là một cái tra tấn, không sai. Triệu Phi Vũ 10 phần nghiêm túc gật gật đầu, thu hoạch được cường đại như vậy lực lượng, ta cảm thấy chúng ta đối kháng nhiều quốc liên minh thì lại nhiều mấy phần lực lượng. Diệp Xuyên khẽ gật đầu không khỏi quay người nhìn về phía biệt thự ngay sau đó thấp giọng nói vũ ca người có thể khống chế ở lực lượng bọn họ không nhất định có thể khống chế được nổi sợ là chúng ta đến vội vàng đem bọn họ dời đi ra miễn cho đem chúng ta ở địa phương phá đổ triệu phi vũ khẽ giật mình liên tục gật đầu ngay sau đó hai người lập tức đem năm người cho đem đến trên hải đảo bất quá một giờ tiểu phi long cùng lương hồng anh gần như đồng thời thức tỉnh hai người vừa mới tỉnh lại căn bản khống chế không nổi thân thể của lực lượng khủng bố kia, hai cổ sóng khí hướng thẳng đến bốn phía bắn tới, lại trong nháy mắt đụng vào nhau, đem mặt đất quanh ra một cái hơn 2 mét rảnh sâu khe về sau, cái này mới xem như triệt tiêu lực lượng, các ngươi hai cái, hơi kém làm bị thương ta rùa. Diệp Xuyên không khỏi nhếch nhếch miệng, phẫn nộ kêu to lên, chương 473, trăng cưa cá mập nhóm. Ta chạy, hơn 2 mét rảnh sâu khe phía dưới, đã đi tới rùa biến vỏ rùa phía trên, lúc này xuất hiện một đạo dấu vết mờ mờ, chính là hai người cái kia lực lượng kinh khủng oanh kích tạo thành. Tiểu Phi Long cũng là sững sờ, không khỏi cười hắc hắc le lưỡi, chủ yếu là vừa mới đột phá, có chút khống chế không nổi trong thân thể lực đạo, không nghĩ tới tạo thành lớn như vậy thương tổn, Quy Ca sẽ không oán hận ta chứ, nếu như ngươi lần sau không chú ý, khả năng này sẽ. Diệp Xuyên nhún vai nói ra, ca, không nghĩ tới vào kính về sau cảm giác là như vậy. cúi đầu nhìn lấy chính mình hai tay, Lương Hồng Anh giờ phút này còn đắm chìm trong trong vui mừng, ta cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng, chớ nói cấp độ SS, liền xem như cấp độ SSS sinh vật biển, ta đều có thế cùng đánh một trận, mặc thêm vào các ngươi khải giáp, có lẽ có thể nhất chiến. Diệp Xuyên hơi hơi nhúng vai nói, nói, không khỏi mắt nhìn chỗ cổ tay màu đen vòng tay, đi qua trong khoảng thời gian này nuôi nấng, hiện tại nó rất rõ ràng so trước đó lớn lên một vòng to hơn nữa còn có thế từ đó cảm nhận được bành trướng sinh mệnh lực chỉ là còn không có hoàn toàn khôi phục thần chí bằng không cần phải có thể cùng chính mình giao lưu mà ở sau đó mấy giờ bên trong lưu soái blueber mứt hoa quả cùng liễu diệp vi cũng rốt cục bắt đầu thức tỉnh mỗi người đều đối với mình lực lượng cảm giác đến mừng rỡ riêng là blueber mứt hoa quả nằm mộng cũng nghĩ không ra nửa năm trước chính mình vẫn là một cái nhỏ dẫn chương trình hiện tại thế mà đã trưởng thành đến vẫn luôn đang theo đuổi cảnh giới loại kia cảm giác thực sự là khóc đánh chết nàng thậm chí đem trên bình đài ký tên đều đổi thành ta vào kính rồi chỉ là đại bộ phận dân mạng hải đảo chủ cũng không biết bốn chữ này rốt cuộc là ý gì thậm chí có rất nhiều người tin nhắn riêng hỏi thăm blueber mức hoa quả một ngày này nhất định là đáng giá chúc mừng một ngày thứ bảy lại một lần vì mọi người chuẩn bị cả bàn phong phú thực vật lại thêm vào kính về sau mọi người sức ăn tăng nhiều, ăn gọi là một cái thoải mái, tử lượng đều mẹ nó tăng tới, thời điểm không còn sớm, tất cả mọi người đi nghỉ ngơi đi. Qua ba lần rượu, Diệp Xuyên không khỏi vừa cười vừa nói, đại khái lại có hai ba ngày, liền muốn đến nhiều quốc liên minh chỗ duy trì địa điểm, chúng ta nhất định muốn bảo trì một cái tốt đẹp trạng thái mới có thể, đúng đúng đúng, hưng phấn một ngày, ta đều cảm thấy hơi mệt chút đâu. Blueber mức hoa quả liên tục gật đầu, nói tiếng ngủ ngon về sau, liền lười biến đi hướng lầu ba. Diệp xuyên lúc này cũng trở về đến phòng ngủ, một bên xem lấy công cộng nói chuyện phím phòng tin tức, một bên chìm vào giấc ngủ. Các ngươi hôm nay phát hiện Blueber mức hoa quả ký tên đổi A, nghe nói vào kính là Hải đảo chủ đạt tới nhất định tích lũy sau liền sẽ đột phá một cảnh giới A. Đặc biệt ngư bức thật giả, thì cái kia võng hồng, cả ngày vai không thể khiên tay không thể nâng, còn có thể vào kính người nào để người ta có cái đại ca tốt đây, tân thủ kỳ liền đem nàng cho bao dưỡng, ban ngày thì ca ca, buổi tối là lão công. Nếu như nàng đại ca tốt có thể giúp nàng vào kính, vậy cái này đại ca tốt chiến đấu lực lại có bao nhiêu mạnh? Ngươi không gặp trước mấy ngày hắn đánh giết phía tây hải đảo chủ cái kia cấp độ SSS sinh vật A, hai ba lần thì liền đem nó cho chơi chết, khẳng định so vào kính còn mạnh hơn A. Ai, ta cũng rất xinh đẹp, ta cũng muốn một cái đại ca tốt. Ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, liền nghe đến cá heo cảnh báo, ra đa vậy, tích tích tích, vang lên không ngừng, Diệp Xuyên lập tức thi triển cùng đồng tử truyền vật, thì nhìn đến dưới đáy biển lít nha lít nhít cự sĩ xa, đủ có vài chục vạn cái nhiều, thì ở vào rùa biến phía dưới, hai bên nhanh chóng xoay tròn lấy, lúc nào cũng có thể cho rùa biến nhất kích trí mệnh, nhiều như vậy cự sĩ xa, mặc dù chỉ là cấp A, nhưng là đồng thời công kích hải quy đảo, cái kia cũng xác thực đầy đủ rùa biến uống một bình cái này mẹ nó không phải liền là cá mập biển chiến thuật a đại ca đây là cái gì tình huống tiểu phi long mấy người cũng đã nghe tin mà đến nghi hoặc hỏi phía dưới có vài chục vạn cái cự sĩ xa tại đối với chúng ta nhìn chăm chăm. diệp xuyên trực tiếp mở miệng nói ngoài tàu cái này mẹ nó là nhóm cá mập khai hội a tiểu phi long khó có thể tin kêu lên cái này mẹ nó là lại thương lượng làm sao ăn chúng ta a mặc kệ bọn hắn suy nghĩ cái gì tóm lại ta cho rằng chúng ta vẫn là không cùng bọn hắn truyền đấu tốt, bằng không lại là một trận ác chiến. Diệp Xuyên lắc đầu, để cá heo tiến vào hải đảo bên trong lưu hà về sau, phân phó rùa biến thi triển huyền phù thuật, chậm rãi hướng về giữa không trung mà đi. Tiểu Phi Long nhưng lại xoa cầm, thấp giọng phân tích nói, quan trọng chuyện này, Quy Huynh trước mắt chỉ có thể lên tới cao hơn 2 mét, nhưng là cự sĩ sa một khi nhảy dựng lên, cái kia chính là Ai u ngọa tào, lời còn chưa dứt, chỉ thấy rùa biến lấy một loại có thể so với tốc độ ánh sáng tốc độ lao ra, dù là mọi người tại vòng phòng hộ bên trong, trong nháy mắt đó trùng kích đều nhường mấy người có chút đứng không vững, trọn vẹn đi qua mấy cái dây mới xem như vững vàng xuống tới. Blueber mất hoa quả lúc đó thì kinh ngạc kêu lên, trời ạ, à, ca ca, đây là chuyện gì xảy ra, đây là ta rùa một cái năng lực, tại lơ lửng trên cơ sở, tốc độ có thể đạt tới 1.000 hải lý mỗi giờ. Diệp Xuyên giải thích nói, Bất quá bây giờ lời nói, nó duy trì nửa giờ lơ lửng, cũng chỉ có thể lao ra 500 hải lý, nhưng vung những thứ này cự sĩ xa, vẫn là có thể, ngư bức đại. Tiểu Phi Long hưng phấn mà nói ra, bất quá đại ca, nếu như dưới loại tình huống này, ngươi lại sử dụng hải đảo tên lửa đẩy, có thể hay không càng nhanh, từng. Diệp Xuyên sững sờ, có vẻ như thật có thể thực hiện, ngay sau đó lập tức lại tăng thêm một cái hải đảo tên lửa đẩy, quả nhiên, hải quy đảo tốc độ lại lần nữa tăng lên, trực tiếp biến thành 2.000 hải lý, giờ, dù cho có vòng phòng hộ tồn tại, cũng có thể nghe đến loại kia khủng bố tiếng gió, cùng với thỉnh thoảng xuất hiện tia lửa, tự hồ là vòng phòng hộ ma sát không khí sinh ra, mẹ, thoải mái. Nửa giờ, trọn vẹn lao ra hơn 1.000 hải lý, ngay sau đó rùa biến lại lấy mỗi giờ 90 hải lý tốc độ tiến lên, thì lộ ra chậm như ốc sên thì coi như chúng ta một mực ấn theo tốc độ này tiến lên, những cái kia cự sĩ xa cũng không có khả năng đuổi được chúng ta. Diệp Xuyên cười tủm tỉm nhìn về phía trước đại hải, không biết bọn họ là tự phát tụ tập, vẫn là nhiều quốc liên minh dưỡng, nhiều như vậy, mấy trăm ngàn điều, làm sao có thể sẽ là tự phát tụ tập, đoán chừng là nhiều quốc liên minh định cho chúng ta một kinh hỷ. Triệu Phi Vũ lắc đầu nói, có điều, liền xem như nhiều quốc liên minh, cũng khẳng định không nghĩ tới chúng ta tốc độ lại nhanh như vậy có lẽ bọn họ cũng đã dự đoán được chúng ta đến duy trì địa điểm thời gian. Bất quá bây giờ, chúng ta chí ít có thể lấy sách trước một ngày nữa, đại khái sáng mai liền có thể đến A, à, một chút lao ra xa như vậy. Nhiều quốc liên minh trong lúc nhất thời định vị không đến chúng ta vị trí, khả năng còn cho là chúng ta đã bị răng cưa bầy cá mập cho nuốt, chúng ta ngược lại là có thể đánh bọn hắn một cái ra bất ngờ, ha ha ha, tiểu phi long đánh cái búng tay, không khỏi hưng phấn mà nói ra thoải mái, vì cái gì ta cảm giác, phía trước cũng là tiến vào nhiều quốc liên minh duy trì cửa vào. Diệp Xuyên lại chăm chú nhìn phía trước, thấp giọng nói ra, "Chương 474, cái gì song bào thai, chúng ta là cha con a." À, mấy người sững sờ, không khỏi quay đầu nhìn về phía trước, đã thấy có hai cái giống nhau như đúc trung niên nam tử, phân biệt đứng tại một cái to lớn sinh vật biển trên thân, tại mọi người nghi hoặc nhìn lấy hai người lúc hai người cũng tại nghi hoặc nhìn lấy bọn hắn, cái kia hai cái sinh vật biển, tự hồ cũng là cấp độ SSS. Triệu Phi Vũ không khỏi nghiêm túc nói ra, hai người này cũng đều là vào kính cao thủ, vậy bọn hắn thì khẳng định là nhiều quốc liên minh người. Tiểu Phi Long đánh cái búng tay, đại ca, ngươi tới đối phó đôi này xong bào thai, chúng ta tới đối phó cái này hai cái cấp độ SSS sinh vật biển, nói, rùa biến đã đi tới hai người trước mặt, bên trong một người không khỏi trầm giọng hỏi, các ngươi đến sớm một ngày, không là các ngươi tính toán sai. tiểu phi long cười ha hả nói ra, không nghĩ tới nhiều quốc liên minh vẫn rất tôn trọng chúng ta, mời hai huynh đệ các ngươi nên đón chúng ta, chúng ta là hai cha con. người kia lần nữa mở miệng nói, hai cha con, giống nhau như đúc. tiểu phi long một mặt mộng bức, cái kia ngươi cái này gian cũng quá mẹ nó ngưu bức a, à. ngươi lại sai, ta là nhi tử tiểu robert, đây là cha ta robert. Tiểu rau bớt tức giận nói ra, ta thực sự rất hoài nghi, thì các ngươi cái này ai quy, cũng có thể đoàn diệt phía tây hải đảo chủ, diệt trương hổ đại thúc, đại ca, nhìn đến A, à, bọn họ người ngoại quốc luôn luôn như thế kỳ hoa, còn không coi ai ra gì. Tiểu phi long đều nhanh mờ mịt, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu, tính toán, ngược lại các ngươi lập tức sẽ chết, ta cũng không cùng các ngươi nói chuyện tào lao, chết, là các ngươi. Rau bớt lúc này lạnh lùng nói, đối với hải quy đảo duỗi bàn tay, chỉ thấy cái kia to lớn sinh vật phóng lên tận trời, đối với hải quy đảo hung hăng oanh đi lên, tới đi. Rùa biến còn không có xuất thủ, tiểu phi long đã cười ha ha lấy mảnh liệt bắn mà ra, trường đao trong tay chợt lóe lên rồi biến mất, đối với to lớn sinh vật hung hăng chặt chém đi xuống, rốt cuộc chỉ là vào kính cao thủ, đối mặt cấp độ SSS sinh vật vẫn là yếu mấy phần, cứ việc ngừng lại to lớn sinh vật trùng kích. Tiểu Phi Long cũng bị đánh bay trở về, may mà loại trình độ này trùng kích, đối với hắn mà nói cũng không lo ngại, cái này hai cái to lớn sinh vật, đều dài đến dị thường xấu xí, bất quá lực lượng 10 phần khủng bố, vì để sáu người có thể biết người biết ta, Diệp Xuyên vẫn là hỏi thăm hệ thống bọn họ tên, hệ thống cũng lập tức cho ra đáp án, khát máu cự ma, cấp độ SSS lục địa sinh vật, trưởng thành kỳ, đối với máu tươi vô cùng mẫn cảm, hội làm chúng nó biến đến càng thêm cuồng bạo, kỹ năng, nện nước bạo kích. Diệp xuyên nhíu mày, đưa chúng nó tư liệu nói cho mọi người điều này cũng làm cho mọi người có chút mộng bức danh tự cũng quá mẹ nó qua loa a hơn nữa còn mẹ nó đặc biệt khó nghe đừng quản nó khó nghe không khó nghe giết bọn nó sao cái gì đều mạnh Diệp xuyên từ tốn nói các ngươi có thể lên lưu soái vi vi ta mang các ngươi hai cái giải quyết bên trong một cái vũ ca cùng hồng anh tỷ mức hoa quả giải quyết một cái khác tiểu phi long chuyển động trường đao nói lại lần nữa cười ha ha lấy lao ra, Diệp Xuyên thì là một cái lắc mình, đi tới vòng phòng hộ phía trên, đối với hai người vạch vạch ngón tay, trước đó lão già kia, là bị ta xử lý, phụ tử các ngươi hai người, đồng dạng hội chết trên tay ta, ta rất thưởng thức ngươi tự tin, bất quá ngươi có thể chết trong tay chúng ta, cũng coi là ngươi vinh hạnh. Tiểu rau bớt nói, hai người trong tay xuất hiện một thanh giống như đúc trường đao, ngay sau đó nổ bắn ra mà đến, đồng thời đánh phía Diệp Xuyên trường thương xuất thủ, Diệp Xuyên chợt quát một tiếng, lấy một chọi hai, ba người trong nháy mắt đối banh cùng một chỗ, hai người một cái vào kính sơ kỳ, một cái vào kính hậu kỳ, 40 năm đến một mực đợi cùng một chỗ, ăn ý trình độ cho dù là song bào thai thân huynh đệ đều không thể cùng bọn hắn đánh đồng, trong nháy mắt chỗ bạo phát đi ra lực lượng, cho dù là vào hóa cảnh giới Diệp Xuyên trong lúc nhất thời đều có chút khó có thể chống cự, tại phòng ngự trên cơ sở tương ứng tiến công, dùng cái này đến quen thuộc bọn họ công pháp thói quen. Hai cha con tuy nhiên chiến đấu lực cực kỳ cường hãn, nhưng là đối mặt Diệp Xuyên, lại có một loại sách không lên lực lượng cảm giác cảm giác, mặc kệ bọn hắn tiến công nhiều sao mãnh liệt, đối phương đều có thể trong nháy mắt phòng ngự được, cũng bởi vậy Minh Bạch Trương Hổ Đại Thúc vì sao lại chết ở trong tay bọn họ. Chẳng những cái này gia hỏa đã đạt tới vào hóa cảnh giới, thì liền dưới tay hắn đám người này, chiến đấu lực cũng đều đã nhập cảnh, khủng bố như thế một thế lực, nhiều quốc liên minh lại là tại đông tây phương chiến đấu thời điểm mới phát hiện bọn họ nếu như sớm một chút phát hiện bọn họ tại bọn họ còn không có trưởng thành thời điểm trực tiếp đem bọn hắn cho xử lý cái kia chẳng phải đơn giản nhiều ầm cũng chỉ là vừa xuất thần nhi trống rỗng dịp xuyên trường đao đã ầm vang mà lên hung hăng nện ở tiểu bớt trên thân cứ việc tiểu robert hoành đao đón đỡ thế nhưng lực lượng kinh khủng vẫn là đem hắn cho nện xuống nhập nước biển bên trong phốc chỉ là tại rơi vào trong biển trong nháy mắt tìm tàng tại trong nước biển đồn bỗng nhiên hướng phía trước đâm một cái, vừa nhọn vừa dài số mệnh chi sừng gần như chọc thủng hắn bắp chân, đau tiểu ro bớt kêu thảm một tiếng, đối với phía dưới mạnh mẽ vung đao, ngay sau đó nhanh chóng hướng về phía trên bắn tới, trực tiếp ghé vào vòng phòng hộ phía trên, rốt cuộc không có động tĩnh, nhi tử. Bị dịp xuyên đánh bay ra ngoài xa mười mấy mét, vừa vặn rơi vào tiểu ro bớt một bên, nhìn lấy nằm rạp trên mặt đất, đầu lưỡi cuối ở bên ngoài, muốn động đậy cũng không nổi tiểu Robert, Robert hai mắt trợn lên, trống to, hắn làm không rõ ràng, cũng chỉ là bị nện nước vào bên trong, làm sao tới liền thành bộ dáng này, bị thủy mẫu cho chích, nhi tử. Robert lại là gầm lên giận dữ, chỉ là dịp xuyên đã oanh kích tới, cái kia lực lượng kinh khủng từ trên trời giáng xuống, tự hồ là muốn đem hắn trong nháy mắt chém đầu, Robert một tiếng bạo hống, toàn thân tất cả lực lượng ngưng tụ tại trên trường đao, một đao hung hăng hướng về không trung chém tới, chỉ là tại hắn cho rằng khủng bố vô cùng một đao, lại bị dịp xuyên dễ như trở bàn tay ngăn cản, ngay sau đó một chân đá ra, trực tiếp đem Robert cho đạp bay ra ngoài, Robert thân thể giữa không trung nhanh chóng xoay tròn lấy, cuối cùng vững vàng rơi ở trên mặt nước, vừa hay nhìn thấy dịp xuyên trường đao hung hăng hoa hướng tiểu Robert, trực tiếp đem chặt đứt tứ chi, hung hăng ném về phía hải quy đảo bên trong, không. Robert thân thể rung lên, vô tận bi vẫn vào thời khắc ấy hóa thành lực lượng kinh khủng, vọt thẳng hướng vòng phòng hộ đỉnh chóp, hai tay cầm đao, đem toàn bộ lực lượng đều ngưng tụ tại trên trường đao, vanh ra có thể so với vào kính cường giả nhất kích, chết đi. Cho bớt hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu không gì sánh được, gần như đem sinh mệnh lực đều thiêu đốt đi ra, đi ngươi mụ. Diệp xuyên lạnh hừ một tiếng, thân thể lăng không chuyển một cái, trường thương trong nháy mắt nổ bắn ra một đạo nhàn nhạt mũi thương, đánh vào lưỡi đao phía trên, đinh, dòng vang truyền đến, lưỡi đao đối mũi thương, trường đao vừa nhanh vừa mạnh, lại bị một kích này cho oanh thành hai đoạn, mũi thương vẫn như củ thẳng tiến không lùi, đâm về Robert cổ họng, chương 475, đừng giết ta, giết ta nhi tử đi, trong nháy mắt đó, Robert tự hồ đã nhìn đến chính mình thi thể tách rời xuống tràn, lại thêm tiểu Robert bị trọng thương, hắn đã tìm không thấy sinh tồn đi xuống ý nghĩa, trực tiếp trơ mắt nhìn lấy mũi thương oanh đến mà đã không còn bất kỳ động tác gì, ầm, uhm, chỉ là... Cái này khủng bố như thế nhất kích lại tại sắp đánh trúng rau bớt lúc thay đổi tuyến đường, đi tới bả vai hắn chỗ, nương theo lấy máu tươi tung bay, rau bớt cánh tay phải trong nháy mắt bị chém xuống, ngay sau đó trường thương hướng một bên quét tới, hung hăng oanh ở trên người hắn, đem hắn cũng nện vào hải quy đảo phía trên, tại tiểu rau bớt rơi xuống đất trong nháy mắt, liền bị thụ vương dùng rễ cây trói gô, mà rau bớt giờ phút này cũng không có chạy thoát dạng này vận mệnh, càng là khiến rau bớt sắc mặt đại biến trù biến bản thân liền là cấp độ SSS chiến lực sinh vật biển, không nghĩ tới hải quy đảo phía trên đồng dạng tồn tại cấp độ SSS lục địa sinh vật, chúng ta quả nhiên xem thường ngươi, hiện tại tỉnh ngộ lại chẳng phải là đã muộn. Diệp Xuyên cười tủng tỉm nói ra, thực các ngươi cũng đã chết, như vậy các ngươi ro bớt gia tộc như thế tốt đẹp gian chẳng phải là thì uổng phí hết, bất quá bây giờ, ta đột nhiên nghĩ đến một cái điều hòa biện pháp, thì là các ngươi đem bọn ngươi tất cả mọi thứ toàn bộ giao dịch cho ta, đem đổi lấy các ngươi hai cái tánh mạng, nằm mơ. Tiểu rau bớt gần như trở thành nhân côn, lạnh lùng xông lấy dịp xuyên nôn ngụm nước bọt, chúng ta cho dù chết, cũng sẽ không đem đồ vật giao cho ngươi, ngươi vẫn là chết cái ý niệm này đi, nhi tử. Rau bớt hung hăng trừng tiểu rau bớt liếc một chút, chẳng lẽ ngươi thật đánh tính toán để chúng ta gia tộc, như vậy đoạn tuyệt tại hai người chúng ta trong tay sao, thế nhưng là... Tiểu rau bớt khẽ giật mình, hắn dù sao đã trở thành nhân côn, coi như sống sót cũng là sinh hoạt không thể tự lo liệu lão cha chẳng lẽ là dự định đem chính mình biến thành sinh để máy móc chúng ta đáp ứng ngươi không giống nhau tiểu robert lại nói cái gì robert lập tức lớn tiếng nói ra siêu cấp tấm phẳng thì sau lưng chúng ta trong ba lô diệp xuyên nhúng vai tại thụ vương khống chế xuống lập tức đem trong ba lô siêu cấp tấm phẳng lấy ra siêu cấp tấm phẳng bên trong có một cái trữ vật cột tại hải đảo chủ vào kính về sau tương đương với cho hải đảo chủ một cái phúc lợi, cũng coi là một cái phòng trộn biện pháp. Diệp Xuyên căn cứ bọn họ nhắc nhở điền mật mã vào, rất nhanh 16 cách trữ vật cuộc hiện ra tại hắn trước mặt, làm cương tinh thạch, chiến hạm, cơ sở vật tư, không thiếu gì cả. Bất quá để Diệp Xuyên cảm thấy kinh ngạc là, hai người trữ vật cuộc bên trong thế mà đều có năm, sáu tấm tàn khuyết tàn bảo đồ. Diệp Xuyên không khỏi hỏi, các người hai cha con có phải hay không còn đề phòng lẫn nhau đây, đều có năm, sáu tấm tàn khuyết tàn bảo đồ thế mà nhạc giọng nói tiếp cận thành một tấm bản đồ bảo tàng có lẽ cái này tấm bản đồ bảo tàng bên trong thì có thể tìm tới nhập hóa bí mật cũng sẽ không rơi vào hiện tại xuống tràn đâu cái gì robert biến sắc khó có thể tin nhìn về phía tiểu robert tiểu robert lúc này có một loại cảm giác tuyệt vọng cảm giác đồng thời không có bất kỳ cái gì phản ứng ngay sau đó dịp xuyên lập tức đem tất cả mọi thứ toàn bộ giao dịch tới lúc này mới nhìn về phía cùng tiểu phi long bọn họ chiến đấu hai cái khác máu cự ma các ngươi sủng vật có phải hay không cũng để bọn hắn dừng tay robert nhìn xem mấy cái hải lý bên ngoài đang chiến đấu song phương không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu đó thật là xin lỗi cái này hai cái cự ma thấy máu hung tính đã hoàn toàn bạo phát đi ra căn bản không có cách nào để chúng nó dừng tay mà lại bọn họ cũng không phải chúng ta sủng vật chỉ là trong lúc vô tình hàng phục về sau thành vì chúng ta chiến đấu đồng bọn cái này ta thì mặc kệ, chuẩn bị tốt lên đường sao? Diệp Xuyên hơi hơi nhún vai, ngay sau đó nhấp nhô hỏi, cái này khiến cho bớt sắc mặt đại biến, lập tức lớn tiếng chất vấn, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi vừa mới không phải đã đáp ứng không biết giết chúng ta a, à? không giết các ngươi, là vì để cho các ngươi Robert bớt gia tộc không đến mức đoạn hậu thay, có thể các ngươi hai cái đại nam nhân, sống một cái là được. Diệp Xuyên buông tay nói ra, cho nên, ta dự định lưu lại tiểu ro bớt, đem ngươi cho đưa đi, ngươi có thể lựa chọn lưu lại ta, đem ta nhi tử giết. Robert bớt vội vàng nói, ừm. Diệp xuyên sững sờ, đều nói hổ dữ không ăn thịt con, cái này hỗn đảng, lại muốn lấy hy sinh nhi tử, lưu hắn lại, ta nhi tử không có tứ chi, sinh hoạt không thể tự lo liệu, sống sót cũng là chịu tội, ta chỉ là đoạn một cánh tay, có thể tự gánh vác. Robert bớt lớn tiếng nói, ta nhi tử cũng đã sớm không muốn sống lấy, ngươi liền xin thương xót, giúp hắn giải thoát đi, ta cái này người, hận nhất cũng là tham sống sợ chết người, đi ngươi." Diệp Xuyên lạnh hừ một tiếng, ngay sau đó cấm kỵ chi thương đổi lại trường đao, giơ tay chém xuống, đưa Robert trên đầu thiên, ngay sau đó thi thể cũng bị thụ vương hung hăng vung ra trong biển rộng, "Tiểu Robert, ta lưu ngươi một mạng, ngươi cao hứng a." Nhìn lấy Robert, Diệp Xuyên cười tủm tỉm hỏi, "Vì báo đáp ta?" Ngươi có phải hay không cần phải nói cho ta như thế nào tiến vào nhiều quốc liên minh duy trì Nhiều quốc liên minh đen trắng điên đảo Tại chỗ này đợi đến nửa đêm 12 giờ Ngươi tự sẽ biết như thế nào tiến vào Tiểu ro bớt ánh mắt sáng tối chập chờn, Chủ cục lấy mí mắt đem hết thảy đều nói cho Diệp Xuyên Good boy, đưa ngươi rời đi Diệp Xuyên không khỏi cười ha ha một tiếng Ngay sau đó vung tay lên Thủ vương lại lần nữa vung vẫy Đem hắn đưa về đến đến 10 hải lý bên ngoài trong biển rộng Lúc này, Diệp Xuyên mới nhìn hướng đang chiến đấu song phương, vào kính về sau sáu người, chiến đấu lực cấp tốc tăng vọt, riêng là cơ hồ không có đánh qua mấy lần trận chiến Bloober mức hoa quả cùng liễu Diệp Vi Vi, tại hắn mấy người chỉ huy phía dưới cũng đánh ra dáng. Khát máu cự ma giờ phút này hai tay không ngừng nện gõ lấy mặt nước, cơ hồ mỗi dùng lực nện gõ một chút, mặt biển liền sẽ bột phát ra vô số thủy Tiển oanh kích mấy người, loại này phạm vi lớn quần thể công kích tuy nhiên sức mạnh công kích hội giảm thiếu không ít, nhưng là tỷ lệ chính xác lại có thể tăng lên rất nhiều, may ra mấy người phối hợp còn tính là có chút ăn ý, tạm thời ngược lại là không có cái gì trở ngại, Diệp Xuyên không tiếp tục đi để ý tới song phương chiến đấu, rốt cuộc đây là bọn họ vào kính đến nay để nhất tràn chiến đấu, vẫn là phải thật tốt ma luyện một chút, mặc kệ là chiến đấu lực vẫn là ăn ý, hoặc là cách đấu kỹ đều nên hệ thống này tiến hành một lần luyện tập mới có thể ở sau đó cùng nhiều quốc liên minh chính thức trong chiến đấu lấy phải chủ động. Sau đó, Diệp Xuyên trực tiếp nằm tại bãi cát trên ghế, một bên uống vào Rio, một bên yên tĩnh mà nhìn xem 6 người chiến đấu, kiểm trắc đến hệ thống còn chưa ký tên, phải chăng ký tên, ngay tại lúc này, buổi sáng 6 giờ, hệ thống thanh âm cũng theo đó mà đến, ký tên. Diệp Xuyên cười tủm tỉm nói ra, ký tên thành công, Chúc mừng ký chủ thu hoạch được tiến hóa giá trị 2.000 điểm, siêu cấp sóng xung kích một hệ thống thanh âm theo tới mà đến. Cái này khiến Diệp Xuyên thần sắc nhất động, lại tới một cái siêu cấp sóng xung kích. Hệ thống A, ngươi vẫn là rất ra sức, một chút năm cái sóng xung kích, cái này đối kháng nhiều quốc liên minh, xem như kế hoạch. Diệp Xuyên cười ha ha một tiếng, trực tiếp khen lên hệ thống, chương 476, phi vũ bọn họ, chỉ là hài tử A bất quá hệ thống không biết có phải hay không là đối diệp xuyên bất đắc dĩ trực tiếp liền không có ý diệp xuyên diệp xuyên cũng không để ý tiếp tục xem song phương chiến đấu náo nhiệt đại khái hơn nửa canh giờ tiểu phi long gầm lên giận dữ hướng về không trung vội xong mà đi ngay sau đó đột nhiên rơi xuống trường đao miễn cưỡng sát qua thị huyết cự ma mở ra miệng to như chậu máu từ cổ họng chỗ hung hăng hướng về phía dưới vạch tới trực tiếp đem đối phương cái bụng cho lột ra Thị huyết cự ma nhất thời ngửa mặt lên trời kêu thảm không ngừng, chỉ là hết thảy tựa hồ cũng kết thúc, thị huyết cự ma ngủ tạng lục phủ gần như toàn bộ chảy ra, tanh hôi không gì sánh được, mà hắn cũng rốt cục vô lực hướng về trong biển lặng xuống, cuối cùng hết thảy đều tiêu tán thành vô hình, một phương khác, Triệu Phi Vũ cũng tại hai người phối hợp xuống hoàn thành đối với cấp độ SSS sinh vật giết, song song trở lại Hải Quy đảo phía trên, đem hai khỏa nội đang vứt trên mặt đất, thật sự là không dễ dàng a. À ba người chúng ta vào kính cường giả liên thủ thế mà chém giết lâu như vậy mới xem như kết thúc nửa giờ a à, xem như nửa giờ ra mặt đi dịp xuyên hơi hơi nhúng nhúng vai blueber mất hoa quả không khỏi cười hì hì nói ra ca ca ta hiện tại cuối cùng là biết ngươi tại cùng những sinh vật này chiến đấu thời điểm có nhiều mệt mỏi ta hiện tại đều cảm thấy đặc biệt rã rời bất quá ta bây giờ nghĩ giúp ngươi đấm bóp lưng xoa xoa vai có tốt hay không đến a à thứ bảy đều muốn chuẩn bị tốt điểm tâm. Diệp Xuyên tức giận nói ra, ta vừa mới được đến tiến vào nhiều quốc liên minh phương pháp, tự hồ là nửa đêm 12 giờ mới có thể đi vào, ngược lại chỗ này cũng không có việc khác, vậy chúng ta liền đợi đến thôi. Tiểu Phi Long cười hì hì nói ra, vừa vặn làm làm nghỉ ngơi một chút, ăn cơm trước đi. Diệp Xuyên gật đầu, không tiếp tục nhiều lời, chỉ là vừa ăn cơm xong không bao lâu, blueber mức hoa quả đột nhiên kinh ngạc nói ra, trời ạ, à, ca chúng ta phía trên tin tức, phía trên tin tức không bình thường. Tiểu Phi Long sững sờ, phía trên tin tức bình thường, mấu chốt là nhiều quốc liên minh tuyên bố. Blueber mất hoa quả nói, đưa điện thoại di động đưa cho Diệp Xuyên. Diệp Xuyên lập tức tiếp nhận nhìn một chút, lại là nhiều quốc liên minh tuyên bố thanh minh, đem chính mình bọn người nhận định là so trên biển kẻ cướp đoạt còn thúi hơn tên chiêu lấy ác nhân, dự định hợp toàn bộ nhiều quốc liên minh chi lực, Diệp đi lấy Diệp Xuyên cầm đầu hát ác thế lực, hơn nữa còn sẽ ở Diệp Xuyên chờ người tiến vào nhiều quốc liên minh thời điểm, trực tiếp tiến hành toàn phương vị trực tiếp. Cái tin tức này phía dưới, cửu châu hải đảo chủ cùng nước ngoài hải đảo chủ cũng đã làm cho túi bụi. Nhiều quốc liên minh thật sự là phát rồ, đem đại biểu chúng ta cửu châu hải đảo chủ phát ra tiếng tân thủ lão đại làm thành hát ác thế lực, hại. Nhiều quốc liên minh làm khống chế hải dương thế giới ngoại hải tồn tại, đó là ngưu bức giường nào tồn tại, bọn họ muốn xuất thủ mấy người này chỉ sợ là lạnh, đi ngươi mã, ngươi làm sao khẳng định như vậy hội lạnh, bọn họ chiến đấu lực thế nhưng là rõ như ban ngày, ngược lại ta chính là khẳng định, mà lại các ngươi cửu châu hải đảo chủ cũng nhanh chơi xong, sao thế, con mẹ nó, nhìn lấy những thứ này, Diệp Xuyên không khỏi cười lấy lắc đầu, thật sự là không muốn xem những thứ này người nói mò, trực tiếp đưa điện thoại di động ném cho blueber mức hoa quả, những thứ này người lời nói, chúng ta không cần để ý tới nhiều quốc liên minh đối với chúng ta có uy hiếp thì những người kia, ta có bí mật vũ khí, có thể đem bọn họ một mẻ hốt gọn, sau cùng chỉ để lại bảy cái trưởng lão cấp hải đảo chủ cùng với bọn họ minh chủ, thì tốt đối phó nhiều, bất kể như thế nào, ngược lại theo đại ca lăng lộn chuẩn không sai. Tiểu Phi Long cười hắc hắc lấy nói ra, đại ca, không cần để ý ngoại giới những cái kia ngôn luận, bọn họ biết cái gì, Diệp Xuyên hơi hơi nhún vai, cũng không có để ở trong lòng, đương nhiên cũng không có khả năng để ở trong lòng. Rốt cuộc trận chiến đấu này vô luận như thế nào đều là muốn tiến hành, luôn không khả năng nói bởi vì ngoại giới thanh âm liền từ bỏ. Vậy được cái gì, dù sao còn có phó bản nhiệm vụ ở bên trong đâu, người tử điểu triều phía trên, đi mẹ nó, thời gian cực nhanh, đảo mắt đã đến buổi tối, cả đám cơm nước xong xuôi, liền bắt đầu nhìn lên truyền hình, đồng thời chờ đợi nửa đêm đến. Diệp Xuyên không khỏi lại mở ra công cộng nói chuyện phím phòng nhìn một chút, có vẻ như mọi người cũng đang thảo luận trận này trực tiếp, ta đi, không phải đâu, nhiều quốc liên minh sinh hoạt địa phương thế mà như thế xinh đẹp, các ngươi nhìn trực tiếp a, à. cái này tự hồ là đang hướng Tân Thủ lão đại bọn họ thì uy a, à. nghe nói đã có ba cái trưởng lão cấp hải đảo chủ xuất thủ dự định đánh giết Diệp Xuyên chờ người, kết quả đều bị Diệp Xuyên bọn họ cho phản sát, nhiều quốc liên minh hiện tại cũng gấp, dự định tốc chiến tốc thắng, tại bọn họ tiến vào nhiều quốc liên minh duy trì liền lập tức xuất thủ tân thủ lão đại bọn họ thế nhưng là vì vì cửu châu đòi hỏi một cái công đạo mới đi hướng nhiều quốc liên minh ta hiện tại đều hy vọng có thể cùng bọn hắn cùng đi coi như đánh không lại nhiều quốc liên minh cũng là vì cửu châu cống hiến một phần lực lượng người ta thế nhưng là thế lực tà ác người đi đoán chừng liền trên biển kẻ cướp đoạt cũng không tính a à. ha ha mọi người trò chuyện náo nhiệt diệp xuyên cũng lập tức tìm tới phòng trực tiếp điểm vào xem liếc một chút nhiều quốc liên minh giờ phút này quả nhiên sáng như ban ngày lúc này ngay tại hướng tất cả hải đảo chủ triển lãm lấy chính mình lực lượng, mặc kệ là chiến hạm bình thường vẫn là siêu cấp hàng mẫu, hoặc là vô địch chiến hạm, đều lâm ly cực trí bày ra ở trước mặt mọi người, thì dạng này phối trí, đoán chừng cứu cực chiến hạm đi đều có đến mà không có về, Diệp Xuyên cũng là khinh thường cười một tiếng, thế mà còn hướng mình thị uy, chẳng lẽ là sợ, đợi đến các ngươi kiến thức chúng ta thực lực chân chính, liền biết đứng trước sức mạnh tuyệt đối, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là phí công. Cửu Châu, Triệu Thiết Sơn liên hệ đến Triệu Thiết Phong, hai người đã hai bên trao đổi ý kiến, chỉ là đối với Triệu Phi Vũ chuyện này, Triệu Thiết Sơn vẫn như cũ duy trì chính mình thái độ, cái kia chính là phản đối với những người này tiến vào nhiều quốc liên minh duy trì. Mắt thấy Triệu Thiết Phong còn vì bọn họ nói chuyện, Triệu Thiết Sơn không khỏi hừ lạnh nói, nhiều quốc liên minh có thể đứng vững vàng những năm này không ngã, làm sao có thể sẽ bị tiểu tử này mang theo mấy người thì giải quyết, lại nói nhiều quốc liên minh sau lưng, thế nhưng là có mấy cái lão bất tử kia chỗ dựa cơ hồ mỗi năm nhiều quốc liên minh đều sẽ hướng bọn họ tiến cống lượng lớn vàng bạc châu báu nếu như nhiều quốc liên minh bị diệt mất những cái này lão bất tử chịu từ bỏ ý đồ a cái này triệu thiết phong không khỏi nhướng mày ngay sau đó trầm giọng hỏi đại ca cái kia ngươi ý tứ là cùng nhiều quốc liên minh minh chủ liên hệ chuyện này cứ như vậy quên đi chúng ta cửu châu nguyện ý lui lại một bước triệu thiết sơn trầm giọng nói ra về công về tư, phi vũ mấy người bọn hắn bất quá đều là chút hài tử mà thôi a à. tốt, ta sẽ cùng minh chủ cầu tình, cửu châu làm hải dương thế giới trung kiên lực lượng, tin tưởng bọn họ nhất định sẽ cho chúng ta một bộ mặt. Triệu Thiết Phong nhét nhét miệng, cuối cùng gật gật đầu, cùng lúc đó, nửa đêm đã đến, chính ở bên ngoài nhìn chầm chầm tiểu phi long lúc này đột nhiên phát hiện phía trước dị dạng, không khỏi kinh ngạc trống to, chương 477, có thể so với vũ khí hạt nhân khủng bố đã kích chỉ thấy tại cảnh ban đêm chiếu rọi xuống, phía trước xuất hiện hai phiến to lớn môn, chợt nhìn đi lên giống như là cảnh không thực đồng dạng, vô cùng hư huyễn. Tại cái này hai cánh của lớn chung quanh, vô số cự sĩ xa xem ra tựa như là bị hấp dẫn đồng dạng, không ngừng mà theo trong nước nhảy vọt, muốn xuyên qua cái này hai cánh của lớn. Rất nhiều một loại cá chép vượt long môn đã thị cảm, dịp xuyên lạnh hừ một tiếng, trực tiếp mở miệng nói ra, mức hoa quả, người bắt đầu trực tiếp, a à, Blueber mất hoa quả sững sờ. Nhiều quốc liên minh bây giờ không phải là mở ra trực tiếp. Muốn để toàn bộ Lam Tinh cùng với Hải Dương thế giới tất cả mọi người biết đắc tội nhiều quốc liên minh xuống tràn a. Vậy chúng ta liền để mọi người biết. Nhiều quốc liên minh cũng không phải không thể chiến thắng. Diệp Xuyên từ tốn nói. Tốt. Blueber mất hoa quả hì hì cười một tiếng. Lập tức mở lên trực tiếp. Không mở ngu sao mà không mở. Chẳng những có thể cho mình tăng fan, còn có thể thu lễ vật cũng có thể thừa cơ tuyên truyền một chút bọn họ cái này tiểu đoàn đội, ba toàn Mỹ, cơ hồ tại nàng mở ra trực tiếp trong nháy mắt, trực tiếp tràn vào mấy triệu dân mạng, ngay sau đó dân mạng số lượng càng là hiện lên bao nhiêu tăng trưởng gấp bội lấy, hoa tử cùng đại hỏa tiễn soạt không ngừng, cơ hồ che khuất blooper mức hoa quả cái kia tuấn Mỹ dung nhan, có rất nhiều dân mạng là theo nhiều quốc liên minh phòng trực tiếp tới, rốt cuộc blooper mức hoa quả bọn họ bên này chỉ có thể coi là yếu thế quần thể mọi người tuy nhiên rất hy vọng nhìn đến nhiều quốc liên minh bên kia khí thế rộng rãi chiến đấu nhưng càng hy vọng theo Blueber mức hoa quả góc độ đến xem bọn hắn là như thế nào đối kháng Blueber mức hoa quả vẫn như cũ là trước đó loại kia ngọt ngào nụ cười thanh âm ngọt ngọt nói ra mọi người tốt ta là Blueber mức hoa quả ta đối diện cái này phiến cửa lớn cũng là tiến vào nhiều quốc liên minh cửa lớn mọi người đoán được không sai chúng ta lập tức liền muốn tấn công nhiều quốc liên minh ngoại tào đây cũng quá kinh bạo mức hoa quả, ngươi là ta gặp qua lớn nhất loại nữ nhân. Lúc trước còn có người nói đức bắt cốc để cho các ngươi tham dự cửu châu cùng phía tây hải đảo chủ chiến đấu. Kết quả các ngươi chẳng những tham gia, liền nhiều quốc liên minh đều muốn diệt đi. Từ đó đường chuyển phấn nữ trực truyền bá ta chỉ nhận blueber mức hoa quả. Nhiều quốc liên minh thực lực phi thường khủng bố, mà lại tuyên bố hội đem các ngươi giết chết. Các ngươi thật đánh tính toán cùng bọn hắn cứng đối cứng sao? Tuy nhiên ta rất ủng hộ ngươi có thể ta cảm thấy loại hành vi này rất không não, cái kia nói hay không, ta chỉ có thể soạt cái hoa tử. Đám dân mạng soạt bình phong tốc độ cơ hồ khiến người không nhìn thấy, đạt tới mỗi phút đồng hồ mấy triệu điều trình độ, phòng trực tiếp quan sát nhân số cũng trực tiếp đột phá đến 300 triệu. Cảm ơn mọi người chống đỡ, chúng ta bây giờ thì muốn đi vào cái này phiến cửa lớn, cũng không biết tiến vào mặt khác một cái duy trì còn có hay không tín hiệu. blueberry mức hoa quả hít sâu một hơi, hết sức nghiêm túc nói ra, nếu như còn có tín hiệu, ta sẽ để bằng hữu giúp đỡ trực tiếp, bởi vì mức hoa quả cũng sẽ tham dự vào trong trận chiến đấu này. nếu như không có tín hiệu, cái kia cũng không quan hệ. mọi người cũng có thể theo nhiều quốc liên minh trực tiếp phía trên nhìn đến mức hoa quả chiến đấu. nói xong, Blueber mức hoa quả trực tiếp gọi tới bộ thị cự viên. từ khi có thủ vương về sau, cho dù là biến dị về sau dị thường hung tàn bộ thị cự viên đều không có tính khí. lúc này gặp Blueber mức hoa quả gọi nó lập tức sách môn sách môn chạy tới, quả thực xem như tìm tới chút tồn tại cảm giác. về sau, bộ thị cử viên bị blueber mất hoa quả dạy bảo một phen, để nó giúp đỡ tiến hành trực tiếp. ngược lại cũng chỉ là đem ống kính hướng phía trước chiếu chính là. đương nhiên trừ phần lớn thời gian muốn trực tiếp đại chiến đấu hình ảnh bên ngoài, chính yếu nhất chính là muốn đập blueber mất hoa quả. dù sao cũng là biến dị bản bộ thị cử viên, vẫn là có mấy phần ngộ tính, rất nhanh liền vào tay, ngay sau đó lập tức bắt đầu tiến hành trực tiếp soạt, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, rùa biến dùng cậy mạnh mở ra cái này hai cánh của lớn, đang ở vào ban ngày nhiều quốc liên minh nhất thời thu vào mọi người tầm mắt, diện tích cũng là vô hạn rộng lớn, đồ vật hai bên chí ít vượt ngang gần ngàn hải lý, hơn nữa còn có một số đảo nhỏ loại hình, thì ngay cả bầu trời đám mây đều là màu sắc rực rỡ, không thể không nói thật là lộng lẫy. Cơ hồ là hải quy đảo sông vào nhiều quốc liên minh trong nháy mắt đó, tất cả chiến hạm, siêu cấp hàng mẫu, cùng với vô địch chiến hạm phía trên tên lửa các loại sát thương tính vũ khí liền bắt đầu hướng về hải quy đảo anh kích mà đến diệp xuyên trực tiếp mở ra hai tầng thời gian hiệu lực tính phòng ngự lại tại huyền phù thuật trên cơ sở thi triển cực tốc cùng sử dụng phía trên hải đảo tên lửa đẩy dù sao chính mình cái này bên trong trang bị đủ dùng có thể sức lực tạo thôi chỉ muốn tiêu diệt nhiều quốc liên minh hết thảy đều là đáng giá loại kia tốc độ kinh khủng quả thực khiến đám dân mạng chấn kinh vạn phần cơ hồ đều nhanh thấy không rõ hải quy đảo bóng người, loại tốc độ này sợ là đã siêu việt tốc độ âm thanh A, mà mấy trăm ngàn khỏa tên lửa các loại kinh khủng tồn tại ầm vang mà đến, toàn bộ đánh vào hải quy đảo phía trên, loại kia khủng bố sức nổ trực tiếp đem hải quy đảo nổ tiếng sâu mấy trăm thước nước trong hầm, mà trong nháy mắt kích thích ngàn mét cao sóng lớn, càng là tại nổ tung sau đó vô tình đánh phía hải quy đảo. Hải quy đảo nhất thời giống như trong biển rộng một chiếc thuyền con, bị lấy hết thảy khủng bố tàn phá bừa bãi ngay sau đó lại nương theo lấy cổ này có thể so với vũ khí hạt nhân hủy diệt chi lực giống như sóng xung kích trở lại trên biển lớn cho dù là sông trọng phòng ngự vòng phòng hộ đều xuất hiện nhỏ nhẹ vết nứt chỉ sợ xuống một đạo công kích đến tới trước thì sẽ trực tiếp nổ rớt vừa mới thật sự là quá kinh khủng cái này cái hải đảo thế mà phòng ngự ở mấy trăm ngàn khỏa tên lửa cùng với sóng xung kích tập kích trách không được dám cùng nhiều quốc liên minh khiêu chiến người ta là thật có khiêu chiến nghi tiền vốn a chỉ bằng cái này vòng phòng hộ đều không phải là ai cũng có thế đối kháng không biết nữ thần có hay không phản kháng thủ đoạn nếu như chỉ là như vậy vậy bọn hắn sợ là cũng không đáng chú ý ai trợ giúp nữ thần cầu nguyện a à. ngược lại ta là đúng nhiều quốc liên minh không cảm giác có lẽ là vì cùng ngoại giới liên lạc thuận tiện cái này duy trì tín hiệu cũng không có bị cắt đứt bộ thị cự viên thực hiện chính mình chức trách đem vừa mới cái kia khủng bố một màn cho toàn bộ trực tiếp xuống tới mà trên chiến hạm vừa mới cùng triệu thiết sơn thông hết lời nói, đồng thời nhìn lấy Bluber mức hoa quả cùng nhiều quốc liên minh trực tiếp triệu thiết phong. lúc này tâm lý đã sớm dâng lên vô số sóng to gió lớn, hắn coi dám lại trì hoãn, lập tức cho nhiều quốc liên minh minh chủ ogulovi gọi điện thoại. ogulovi không khỏi cười lạnh, trực tiếp dẻo dẻo nói, cái này không là bằng hữu ta triệu thiết phong a, làm sao đột nhiên lúc rảnh rỗi gọi điện thoại, minh chủ đại nhân, còn mời ngài buông tha phi vũ bọn họ. Triệu Thiết Phong trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, tuy nhiên bọn họ làm ra vi phạm nhiều quốc liên minh sự tình, thậm chí còn dám đối nhiều quốc liên minh xuất thủ, nhưng mời ngài xem ở ta Cửu Châu trên mặt mũi, buông tha bọn họ, ngươi cảm thấy, khả năng này a. À. Ogulovi cười lạnh nói, những năm gần đây, ngươi có thấy người nào dám can đảm cùng nhiều quốc liên minh đối kháng a, à, cho nên ta mới thỉnh cầu ngài tha thứ, mà lại ta Cửu Châu nguyện ý lui lại một bước hướng nhiều quốc liên minh lấy ra năm nơi quặng mỏ. Triệu Thiết Phong trầm giọng nói, lui 10.000 bước giảng, bọn họ chỉ là chút hài tử A, chúng ta đại nhân chấp nhặt với hài tử làm gì, chương 478, siêu cấp sóng xung kích, chấn kinh thế nhân, năm nơi quặng mỏ, có thế bù đắp được chúng ta lần này tổn thất. Ogulovi cười lạnh, 10 nơi, 10 nơi quặng mỏ. Triệu Thiết Phong sắc mặt phát lạnh, lập tức sửa lời nói, nói, Hải quy đảo đã cách nhiều quốc trụ sở liên minh chỉ còn lại có hơn 300 hải lý. Ogulovi không khỏi vừa cười vừa nói, chờ bọn hắn tiến vào 100 hải lý bên trong, ta sẽ mệnh người lại tiến hành một lần công kích. Nếu như đến thời điểm bọn họ còn có thế ngăn cản được, ta sẽ cân nhắc ngươi đề nghị, minh chủ đại nhân, ngài làm là như vậy không là có chút quá khi dễ người. Triệu thiết phong ngữ khí dần dần biến đến băng lãnh, liền xem như hài tử, mọi thứ cũng là cần muốn trả giá đắt. Ogulovi từ tốn nói, cho nên, bọn họ chết không chết, cũng chỉ có thể xem thiên ý. Triệu thiết phong sắc mặt phát lạnh, nghiến răng nghiến lợi, lại không nói lời nào, mà nương theo lấy mặt biển dần dần gió êm sóng lặng, không đến nửa giờ thời gian, hải quy đảo đã tiến vào nhóm chiến hạm 100 hải lý bên trong, mà Ogulovi cũng mười phần hết lòng tuân thủ hứa hẹn, lại một lần đại phạm vi công kích bắt đầu, mắt thấy mấy trăm ngàn khỏa tên lửa, bên trong còn kèm theo lưu đạn pháo, Đại bác các loại một hệ liệt hỏa lực còn như tử thần lưỡi hái đồng dạng ầm vang mà đến Một đám dân mạng một trái tim đều đã nhấc đến cổ họng bên trên Rất hiển nhiên lần này công kích còn muốn so với một lần trước càng thêm hung mảnh Ta thiên A, à, dạng này hỏa lực đừng nói cái này hải đảo Liền xem như nửa cái cửu châu cũng phải bị hủy hoại chỉ trong chốc lát A à. Nữ thần bọn họ đến cùng là làm sao nghĩ Vì cái gì còn không ra tay Liền xem như phản kích cũng có thể A à. Nhiều quốc liên minh thật không phải vài thứ lấy mạnh hiếp yếu, nếu như nữ thần bọn họ trong trận doanh có phía Tây Hải đảo chủ, bọn họ chắc chắn sẽ không chém tận giết tuyệt, nữ thần cố lên, nữ thần chịu đựng, triệu thiết phong đồng dạng gấp xếp chặt quyền đầu, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chầm chầm hải quy đảo, chỉ hy vọng triệu phi vũ bọn họ có thể vượt qua nguy cơ lần này, nói cái gì cũng phải để đại ca đem phi vũ điều trở về, tiếp đó, cũng là chứng kiến kỳ tích thời điểm. Mắt thấy Diệp Xuyên liền muốn sử dụng đại chiêu, Bloober mức hoa quả quay đầu sông lấy phòng trực tiếp, 10 phần tiêu sái nói một câu nói như vậy, ngay tại tất cả mọi người vô cùng bồn chồn thời điểm, Diệp Xuyên đã thi triển một lần siêu cấp sóng xung kích, trong nháy mắt đó siêu việt vũ khí hạt nhân lực lượng kinh khủng ầm vang mà ra, ngang gần 100 hải lý, hướng về phía trước hung hăng đẩy đi ra, khoảng cách hải quy đảo còn có mười mấy hải lý, tất cả hỏa lực trong nháy mắt chịu đến trùng kích toàn bộ nổ tung lên chỉ là cái kia cổ kinh khủng bạo tạc lực lượng lại trực tiếp bị xung kích sóng cho mang theo hướng về phía trước mà đi. Đây là chuyện gì xảy ra? Lòng tin tràn đầy Ogulovi biến sắc, lập tức hét lớn, xa gần phòng pháo lập tức xuất thủ, cổ lực lượng này đến thật sự là quá mức hung mảnh. Trong nháy mắt, tất cả xa gần phòng pháo toàn bộ bắt đầu xuất kích, chỉ là sóng xung kích lực lượng lại là gần như vô địch, vẫn như cũ thế như trẻ tre đánh phía tất cả chiến hạm, cùng với nhiều quốc trụ sở liên minh, liền để bảo táp đến mãnh liệt hơn chút đi. Blueber mức hoa quả đưa lưng về phía ống kính, đối với nhiều quốc liên minh phương hướng gian hai cánh tay, trong lúc nhất thời lại là hai đạo siêu cấp sóng xung kích ầm vang mà ra, hiện lên bẻ gãy nghiền nát chi thế, tại đạo thứ nhất siêu cấp sóng xung kích dư uy phía dưới mang theo mấy tỷ tấn biển nước hình thành sóng lớn hung hăng oanh đi lên, ngắn ngủi mười mấy giây, tất cả xa gần phòng pháo đều thành siêu cấp sóng xung kích một bộ phận, phía trước nhất chiến hạm siêu cấp hàng mẫu căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản thực lực, bị xung kích thất linh bát lạc, gần như biến thành một đống linh kiện, vô địch chiến hạm tuy nhiên đến đỡ được, nhưng cũng khác biệt trình độ chịu đến hư hao. Ogulovi nổi trận lôi đình, cũng chỉ là như thế một đạo không nói rõ được cũng không tả rõ được sóng xung kích, thế mà khiến hơn 10.000 tàu chiến hạm hàng mẫu hủy hoại chỉ trong chốc lát, tức thì bị diệt đi hơn 2.000 vị hải đảo chủ, mấy trăm ngàn phía tây thủy thủ, cái này tổn thất, quả thực mấy tỷ tỷ triệu thiết phong ngươi gặp qua nhà kia hùng hài tử có lớn như vậy uy lực đối nhiều quốc liên minh tạo thành tổn thất lớn như vậy a à. vừa vặn triệu thiết phong còn không có tắt điện thoại ogulovi trực tiếp nghiến răng nghiến lợi rống to lần này bọn họ tất cả mọi người đến chết mà lại các ngươi cửu châu cũng phải bồi thường nói hung hăng cúp điện thoại triệu thiết phong đã sớm kinh ngạc đến ngay người quả thực không thể tin được triệu phi vũ bọn họ tại sao có thể có khủng bố như thế lực lượng cũng chỉ là một chiêu chẳng những ngăn cản được tất cả công kích, còn phá hủy đối phương 11.000 tàu chiến hạm cùng hàng mẫu, thương vong mấy trăm ngàn người, quả thực có thể so với vũ khí hạt nhân. Mà liền tại tất cả mọi người há to mồm cảm giác được vạn phần chấn kinh thời điểm, đằng sau hai đạo sóng xung kích đã ầm vang mà ra, nguyên bản còn có chút cặn bã chiến hạm cùng hàng mẫu lần này trực tiếp hoàn toàn biến mất, liền một chút tồn tại dấu vết đều không còn tồn tại, cuối cùng sóng xung kích đánh vào vô địch chiến hạm phía trên, nguyên bản bị nhiều quốc liên minh đánh ra vô địch chiến hạm phòng ngự vô địch mánh lưới, kết quả hiện tại cơ hồ biến thành giấy đồng dạng chỉ là đợt tấn công thứ nhất liền đã tan ra thành từng mảnh ngay sau đó tại cao mấy trăm thước sóng lớn phía dưới hoàn toàn chìm vào trong biển rộng mà sóng xung kích uy lực nhưng như cũ thẳng tiến không lùi chung quanh tất cả đảo nhỏ toàn bộ biến mất vô địch chiến hạm tổng bộ cứ việc kịp thời lấy ra vòng phòng hộ nhưng là bọn họ vòng phòng hộ cũng đồng dạng không chịu nổi một kích, gần như một cây số vuông tổng bộ kiến trúc trực tiếp toàn bộ biến mất, chỉ còn lại có một tòa trụi lũi hải đảo, mà lại tại đảo thứ ba sóng xung kích đến thời điểm, toàn bộ hải đảo đều lại bị cắt đứt xuống đi trọn vẹn 3-4 mét, may mà có những cái kia khủng bố cấp độ SSS sinh vật tồn tại. Lúc này mới khiến còn lại bảy vị nhiều quốc liên minh người sáng lập cùng với minh chủ không có chịu đến quá lớn trùng kích chỉ là chỉ là ba đảo sóng xung kích thì tạo thành khủng bố như thế hậu quả, nhưng cũng làm cả Lam Tinh đã Hải Dương thế giới hải đảo chủ trợn mắt khóc mồm, khó trách nữ thần các nàng không có sợ hãi, nguyên lai like người ta có khủng bố như vậy đại sát khí, quả thực đem ta hoảng sợ nước tiểu. Chỉ là một đợt công kích thì đoàn diệt hơn 10.000 tàu chiến hạm cùng hàng mẫu, thì hỏi còn có ai? Nhiều quốc liên minh tuy nhiên 10 phần khủng bố, nhưng là thì dạng này mặt bài, vẫn là so ra kém người ta một cái đảo nhỏ a nhiều năm như vậy góp nhặt xuống đến gia nghiệp, bị người ta tận diệt, thì liền trực tiếp đều bị bắt buộc gián đoạn, ha ha, thế nhưng là, bọn họ cường hãng nhất đều không có bất kỳ cái gì sự tình, hơn nữa còn có 7 con cấp độ SSS sinh vật, một cái siêu cấp S sinh vật, 7 vị vào kính cường giả, một vị nhập hóa cường giả, cái này tự hồ là một cái vô địch cục diện A, ốc ostrosti mang theo siêu cấp S sinh vật, cùng 7 vị người sáng lập đi tới hải quy đảo vài trăm mét bên ngoài, nhìn lấy nhỏ bé mấy người, không khỏi nghiến răng nghiến lợi nói ra, ta ngược lại là xem nhẹ các ngươi, không biết các ngươi còn có dạng này thực lực, bị các ngươi xài hết ta nhiều quốc liên minh vốn liếng, cái kia mấy người các ngươi, nhất định muốn nỗ lực các ngươi khó có thể tưởng tượng đại giới, chương 479, chung cực đỏ sức mở ra, quyết đấu liên minh, ta nói, có một chút ta cảm thấy ngươi nói không đúng lắm. Diệp Xuyên lắc đầu, từ tốn nói, ngươi cần phải minh bạch một vấn đề, là các ngươi che chở phía tây hải đảo chủ không đem chúng ta cửu châu coi là gì mới có đây hết thảy xét đến cùng là các ngươi không công bằng không công chính dẫn đến các ngươi hiện tại tổn thất chúng ta cửu châu muốn một cái công bằng cứ như vậy khó a à. mấy trăm năm trước các ngươi cửu châu bất quá là một đám đông á bệnh phu những năm này mới vừa vặn đuổi tới hải dương thế giới có thế có một chỗ của các ngươi các ngươi thì cần phải mang ơn còn nghĩ muốn công bằng ogulovi không khỏi cười lạnh quát nói thật sự là buồn cười các ngươi cửu châu tính là thứ gì công bằng là cho chúng ta phía tây hải đảo chủ những thứ này thượng đẳng người không phải cho các ngươi nhìn lấy Ogulovi nói những lời này tự hồ là như vậy nghĩa chính từ nghiêm Diệp xuyên không khỏi kinh ngạc hỏi ngươi lá gan này cũng quá lớn a à, lại dám làm lấy toàn bộ lam tinh mặt nói ra như thế tới nói trực tiếp đã gián đoạn ngươi cho rằng còn ai vào đây có thể nghe đến Ogulovi kinh thường cười một tiếng các ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết chờ các ngươi chết, cửu châu đem về móc sạch vốn liếng đến bồi thường chúng ta, nhiều quốc liên minh rất nhanh liền có thế một lần nữa thành lập lên, các ngươi làm ra đây hết thảy, đều là phí công, mấy câu nói, khiến quan sát trận này trực tiếp 7-800 triệu người tất cả đều sửng sốt, tại ta trong mắt, nhiều quốc liên minh thế nhưng là 10 phần thần thánh tồn tại, kết quả bọn hắn minh chủ sẽ như vậy dơ bẩn, coi như công bằng chúng ta không muốn, nhiều quốc liên minh như thế đối đãi với chúng ta cửu châu, cũng thật sự là khiến người ta buồn nôn tuy nhiên ta là người phương tây có thể ta nhận vì tất cả nhân loại đều là bình đẳng sao có thể phân thượng đẳng người người hạ đẳng bọn gia hỏa này quả thực đáng chết ta chống đỡ mấy vị này lão đại giết bọn hắn tại bọn họ cho rằng không có ai biết cái này duy trì sự tình điều kiện tiên quyết cái này có tính hay không là lộ ra nguyên hình nguyên bản phản đối trận chiến đấu này triệu thiết sơn lúc này đồng dạng sắc mặt tái xanh mặc dù nhiều quốc liên minh chính thành người là phía Tây Hải đảo chủ, nhưng chúng ta một mực tuân theo bọn họ rất nhiều hạn quyết nghị, bọn họ hiện tại thế mà lại nói ra như thế tới nói, thì không sợ chúng ta cửu châu trái tim băng giá, đại thống lĩnh, chúng ta phải chăng cần phải trợ giúp bọn họ một chút. Bên cạnh nữ tử không khỏi thấp giọng xin chỉ thị, bọn họ ở vào ngoại hải cùng cấm kỵ chi hải ở giữa duy trì bên trong, ngươi cho là người nào có thế trong thời gian ngắn nhất, ở buổi tối tiến vào cái kia duy trì. Triệu Thiết Sơn trầm giọng nói, "Lưu Nghệ." Nữ tử thấp giọng nói, "Nàng cần phải ngay tại cái kia phụ cận, tại thi hành một kiện đánh giết cấp độ SS sinh vật biển nhiệm vụ, nàng có thể giúp một tay ngăn cản được một vị vào kính cao thủ, vậy liền phái nàng đi qua, quân đội chúng ta luôn không khả năng không có chút nào biểu thị." Triệu Thiết Sơn lập tức gật đầu, "Đây cũng là chúng ta Cửu Châu cùng nhiều quốc liên minh tuyên chiến một cái dấu hiệu đi, đúng." nữ tử đối với Triệu Thiết Sơn kính một cái quân lễ, lập tức đi tới đạt chỉ lệnh, Triệu Thiết Sơn lại là nhìn lấy phòng trực tiếp bên trong, lấy dịp xuyên cầm đầu bảy người bóng lưng, không khỏi có chút chờ mong lẩm bẩm, ta ngược lại thật muốn kiến thức một chút, hiện tại các ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào, dịp xuyên hơi hơi nhún vai, ngay sau đó thấp giọng nói, chư vị, chúng ta lập tức liền muốn khai chiến, lần này thứ bảy cùng thứ sáu cũng sẽ tham chiến. Ta chờ một lúc hội lại thi triển hai lần siêu cấp sóng xung kích, mọi người lập tức trùng kích đi lên, thủ vương cũng sẽ sử dụng hắn tất cả rễ cây đối hải quy đảo phía trên vũ khí tiến hành thao tác, tất cả chúng ta tề tâm hiệp lực, tin tưởng nhất định sẽ đem nhiều quốc liên minh tan rã, tốt. Mấy người khẽ gật đầu, tinh thần rốt cục khẩn trương cao độ, cái này nhất định là một trận trận đánh trực diện, hơi không cẩn thận, liền sẽ đầy bàn đều thua, không có người không dám không coi trọng, ngay sau đó. Diệp Xuyên khống chế hai đạo sóng xung kích hướng về đối phương ầm vang mà đi, ngay sau đó mấy khỏa siêu cấp tên lửa bột phát ra, tại dịp xuyên mở ra gấp đôi tăng phút về sau, kéo ra trận này cuối cùng quyết chiến mở màn. Cứ việc những thứ này cấp độ SSS sinh vật 10 phần khủng bố, nhưng rốt cuộc không phải thành niên thể đỉnh phong, đối mặt gần như là điệp gia lên đến hai đạo sóng xung kích, trực tiếp bị oanh kích đầu óc choáng váng, trên thân tràn đầy tinh mịn vết thương, lại thêm siêu cấp tên lửa đánh tới, làm bọn hắn còn chưa có bắt đầu chiến đấu, liền đã thụ không nhẹ thương tổn. Bảy vị người sáng lập đồng dạng bị lấy sóng xung kích xâm nhập, loại kia khó nói lên lời sức mạnh công kích làm bọn hắn tất cả mọi người cảm giác được hữu tâm vô lực, may ra có cấp độ SSS sinh vật vì bọn họ ngăn cản, ngược lại là cũng không có bị quá lớn thương hại, mà mấy cái siêu cấp tên lửa, chí ít có ba khỏa đánh phía cái kia siêu cấp S sinh vật biển, đây là một đầu có tới dài ngàn mét màu đỏ cá chép, tại siêu cấp sóng xung kích ầm vang mà lên thời điểm trong nháy mắt mở ra miệng rộng, lượng lớn nước biển cũng giống như sóng xung kích đồng dạng ầm vang mà ra, đụng nhau tại siêu cấp sóng xung kích phía trên bột phát ra ngập trời sóng lớn, chí ít triệt tiêu siêu cấp sóng xung kích gần như 2 phần 3 uy lực. Chỉ là Diệp Xuyên đã sớm chú ý tới đầu này màu đỏ cá chép, tại chỗ tất cả mang cấp sinh vật bên trong thì nó thực lực mạnh nhất, chỉ có trong nháy mắt diệt đi nó, mới có thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Tại siêu cấp sóng xung kích trùng kích thời điểm, cấm kỵ chi thương liền đã theo hung hăng oanh đi lên, cứ việc chỉ là một phần ba lực đạo, cái kia khủng bố mũi thương nhi nhưng cũng đụng vào thân thể nó phía trên, cậy mở nó ba mảnh to lớn vẫy cá. Đây đối với màu đỏ cá chép mà nói tuyệt đối là một loại vô cùng nhục nhã, rốt cuộc làm siêu cấp ép sinh vật biển, trừ phi là vào nước cấp bậc cường giả, bằng không căn bản không khả năng thương tổn đến nó, có thể trước mặt cái này khu khu nhập hóa người loại, thì vạch trần rơi chính mình ba mảnh vẫy cá chính mình thế nhưng là dự định xuất lĩnh đám kia cấp độ SSS tiểu đệ đi công chiếm cấm kỵ chi hải, như bây giờ, ai còn có thế phục chính mình, ngay sau đó, màu đỏ cá chép mở cái miệng rộng, xông lấy đánh tới Diệp Xuyên bắt đầu hút nước, nhất thời một cổ kinh khủng lực hút banh kích mà đến, cứ việc Diệp Xuyên kịp thời ngừng lại thân hình, đồng dạng không cách nào ngăn cản được, phốt, cá heo thì ở một bên trong coi, lúc này nhìn đến Diệp Xuyên hấp dẫn màu đỏ cá chép tất cả ánh mắt, hướng thẳng đến màu đỏ cá chép đánh tới, số mệnh chi sừng tại 20 tấn đập vào cường độ phía dưới hung hăng đụng vào màu đỏ cá chép bụng phía trên cũng là cá heo vận khí tốt lại trực tiếp đụng vào lân phiến trong khe hở trong nháy mắt tê liệt khiến màu đỏ cá chép tạm thời mất đi ý thức cũng chỉ là không một ép mà thôi. bất quá đây đối với diệp xuyên mà nói đã đầy đủ diệp xuyên một tiếng gầm nhẹ mượn màu đỏ cá chép vừa mới to lớn lực hút trùng kích mà lên đối với nó cái kia to lớn cái miệng cũng là một cái khổng tước linh khổng tước linh trực tiếp đánh vào cái kia sâu không thấy đáy đại trong miệng, màu đỏ cá chép mới vừa từ tê liệt bên trong tỉnh lại, thân thể thì xuất hiện mấy phần xanh biếc, vừa mới chuẩn bị xuất thủ công kích lại lần nữa mắc cạn, mà Diệp Xuyên cũng chính là thừa dịp này, đem trong hòm ai tắm một khỏa siêu cấp tên lửa cũng ném vào nó sắp hoàn toàn khép kín trong mồm, chương 480, binh bất yếm trá, chủ quan đại giới, long ngư, nôn. Một mực tại xem náo nhiệt Ogulovi sắc mặt đại biến, lập tức lớn tiếng hống, dù sao cũng là siêu cấp ép sinh vật biển, cái kia sức chiến đấu kinh khủng cũng không phải nhập hóa cường giả liền có thể chiến thắng, vốn cho là Long Ngư có thể dễ như trở bàn tay dạy Diệp Xuyên làm người, không biết sao Diệp Xuyên như thế âm hiểm xảo trá, mà lại trong bóng tối còn có trợ thủ, riêng là tại nhìn đến cái kia khỏa siêu cấp tên lửa tiến vào Long Ngư trong miệng thời điểm Ogulovi rốt cục nhịn không được mở miệng nhắc nhở, trong nháy mắt đó, màu đỏ cá chép mở cái miệng rộng, cái này liền định đem hết thảy đều phun ra chỉ là cái này khẽ hấp phun một cái ở giữa lực lượng kinh khủng khiến siêu cấp tên lửa theo trong miệng nó nổ tung lên cái kia to lớn đầu cá trong nháy mắt bị tạt đến vỡ nát to lớn thân cá trong nháy mắt không có động tác long ngư ogulovi lại là gầm lên giận dữ trường kiếm trong tay bột phát ra nhấp nhô ánh kiếm thân thể nhoáng một cái hướng thẳng đến dịp xuyên đánh tới dịp xuyên đều có chút mộng bức rốt cuộc đây chính là siêu cấp ép sinh vật biển coi như siêu cấp tên lửa lực lượng 10 phần khủng bố cũng không có khả năng trực tiếp liền đem nó cho chơi chết a à. cái này vô luận như thế nào đều không phù hợp nó làm siêu cấp ép sinh vật biển thực lực a à. lúc này nhìn lấy ogulovi công kích mà đến dịp xuyên tạm thời không suy nghĩ thêm nữa cũng không lui lại trực tiếp mãnh liệt bắn mà ra hung hăng hướng về ogulovi oanh kích mà đi hắn trực tiếp thi triển rùa biến huyền phù thuật cùng cực tốc đối với ogulovi chính là nhất kích tuyệt đối trọng lực cứ việc Ogulovi có lẽ còn mạnh hơn hắn mấy phần, nhưng là tại thần kỳ tiểu dược hoàng gia trì cùng với tuyệt đối trọng lực thi triển phía dưới, Ogulovi chỉ cảm thấy một cổ lực lượng kinh khủng theo trường thương bên trong bột phát ra. Hắn trong lúc nhất thời cảm giác mình vô luận như thế nào đều khó có khả năng ngăn cản được một thương này, nhưng là tên đã trên dây lại là không phát không được, đành phải kiên trì cùng dịp xuyên đối oanh một cái, vừa nhanh vừa mạnh nhất kích giống như mấy trăm ngàn tấn lực lượng va chạm tới đồng dạng, ogulovi trực tiếp bị cái này của lực lượng kinh khủng va chạm thất điên bác đảo tại ánh kiếm đánh phía dịp xuyên đầu thời điểm một cái lắc mình hướng về phía sau thối lui một khắc này hắn đã biết mình xem thường dịp xuyên đối phương dù sao cũng là một cái mới vừa tiến vào hải dương thế giới chưa tới nửa năm gà mờ coi như cưỡng ép tăng lên tới vào hóa cảnh giới cũng không thể nào là chính mình đối thủ ai ngờ người ta tiểu mẫu ngưu đi máy bay ngưu bức thượng thiên ngươi rất mạnh nhưng là còn chưa đủ mạnh Diệp xuyên đứng giữa không trung, nương theo lấy hét lớn một tiếng, lại lần nữa hướng về Ogulovi công tới. Phúc. Ogulovi giận mắng một tiếng, chỉ có thể bị động ngăn cản, cấm kỵ chi thương trực tiếp tăng vọt vài trăm mét, giống như một đạo chống trời như cự trụ hướng về Ogulovi đập tới. Ogulovi tại vừa mới một kích kia bên trong thì mất đi lòng tin, lúc này nhìn lấy một kích này đánh tới, trong lòng lại dâng lên một loại kinh khủng, trong nháy mắt bột phát ra tất cả lực lượng rót vào trường kiếm bên trong từ đuôi đến đầu hung hăng hướng về trường thương đánh tới, quanh, thuộc về nhập hóa cường giả chân chính ý nghĩa phía trên quyết đấu lần thứ nhất trình diễn, Ogulovi kinh ngạc phát hiện dịp xuyên lực lượng thực căn bản không có hắn tưởng tượng bên trong mạnh mẽ như vậy, cứ việc thanh thế to lớn, nhưng đối chiến lên, chính mình lại có thể cùng hắn cân sức ngang tài, phải biết đây chính là chính mình vội vàng ứng chiến kết quả, cái kia nếu như mình quang minh chính đại theo hắn quyết nhất tử chiến, chết cái kia khẳng định không thể nào là chính mình nghĩ như vậy ogulovi nhất thời lòng tin mười phần không khỏi cười lạnh quát to tiểu tử ngươi dám phốc 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 lại nói một nửa liền nghe đến nhỏ nhẹ tiếng xé gió vang lên đúng là hơn mười đạo mũi tên mãnh liệt bắn mà ra hung hăng hướng về hắn oanh đến tại khoảng cách hắn còn có vài mét thời điểm trực tiếp bốc cháy lên lửa cháy hừng hực cái này không khỏi khiến hắn nhướng mày phân thần ngăn cản cũng chính là tại hắn phân thần trong nháy mắt dịp xuyên lại lần nữa thi triển đại lực hung hăng hạ thấp xuống đi, làm hắn tại vội vàng ở giữa lại đi xuống mấy mét, hai chân gần như đụng chạm lấy mặt biển, phốc, trong nháy mắt đó, cá heo lại lần nữa đánh lén, số mệnh chi sừng trực tiếp đè vào Ogulovi trên chân, Ogulovi thân thể rung lên, nhất thời cảm giác được khó nói lên lời tê liệt lan khắp toàn thân, trong lúc nhất thời càng không có cách nào di động mảy may, vài trăm mét thật dài thương, súng trong nháy mắt biến mất, Diệp Xuyên lại cũng đi tới trước mặt hắn toàn bộ thân thể va chạm ở trên người hắn, thiếp thân cũng là một bộ tổ hợp quyền, càng là tại Ogulovi khôi phục thời điểm, trường đao chợt lóe lên rồi biến mất, trực tiếp chém đứt hắn hai chân, một cổ bức trước cảm giác đau theo chân truyền đến, khiến trong lúc nhất thời không cách nào ngăn cản, thân thể trực tiếp rơi ở trên mặt nước, phút giao mô thơ. Ogulovi trừng lớn hai mắt, nghiến răng nghiến lợi mắng dịp xuyên một câu, hắn hiện tại vạn phần hối hận, hắn thực lực muốn tại dịp xuyên phía trên, thậm chí có thể treo lên đánh Diệp Xuyên, thế nhưng là tại Diệp Xuyên lúc đầu cái kia khủng bố công kích phía dưới, cho hắn tạo thành một loại hắn đánh không lại Diệp Xuyên giả tượng, từ đó ở phía sau mất đi tiên cơ, tức thì bị đánh lén đến tê liệt, kết quả mới tại sao cùng bị Diệp Xuyên một trận nước chảy mây trôi công kích cho chém tới hai chân, lão già kia, hiện tại ngươi còn có cái gì có thể nói. Đi tới Ogulovi trước mặt, Diệp Xuyên cười lạnh chất vấn, tiểu tử, ngươi tài nghệ không bằng người, nếu như không là dở trò lừa bịp, chết lại là ngươi. Ogulovi nghiến răng nghiến lợi mắng, bị ổi, đi ngươi mã, các ngươi phía tây hải đảo chủ khi dễ ta cửu châu hải đảo chủ, nhiều quốc liên minh che chở phía tây hải đảo chủ thời điểm làm sao không có nói các ngươi bị ổi. Diệp xuyên hừ lạnh nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi, cái này kêu là làm binh bất yếm trá, lừa ngươi mã tệ. Ogulovi vẫn như cũ giận đến không được, đến A, à, ngươi bây giờ đã xong, cũng không cần xính miệng lưỡi chi lực. Diệp Xuyên tức giận nói, trường thương đột nhiên xuất thủ, cái này liền định trước phế Ogulovi, chỉ là sóng lớn âm thanh truyền đến, lại là tại vừa mới màu đỏ cá chép thi thể chìm xuống địa phương, một đạo to khỏe cái đuôi lớn đánh một cái to lớn bọc nước, trong nháy mắt kích thích cao mấy trăm thước sóng lớn, cái gì đồ vật. Diệp Xuyên mi đầu căng thẳng, một giây sau, một cái có tới hơn 300 mét lớn lên kim sắc long ngư xuất hiện tại trong biển, vảy màu vàng kim tại ánh mặt trời chiếu xuống chiếu sáng rạng rỡ, toàn bộ thân thể tuy nhiên nhỏ rất nhiều, lại cũng càng thêm linh hoạt, tự hồ lực lượng đều trở nên càng thêm cường đại, Long ngư. Ogulovi hưng phấn mà hét lớn một tiếng, không nghĩ tới vừa mới công kích thế mà lại để ngươi hiện ra chân thân, cái kia ngươi thì ngay lập tức đem mấy tên khốn kiếp này toàn bộ đều giết đi, nương theo lấy Ogulovi mệnh lệnh, kim sắc Long ngư đem mục tiêu nhắm ngay dịp xuyên toàn bộ hướng về dịp xuyên oanh kích mà đến rùa biến lại là toàn bộ dựng thẳng lên đến dương nanh múa vứt hướng về kim sắc long ngư hung hăng đập xuống dự định cùng kim sắc long ngư phân cao thấp